Ngày 12 tháng 10 Hội nghị Thường trực Ủy ban tỉnh chính thức thông qua việc nâng cấp quốc lộ từ Ninh Lăng đến Nam Hoa lên quốc lộ cấp 1, yêu cầu hai thị xã chuẩn bị các công tác, tranh thủ khởi công vào ngày 1 tháng 1 năm 2005, thời gian hoàn thành công trình là 1 năm 9 tháng. Trong hội nghị lần này cũng thông qua hạng mục sân golf đường hồ, Ninh Lăng do Tập đoàn Đầu tư Thể thao Quan Lan, Hong Kong xây dựng với tổng diện tích 1.500 mẫu với số vốn 350 triệu. Trước đó chính quyền ủy ban tỉnh cũng đã phê duyệt và thông qua quyết định xây dựng đường cao tốc Ninh Thông, Ninh Đường. Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh và sở giao thông sẽ tiến hành thông báo chấp nhận kinh tế tư nhân đầu tư vào hai đường cao tốc này theo hình thức BOT trên Nhật báo Kinh tế cùng Nhật báo An Nguyên. Ngày 29 tháng 10, trên trang web Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đưa ra tin tức thông qua hạng mục điện phân nhôm của tập đoàn Hâm Đạt ở Ninh Lăng. Mặc dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng có thể nói một chữ nghìn vàng. Ngày 30 tháng 10, Hội nghị Thường trực Ủy ban thị xã Ninh Lăng thông qua quy hoạch xây dựng Bệnh viện Nhân dân số 4 Ninh Lăng ở khu vực giữa Đại lộ Bi Lâm, Đại lộ Nhạn Tháp. Ngày 6 tháng 11, Tiêu Phượng Minh chính thức có quyết định làm Phó Bí thư Thị ủy Ninh Lăng. Cùng lúc đó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh, Bao Quốc Huy được bổ nhiệm làm Thường vụ Thị ủy Ninh Lăng, trưởng Ban Tổ chức Cán bộ. Chiếc Chevrolet của Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy đã đi hết thời gian huy hoàng của nó, đổi thành một chiếc xe Buick GL8. Vi Sùng Thái và Bao Quốc Huy ngồi ngang hàng với nhau, Chu Ích Minh ngồi phía sau, Cao Thiền ngồi ở ghế lái phụ. Lão Bao, Ninh Lăng có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh, nghe nói năm nay đột phá 100 tỷ. Đây là thị xã thứ hai trong toàn tỉnh đạt mức 100 tỷ. Anh tới Ninh Lăng chính là sự tán thành của Bí thư Miêu cùng trưởng ban Hàn đối với anh. Vi Sùng Thái cười nói. Đúng thế trưởng ban Vi, bởi vì Vi tôi lại thấy rất áp lực. Bao Quốc Huy chải tóc rất thẳng. Y công tác trên cơ quan cấp tỉnh thời gian dài nhưng đây là lần đầu xuống địa phương công tác nên khiến y có chút khẩn trương. Dù sao y được điều tới Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu tỉnh An Nguyên, hơn nữa bí thư thị ủy lại là thường vụ tỉnh ủy. Đây là một phương diện, càng quan trọng hơn chính là nghe nói ở vấn đề lựa chọn phó bí thư thị ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ thì Triệu Quốc Đống và bí thư Miêu đã đối đầu với nhau. Bao Quốc Huy biết mình là người được Bí thư Miêu lựa chọn nhưng hơn mình chưa đủ phân lượng để làm Phó Bí thư Thị ủy Ninh Lăng. Nói cách khác Bí thư Miêu muốn một người khác đến làm Phó Bí thư Thị ủy Ninh Lăng nhưng dự tính thì tốt nhưng Triệu Quốc Đống không chấp nhận. Chẳng những vậy Triệu Quốc Đống còn muốn nhận hết cả vị trí Phó Bí thư Thị ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ của Ninh Lăng. Một cuộc long tranh hổ đấu mà mọi người vốn nghĩ diễn ra nhưng cuối cùng trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy nó lại không hề có. Tiêu Phượng Minh lên làm Phó Bí thư Thị ủy. Mà mình vốn là sự lựa chọn thứ hai lại được lợi đến Ninh Lăng làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Triệu Quốc Đống nổi tiếng cứng rắn trong toàn tỉnh, lúc làm thị trưởng Hoài Khánh bị thua trong tay phó bí thư tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên khi đó nên bị đẩy khỏi Hoài Khánh, ôm hận tới bộ năng lượng. Không ngờ chỉ mấy tháng hắn về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, hơn 2 năm khiến cho Ninh Lăng trở thành ngọn cờ đầu trong phát triển kinh tế của tỉnh. Theo xu thế hiện nay việc Ninh Lăng vượt Vĩnh Lương, Hoài Khánh để đứng thứ hai về GDP toàn tỉnh là tất nhiên. Hơn nữa vì Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy nên Triệu Quốc Đống đã lên làm thường vụ tỉnh ủy, đã có thực lực đối đầu với Bí thư Miêu. Tiêu Phượng Minh trước đó vốn là người của Hoàng Lăng nhưng sau khi Triệu Quốc Đống tới lại thành người trung thành nhất của Triệu Quốc Đống. Không có Triệu Quốc Đống hết lòng ủng hộ thì Tiêu Phượng Minh không thể nào lên làm phó bí thư thị ủy. Đương nhiên nếu là vậy thì cũng không đến lượt mình làm trưởng ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng. Ha ha, lão Bao, có áp lực mới có động lực mà. Vi Sùng Thái nói đầy triết lý hoặc là có vẻ chế nhạo. Bao Quốc Huy nhìn đối phương nhưng không nhìn ra gì. Trưởng ban Vi, tôi trước đây chưa từng có trao đổi với Bí thư Triệu, không biết tác phong làm việc của Bí thư Triệu là như thế nào. Bao Quốc Huy cẩn thận hỏi. Không tiện nói, Bí thư Triệu mặc dù còn trẻ nhưng tính cách trầm ổn, rộng lượng. Chẳng qua đúng là do còn trẻ nên tính cách khá cứng rắn. Nói như thế nào nhỉ? Ừ tôi cảm thấy hơi giống bí thư Ninh Pháp khi tới tỉnh An Nguyên chúng ta làm bí thư thị ủy An Đô. Vi Sùng Thái cảm thấy mình ví dụ như thế này là thích hợp nhất. Bí thư Ninh. Bao Quốc Huy gật đầu. Ninh Pháp lúc làm bí thư thị ủy An Đô đã nổi tiếng cứng rắn. Lúc ấy Hoàng Nguyên Thịnh làm thị trưởng do không hòa hợp với Ninh Pháp nên 2 năm sau bị điều tới Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh làm phó chủ tịch. Vậy tính cách của bí thư Triệu đúng là khá cứng rắn. Cũng không hẳn. Phải xem tình hình. Vi Sùng Thái rất tự nhiên nói. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì y khá kiêng kỵ.
Từ lần trước Triệu Quốc Đống và Miêu Trấn Trung có mâu thuẫn trong lựa chọn thành viên bộ máy thị ủy Ninh Lăng có thể thấy tên này đã có thay đổi. Bao Quốc Huy có chút không quá rõ ý của Vi Sùng Thái nhưng ở trên xe nên không tiện nói. Cao Thiền ngồi trên cẩn thận lắng nghe hai người Vi Sùng Thái, Bao Quốc Huy nói chuyện. Triệu Quốc Đống mà hai người nói đã dần trở nên mơ hồ trong tâm trí cô nhưng khi bọn họ nói lại làm nó trở nên rõ ràng. Tên ngang ngược, bất cần kia đã thành thường vụ tỉnh ủy. Cao Thiền khẽ thở dài một tiếng và nhìn ra ngoài, chút lưu luyến hồi trước giờ đã chỉ còn chút hoài niệm mà thôi. Bố mẹ không bao giờ muốn nhắc tới tên hắn trước mặt mình, thậm chí cố né tránh. Nhưng mỗi lần thấy chị họ buồn bã là cô lại nhớ lại đôi chút về hắn. Cô tưởng rằng thời gian sẽ dần xóa đi tất cả, quên đi điều không thực tế đó nhưng bây giờ xem ra hiệu quả không quá tốt. Chỉ vài câu nói của người khác đã làm ký ức đó hiện về. Quyển 16, chương 78. Vân Duệ thấy Tiêu Phượng Minh tới liền vội vàng đứng lên nói. Chúc mừng bí thư Tiêu. Tiêu Phượng Minh cười cười gật đầu cảm ơn. Tên Vân Duệ này khá được, trầm ổn, chuyện gì cũng cân nhắc chu toàn làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Y cũng hỏi qua Triệu Quốc Đống là có ý để Vân Duệ xuống dưới rèn luyện không. Nhưng Triệu Quốc Đống suy nghĩ rồi từ chối. Có lẽ Triệu Quốc Đống cảm thấy không dễ có một thư ký dùng thuận tay như Vân Duệ, nếu như bây giờ tìm người mới là không dễ. Vào văn phòng Triệu Quốc Đống, Tiêu Phượng Minh thấy trên bàn làm việc có một chén trà nóng hổi, hơi trà đang bay trong phòng, một tập văn bản đặt ở bên cạnh. Triệu Quốc Đống đang hăng hái đứng ngoài ban công tưới nước cho mấy chậu cây. Ồ, bí thư Triệu sao bây giờ lại thích trồng hoa như vậy? Tôi nhớ anh không thích việc này mà. Tiêu Phượng Minh rất tùy ý đặt cặp xuống ghế. Không thể nói là thích, sáng dậy cảm thấy nhiều sức sống. Ừ, thì có chút cảm xúc mà thôi. Cây cối chính là nơi cung cấp oxy cho chúng ta cần phải đối xử tốt với cây cối. Triệu Quốc Đống một bên tưới nước một bên hít thở không khí trong lành. Ừ, bí thư Triệu, lời này của anh có phải có ám chỉ không? Có phải là cả về phương án xây dựng công viên cây xanh ở núi Diệu Phong? Tiêu Phượng Minh cười ha hả nói. Hôm qua Trúc Văn Khôi và Cục Quy hoạch xây dựng mang theo bản quy hoạch về núi Diệu Phong công viên cây xanh đến báo cáo với Triệu Quốc Đống. Nghe nói đám người Cục Quy hoạch xây dựng bị Triệu Quốc Đống phê bình đến đỏ mặt tới tận man tia. Ý của Cục Quy hoạch xây dựng là muốn điều chỉnh phạm vi công viên cây xanh núi Diệu Phong, hy vọng chuyển khu vực có địa thế thấp, bằng phẳng của núi Diệu Phong ra để đưa các cơ quan nhà nước tới đó nhưng kết quả lại bị Triệu Quốc Đống phê bình không biết nhìn xa trông rộng, không có ý thức bảo vệ môi trường. Cũng may Trúc Văn Khôi ra mặt đủ dày nói sau khi rời đi sẽ lập tức đổi quy hoạch. Triệu Quốc Đống yêu cầu bọn họ trong vòng một tuần phải dựa theo quy hoạch đã được xác định mà làm, nếu không sẽ hỏi tội Trúc Văn Khôi. Ồ, Phượng Minh, anh cũng biết sao? Triệu Quốc Đống cũng thấy không khó hiểu. Tiêu Phượng Minh đã có văn bản bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy, chỉ chờ hôm nay có trưởng ban tổ chức cán bộ mới tới nhận chức mà thôi. Bây giờ công việc hàng ngày của thị ủy do Tiêu Phượng Minh phụ trách, các việc to nhỏ trong thị ủy cũng không giấu được y. Ha ha! Tôi vừa lúc gặp Paris đám người Cục Quy hoạch xây dựng mặt đỏ tới mang tai đi ra. Tôi thấy Lão Trúc có vẻ không thấy gì, chắc là hay bị anh mắng nên quen. Tiêu Phượng Minh biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Trúc Văn Khôi, có thể được lãnh đạo hay mắng cũng là một may mắn. Hừ, tôi thấy y đây là lợn chết nên không sợ nước sôi. Một bên tưới nước, Triệu Quốc Đống nhìn vào chậu hoa rồi hừ một tiếng. Đám người Cục Quy hoạch xây dựng thì tôi không nói. Trúc Văn Khôi đã làm phó thị trưởng phụ trách nhiều năm như vậy chẳng lẽ không rõ ý đồ quy hoạch của Ninh Lăng chúng ta sao? Thị xã tại sao lại muốn giữ lại núi Diệu Phong để đưa vào công viên cây xanh? Bây giờ mọi người đều đang cố gắng trồng cây, tạo hoàn cảnh tốt. Y lại gào lên đòi lấy một khu thực vật nguyên sinh làm nơi xây dựng trụ sở cho các cơ quan hành chính. Tôi thấy y đây là muốn ném bộ máy thị ủy, ủy ban lên giàn lửa thì đúng hơn. Tiêu Phượng Minh nở nụ cười. Y dám khẳng định đây không phải ý kiến cá nhân của Trúc Văn Khôi, không chừng là do đám lão cán bộ bên Đại hội đại biểu nhân dân hoặc là Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đến thuyết phục. Bọn họ đây là muốn ở cạnh công viên, đi làm vừa ra khỏi cửa là có thể đi một vòng quanh công viên. Trúc Văn Khôi và đá người Cục Quy hoạch xây dựng chẳng qua chỉ là đến nói với Triệu Quốc Đống cho có, coi như để mấy lão cán bộ bên Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thấy mà thôi. Tên Trúc Văn Khôi này cũng đủ thông minh. Trực tiếp báo lên cho Triệu Quốc Đống rồi đợi Triệu Quốc Đống mắng là đủ. Không chừng y còn cố ý muốn làm lớn chuyện này để chặn đứng tâm tư của đám người bên Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân.
Triệu Quốc Đống cũng sao không nhìn được vấn đề trong đó. Tiêu Phượng Minh cho rằng Triệu Quốc Đống mắng Trúc Văn Khôi và người của Cục Quy hoạch xây dựng là muốn nhắc nhở đám người bên ngoài và người phía sau đừng có ý đồ với công viên cây xanh núi Diệu Phong. Ngay cả các cơ quan hành chính cũng không dính được vào, những người khác cũng đừng mơ tưởng. Vị bí thư thị ủy này bây giờ càng lúc càng trầm tĩnh, biết dùng thủ đoạn hơn trước. Nghĩ tới đây Tiêu Phượng Minh lại nghĩ tới chức phó bí thư thị ủy mà mình mới được bổ nhiệm. Lúc đầu mình cũng không ôm hy vọng, bạn trên tỉnh đã nói thẳng với mình phó bí thư tỉnh ủy Miêu Trấn Trung ở nhiều trường hợp đã tỏ vẻ chức vụ này cần phục tùng đại cuộc của toàn tỉnh, ý chính là muốn do người trên tỉnh đảm nhiệm. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều ở việc này, mình cũng không suy nghĩ mấy. Nhưng cuối cùng mình lại lên làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng, chức trưởng ban tổ chức cán bộ lại do một người trên tỉnh tiếp nhận. Qua đó có thể thấy năng lực của Triệu Quốc Đống là như thế nào. Núi Diệu Phong và Diệu Hồ được quy hoạch như vậy đã tạo thành tiếng vang lớn trong quần chúng nhân dân, không ít người đều đang ước mơ đô thị Ninh Lăng chúng ta là đô thị xanh tươi. Thị xã cũng nhận được không ít điện thoại hỏi lúc nào công viên cây xanh núi Diệu Phong sẽ xây dựng xong. Tiêu Phượng Minh nói, đây là việc có lợi cho toàn thị xã, dân chúng. Ai chạm tới lợi ích công chúng sẽ bị hàng chục ngàn người dân khiển trách. Ừ, chỉ sợ có một số người không biết trời cao đất rộng, biết rõ trên núi có hổ mà vẫn đi lên. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, trên tỉnh đã xuất phát chưa? Đã đi, do phó trưởng ban Sùng Thái dẫn đoàn đưa Bao Quốc Huy tới. Xem ra tỉnh ủy rất coi trọng việc Bao Quốc Huy tới Ninh Lăng chúng ta. Tiêu Phượng Minh gật đầu nói, bên thị xã cũng đã bố trụ sở xong, 11 giờ bắt đầu hội nghị công bố, nửa tiếng là xong. 2 giờ chiều sẽ tổ chức hội nghị liên tịch thị ủy, ủy ban coi như hội gặp mặt cho lão Bao. Ừ, anh xem đi, đây là báo cáo công tác bên ủy ban kỷ luật mới trình lên. Năm nay quận Tây Giang cùng huyện Hoa Lâm, huyện Khuê Dương đều xuất hiện việc người phụ trách tổ chức đảng cơ sở lợi dụng quyền mà nhận hối lộ tham ô và đã bị cơ quan tư pháp xử lý. Còn có 5 vụ bị ủy ban kỷ luật lập án điều tra hơn nữa đều là xảy ra ở các xã, thị trấn có điều kiện kinh tế tương đối tốt, đây là hiện tượng đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Triệu Quốc Đống đi tới trước bàn làm việc rồi lấy ra một tập tài liệu. Xem xong là tôi thấy giật mình, công tác xây dựng tổ chức cơ sở vẫn là công việc trọng tâm, nặng nề của tổ chức đảng. Làm như thế nào để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có tư tưởng chính trị tốt là điều mà thị ủy chúng ta cần phải cân nhắc. Đúng thế, 2 năm nay thị ủy vẫn kiên trì tập huấn nâng cao năng lực cho người phụ trách tổ chức đảng ở cơ sở, cũng đã đạt chút hiệu quả nhưng theo tôi thấy chúng ta vẫn chủ yếu là bồi dưỡng năng lực cho cán bộ mà coi nhẹ việc phòng chống sự hủ hóa của cán bộ. Do tố chất cán bộ cơ sở khác nhau, thiếu tố chất pháp luật nên dễ bị nền kinh tế thị trường đánh bại. Tôi thấy chúng ta cần có nhiều cuộc huấn luyện chuyên đề. Ví dụ như có thể để bọn họ tới thăm các nhà tù, giúp bọn họ tạo được sự cảnh giác cho chính mình. Ừ, ý này của anh rất đúng. Sau khi lão Bao tới anh và lão Bao, lão toàn bàn với nhau xem làm như thế nào để vừa bồi dưỡng tố chất chính trị, năng lực công tác cho cán bộ. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Tiêu Phượng Minh biết bây giờ mình đã là phó bí thư thị ủy, góc độ mình đứng không còn hạn hẹp như chức trưởng ban tổ chức cán bộ nữa, còn phải suy nghĩ đến việc bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo. Ninh Lăng có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh, cũng xuất hiện nhiều cán bộ ưu tú nhưng cũng xuất hiện không ít âm thanh lạ. Ví dụ như bộ máy Khuê Dương có một vị phó chủ tịch huyện do nhận hối lộ 600.000 nên bị ủy ban kỷ luật thị ủy bắt, cuối cùng giao cho cơ quan tư pháp xử lý. Thường vụ quận ủy, chánh văn phòng quận ủy Đông Giang uống rượu lái xe đâm chết người, cũng may người chết là y, người bị thương là nhân viên công tác của văn phòng quận ủy nên không tạo thành hậu quả quá ác liệt. Chẳng qua vì việc này mà bí thư quận ủy Đông Giang, Giản Hồng đã phải lên đọc kiểm điểm trong hội nghị thường vụ thị ủy. Kinh tế phát triển quá nhanh khiến cán bộ toàn thị xã đều có tâm lý kiêu căng, điểm này Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Tiêu Phượng Minh. Triệu Quốc Đống yêu cầu Tiêu Phượng Minh phải nhanh chóng quen với chức vụ phó bí thư thị ủy, triển khai hoạt động chỉnh đốn tư tưởng tác phong cho cán bộ toàn thị xã, triển khai việc phê bình và tự phê bình, làm cán bộ tỉnh táo lại để một lần nữa dồn tâm trí vào công việc. Quyển 16, chương 79. Tiếng pháo lốp bốp vang lên, những vị khách quý trên thảm hồng đều vỗ tay chúc mừng. Triệu Quốc Đống đứng giữa cười tươi như hoa nhìn mấy chữ, ngân hàng Ninh Lăng phổ phát, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây đã là điểm thứ 3 trong sáng nay mà Triệu Quốc Đống tới. Nếu không phải Trịnh Kiện mới lên làm giám đốc ngân hàng nhân dân An Đô cũng có mặt tham gia lễ khai trương ngân hàng này thì Triệu Quốc Đống tuyệt đối không tới đây.
Trịnh Kiện muốn có mặt ở lễ khai trương mấy ngân hàng thương mại này cũng là do Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Bắt đầu từ nửa cuối năm, kinh tế Ninh Lăng lại nghênh đón đợt tăng trưởng cực cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân của cả tỉnh 8 tháng đầu năm là 12% mà Ninh Lăng lại đạt tới 99,8%. Sang tháng 9 kinh tế Ninh Lăng lại tăng trưởng cao hơn nữa đạt 102%, chỉ riêng 3 tháng 7-8-9 Ninh Lăng đã có thêm 1.663 công ty, số tài chính đăng ký đạt 16,2 tỷ, trong đó có 98 công ty có vốn đăng ký trên 30 triệu. Đúng là do sản nghiệp thứ 2-3 tăng trưởng mạnh như vậy cũng khiến nhu cầu tài chính của Ninh Lăng tăng nhanh. Ngân hàng thương mại công thương mới khai trương không lâu đã có nhiều khách hàng tới giao dịch, trở thành điểm sáng trong hệ thống ngân hàng khu vực Trung Tây. Sau tháng 5, danh tiếng của Ninh Lăng được lên một nấc thang mới khiến cho trong và ngoài nước hết sức chú ý tới Ninh Lăng. Hơn nữa hội chợ việc làm Ninh Lăng hồi tháng 10 cũng diễn ra rất thành công nên đã tạo ra hiệu ứng chấn động trong toàn tỉnh. Công ty vật liệu tre bảo vệ môi trường Ninh Lăng đã trở thành một đơn vị thành viên của Hiệp hội Xây dựng Xanh Mỹ. Sản xuất vật liệu từ tre theo tiêu chuẩn LEED theo quy định của Hiệp hội, việc này cũng tạo thành chấn động không nhỏ và hiệu ứng lớn. Chỉ riêng tháng 8 công ty này đã xuất khẩu 66 triệu đô la Mỹ sản phẩm sang các nước Âu, Mỹ, hơn nữa cũng đang thành lập nhà máy sản xuất thứ 2-3 ở Tân Châu, Nam Hoa. Ngày 5 tháng 11 trên Nhật báo Nhân dân có bài viết, màu xanh quật khởi, ở ngay trang bìa để nói về sự phát triển nhanh chóng của ngành bảo vệ môi trường Ninh Lăng, khiến cho Ninh Lăng vốn được coi là đô thị năng lượng mới đột nhiên có thêm một tên gọi. Đúng là do kinh tế Ninh Lăng thể hiện rõ tương lai phát triển tốt đẹp nên các ngân hàng như Dân Sinh, Quang Đại, Phổ Phát đều đẩy nhanh tốc độ thành lập chi nhánh ở Ninh Lăng. Mà kinh tế Ninh Lăng cũng cần nguồn cung cấp tài chính nhiều hơn nữa. Trước khi ba ngân hàng này thành lập thì hai công ty chứng khoán, hai công ty đảm bảo tài chính nông thôn cũng đã lục tục thành lập ở Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống và Trịnh Kiện đi ra cửa, Văn Ngạn Hoa cũng đi theo sau. Xe Audi đã từ từ dừng ở chân cầu thang. Đi thôi giám đốc Trịnh, đến chỗ tôi ngồi một chút chứ. Triệu Quốc Đống cười nói rồi nhìn chiếc xe Audi mới tinh đang chạy tới. Hay là ngồi xe mới của anh đi. Trịnh Kiện đấm đùa vào vai Triệu Quốc Đống một cái. Văn Ngạn Hoa không khỏi có chút ngạc nhiên, xem ra hai vị này có quan hệ không bình thường. Quan hệ của Triệu Quốc Đống này đúng là rất rộng. Cô luôn lơ đãng phát hiện một ai đó có quan hệ đặc thù với hắn, bảo sao hắn không ngừng tiến lên trên. Trịnh Kiện không từ chối lên xe Triệu Quốc Đống, Văn Ngạn Hoa vốn muốn lên xe của mình nhưng do Trịnh Kiện yêu cầu nên cô lên xe của Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Văn, ngành tài chính Ninh Lăng phát triển đúng là đứng đầu cả tỉnh. Nói đúng ra Ninh Lăng phải làm anh cả nhưng bây giờ xem ra rất nhiều công việc bọn họ đã lạc hậu. Nói thật là do khứu giác chậm, phản ứng trì trệ. Công việc này có quan hệ nhất định với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng nhưng cũng có một mặt là do ngành tài chính trì trệ nên ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của một nơi. Trịnh Kiện thoải mái dựa lưng vào ghế. Việc cổ phần hóa ngân hàng thương mại Ninh Lăng diễn ra tới đâu rồi? Giám đốc Trịnh, công tác chuẩn bị coi như xong, bây giờ đang tiến hành đàm phán. Chúng tôi hy vọng có thể đưa vào một số nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm. Đồng thời cũng hy vọng có thể có một vài công ty nổi tiếng trong nước tiến vào ngân hàng thương mại Ninh Lăng. Như vậy có thể xúc tiến việc ngân hàng thương mại Ninh Lăng ra khỏi khu vực vùng sâu vùng xa. Văn Ngạn Hoa xoay người lại nói. Ninh Lăng ở vùng sâu vùng xa. Thị trưởng Văn, chị không nên xem thường Ninh Lăng. Năm nay trong tỉnh ai cũng nói Ninh Lăng sẽ là thị xã đầu tiên của khu vực Trung Tây chúng ta đột phá mức 100 tỷ GDP. Điều này đủ để cho ngân hàng thương mại Ninh Lăng ổn định tiến lên. Trịnh Kiện cười nói, ổn định tiến lên là không được, giám đốc Trịnh, chúng tôi hy vọng ngân hàng thương mại Ninh Lăng có thể đặt chân ở Ninh Lăng nhưng bước tiếp theo phải là hai tỉnh An, Tương, mục tiêu cuối cùng là đi ra thị trường toàn quốc. Văn Ngạn Hoa nói đầy tự tin làm Trịnh Kiện có ấn tượng rất sâu. Ừ, đứng vững ở Ninh Lăng là căn bản, bây giờ nhiều ngân hàng đến Ninh Lăng mở chi nhánh như vậy đã nói rõ tiềm lực của Ninh Lăng. Đây không phải do ai gây ảnh hưởng, lôi kéo là được. Tư bản chỉ thấy lợi nhuận mới tới. Ngân hàng thương mại Ninh Lăng tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để thay đổi cơ cấu quản lý, khai thác ý tưởng phát triển là đúng nhưng khi phát triển nghiệp vụ thì cũng đương nhiên cần tăng tốc độ. Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện và Văn Ngạn Hoa đã trao đổi khá nhiều về tương lai phát triển của ngân hàng thương mại Ninh Lăng. Trịnh Kiện cũng có ấn tượng tốt đối với vị nữ phó thị trưởng này vì thế khi Văn Ngạn Hoa khơi mào đề tài y liền đáp lại. Việc này khiến Triệu Quốc Đống chỉ biết ngồi ngoài lắng nghe. Văn Ngạn Hoa làm quen với công việc rất nhanh, cũng cảm nhận được sự chú trọng của thị ủy, ủy ban với mình.
ví dụ như thu hút đầu tư, tài chính vốn do phó thị trưởng thường trực phụ trách quản lý nhưng lại giao cho cô, việc này làm cô thấy áp lực. Thu hút đầu tư còn đỡ một chút, dù sao cũng là tiếp xúc qua. Nhưng tài chính và thương mại trước đây cô chưa từng tiếp xúc, hơn nữa công việc chỉ là chỉ đạo chứ không phải quản lý trực tiếp cho nên càng cần tìm hiểu rõ tình hình trước khi có bất cứ quyết định gì. Văn Ngạn Hoa rất cố gắng trong công việc và đã tạo được một vài hiệu quả. Thị trường tài chính Ninh Lăng có xu thế phát triển mạnh, thuận lợi. Bây giờ 5 ngân hàng như Công Thương, Dân Sinh, Quang Đại, Phổ Phát, Trung Hoa đều có chi nhánh ở Ninh Lăng. Ngoài ra các nhà kinh doanh Chiết Giang cũng thành lập nhiều công ty bảo đảm tài chính ở Ninh Lăng. Chính quyền hai cấp thị xã, quận, huyện Ninh Lăng rất cố gắng bồi dưỡng hệ thống thị trường tài chính, nhất là hệ thống tín dụng càng đi trước một bước vượt qua các thị xã khác, có thể nói là số 1 số 2 của cả nước. Trịnh Kiện chọn đến Ninh Lăng không hoàn toàn vì quan hệ cá nhân giữa y với Triệu Quốc Đống, cũng không chỉ vì thị trường tài chính Ninh Lăng phát triển nhanh chóng. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là do Ninh Lăng xây dựng hệ thống thị trường tài chính, nhất là hệ thống tín dụng đi đầu cả nước, làm cho lãnh đạo Ngân hàng Trung ương và Cục Quản lý Tín dụng rất hứng thú. Lần này y tới Ninh Lăng chỉ là bước đầu, có lẽ sang năm Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương phụ trách công tác tín dụng sẽ cùng người của Cục Quản lý Tín dụng sẽ đến Ninh Lăng điều tra. Thực tế mà nói thị trường tài chính của Ninh Lăng phát triển rất mạnh, nhất là khi khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh chóng khiến quy mô kinh tế của Ninh Lăng lớn mạnh. Qua đó cũng khiến nhiều ngân hàng thương mại thấy được nơi đây có tiềm lực phát triển kinh tế, có nhu cầu tài chính. Điều này cũng có nghĩa nghiệp vụ mở rộng và là nơi cung cấp lợi nhuận. Đương nhiên còn có một nhân tố quan trọng khác chính là hệ thống tín dụng được Ninh Lăng cố gắng xây dựng, nó chẳng những giảm bớt mạo hiểm trong nghiệp vụ của các ngân hàng, cũng tạo thị trường tốt cho các công ty bảo đảm tài chính. Bây giờ xem ra nữ phó thị trưởng phụ trách tài chính của Ninh Lăng cũng có bản lĩnh và sự quyết đoán. Tên Triệu Quốc Đống đúng là biết nhìn người, về cơ bản đều có thể đưa người tới vị trí thích hợp, ai làm chuyện gì đều rõ ràng. Bảo sao hắn lại có thể nhanh chóng lên chức thường vụ tỉnh ủy như vậy. Quyển 16, chương 80. Buổi chiều Trịnh Kiện cùng Văn Ngạn Hoa đến khảo sát tình hình làm việc của văn phòng xây dựng hệ thống tín dụng và văn phòng thị trường tài chính Ninh Lăng, sau đó tới Hoa Lâm khảo sát về công tác xây dựng hệ thống tín dụng. Bữa tối thị xã Ninh Lăng mời người của Ngân hàng Nhân dân An Đô, chẳng qua ăn tối xong Trịnh Kiện chỉ có thể lảo đảo lên xe. Triệu Quốc Đống căn bản không cần ra tay vì đã có Văn Ngạn Hoa. Trịnh Kiện bị Văn Ngạn Hoa tiến công nên không thu quân được. Ba người của Ngân hàng Nhân dân An Đô đều liên tiếp giơ tay đầu hàng. Trịnh Kiện lúc vui mới uống thoải mái như vậy, chẳng qua y gặp phải Văn Ngạn Hoa thì chỉ có thể thua. Vị nữ phó thị trưởng này bình thường không lộ gì nhưng lúc cần cũng uống được. Trước bữa tối Triệu Quốc Đống và Trịnh Kiện đã nói chuyện hơn nửa tiếng. Bình thường hai người chỉ gọi điện nói chuyện, không mấy khi có cơ hội này nên đương nhiên phải tận dụng. Cuối năm trước Trịnh Kiện đã lên Ngân hàng Nhân dân Trung ương, phụ trách công tác cải cách hệ thống ngân hàng, mãi tới tháng 11 này mới được bổ nhiệm làm giám đốc Ngân hàng Nhân dân An Đô. Ngân hàng Nhân dân An Đô có phạm vi quản lý quanh ba tỉnh An, Du, Kiềm, có thể nói là quyền cao chức trọng. Phải nói Trịnh Kiện khá hài lòng với vị trí hiện tại. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy Trịnh Kiện muốn tham gia nghiệp vụ kinh doanh và tài chính hơn chứ không phải là công tác mang tính giám sát này. Chỉ là loại chuyện này không phải ai muốn làm gì là làm được. Trịnh Kiện cũng nói chỉ có thể chờ cơ hội mà thôi, vị trí bây giờ coi như tích lũy kinh nghiệm và lý lịch tạo trụ cột công việc về sau. Ý của y chính là chỉ cần có cơ hội y sẽ về ngành nghiệp vụ. Lôi Hướng Đông bây giờ làm khá xuất sắc ở Ngân hàng Phát triển Quốc tế. Nhất là việc ủng hộ tài chính cho các công ty tư nhân ra nước ngoài đã được khu vực kinh tế tư nhân bình luận rất tốt. Có lời đồn sang năm Lôi Hướng Đông có thể đến nơi khác nhận chức. Trịnh Kiện cũng từng hỏi Lôi Hướng Đông nhưng Lôi Hướng Đông nói bây giờ còn chưa có quyết định, ngay cả y cũng không rõ mình đi về đâu. Hai năm nay Tiêu Hoa Sơn làm việc cũng rất thuận lợi, năm nay đã lên chức, Triệu Quốc Đống có gọi điện chúc mừng. Chẳng qua hai người bây giờ không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Trịnh Kiện cũng phải thầm than công việc của Triệu Quốc Đống bây giờ quá bận. Hai người ở cùng tỉnh mà gọi điện nói chuyện cũng chỉ có vài phút, muốn gặp thì có thể 2-3 tiếng là gặp được nhưng không biết sao không mấy khi gặp được. Cố Vĩnh Bân khoanh tay trước ngực còn mặt thì xa sầm lại. Triệu Quốc Đống thật quá đáng. Vấn đề xây dựng nhà xã hội cuối cùng đã được đưa lên bàn luận, đó là điều Cố Vĩnh Bân đã đoán trước. Khi Trung ương càng lúc càng chú trọng vấn đề dân sinh, nhất là giá nhà các nơi tăng cao thì làm như thế nào đảm bảo nhà ở cho tầng lớp nhân dân có thu nhập thấp và trung bình đã bay lên thành vấn đề chính trị. Nghe nói Nam Bộ,
Ủy ban gồm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nước đã liên hợp đưa ra ý kiến yêu cầu hàng năm chính quyền địa phương các cấp phải trích một tỷ lệ tài chính nhất định để xây dựng nhà xã hội. Đây đúng là một quả bom nổ trong thị trường bất động sản. Mà nghe nói đề nghị này xuất phát từ một vị bí thư thị ủy cơ sở nào đó. Thủ tướng Văn Quốc Cơ đánh giá rất cao ý kiến từ cơ sở, cho rằng đây là vũ khí hữu hiệu giải quyết vấn đề nhà đất tăng vọt đang làm dân chúng rất bất mãn. Đây cũng là một vòng kim cô thắt chặt lợi nhuận tài chính của chính quyền địa phương từ bán đất đai. Việc dựa vào nhau mà sống giữa chính quyền địa phương và các công ty bất động sản càng lúc càng rõ ràng, chỉ có dùng lưỡi dao sắc bén trích một phần tài chính từ tiền đất để xây dựng nhà xã hội, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo cho tầng lớp có thu nhập trung bình và thấp không quá lo lắng đến giá nhà tăng cao. Cố Vĩnh Bân vẫn nghi ngờ đề nghị kia có phải do Triệu Quốc Đống làm ra không. Chẳng qua tin tức y nhận được chỉ biết Thủ tướng đánh giá cao ý kiến này, về nơi phát ra thì không phải một phó thị trưởng thường trực Ninh Lăng như y biết được. Nhưng vứt hết tất cả mấy thứ này thì biểu hiện cứng rắn của Triệu Quốc Đống làm cho Cố Vĩnh Bân hoảng hốt. Theo Cố Vĩnh Bân thấy xây dựng nhà xã hội hiện nay chỉ là một mánh lưới, một khẩu hiệu cho có mà thôi. Cố Vĩnh Bân cho rằng nhà xã hội là không thực tế, không hợp lý. Nếu chính quyền làm như vậy thì phải tìm mọi cách tăng thu nhập cho tầng lớp kia chứ không phải dành tâm trí cho xây dựng nhà xã hội. Chẳng qua quan điểm này chỉ có thể để ở trong lòng mà thôi, không thể nói ra ngoài. Cố Vĩnh Bân tin có nhiều người cùng quan điểm với mình nhưng không ai dám công khai quan điểm của mình ra. Chính vì như vậy nên quan điểm này vẫn tồn tại và mặc dù Trung ương đã đưa ra yêu cầu xây dựng nhà xã hội nhưng không được ứng dụng thực tế mấy. Nhưng ở Ninh Lăng thì sao? Cố Vĩnh Bân không nhịn được hừ một tiếng. Chuyện không liên quan tới mình, quan tâm sẽ loạn. Trúc Văn Khôi đưa ra quy hoạch xây dựng 5.000 căn hộ cho thuê, 1.500 căn nhà dành cho người thu nhập thấp, phương án này nhất định là làm theo ý của Triệu Quốc Đống. Đây là con số không hề nhỏ, diện tích xây dựng đạt đến 500.000 m², ở Ninh Lăng mà nói thì đây là diện tích rất lớn. Mặc dù các căn hộ có diện tích nhỏ và dành cho tầng lớp thu nhập trung bình nhưng vẫn sẽ cắt giảm một bộ phận khách hàng tiềm năng của nhà thương mại. Mà cứ tiếp tục như thế này nhất định sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Dù Ninh Lăng đang là điểm nóng về kinh tế, hấp dẫn nhiều dân cư từ ngoài vào, dù Ninh Lăng đang thí điểm chính sách mua nhà nhập khẩu cho người mua vào Ninh Lăng thì việc áp dụng xây dựng nhà xã hội vẫn như một chậu nước lạnh dội vào thị trường bất động sản đang nóng hầm hập. Cố Vĩnh Bân đúng là không hiểu ý đồ thật của Triệu Quốc Đống. Từ đầu khi áp dụng các công ty phải xây dựng ký túc cho nhân viên đến việc các khu công nghiệp ở các quận, huyện cũng cần có nhà cho công nhân, Cố Vĩnh Bân đã cảm thấy Triệu Quốc Đống từ đầu tới cuối luôn không yên tâm với giới kinh doanh bất động sản. Xây dựng nhiều ký túc xá và nhà ở cho công nhân các công ty đã khiến cho thị trường nhà thương mại mất một nhóm lớn khách hàng. Mặc dù tương lai nhóm người này có thể đi mua nhà thương mại nhưng ít nhất bây giờ bọn họ có thể yên tâm hưởng thụ nhà của công ty, qua đó cũng hấp dẫn không ít người tới Ninh Lăng nhưng đó lại là đả kích không nhỏ tới thị trường bất động sản của Ninh Lăng. Bây giờ nếu thị xã áp dụng xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn thì không khác gì sát muối vào vết thương của thị trường bất động sản Ninh Lăng, ai có thể nhịn được nữa. Nhưng không nhịn thì phải làm như thế nào? Cố Vĩnh Bân thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời y không biết nên làm gì với việc này. Y thật sự không rõ tại sao Triệu Quốc Đống lại muốn làm như vậy, chẳng lẽ là muốn lấy danh tiếng chính trị? Hay là nói hắn còn ngại vầng sáng trên đầu hắn chưa đủ bắt mắt? Hay hắn thật lòng nghĩ cho dân chúng? Hay là hắn muốn nâng cao năng lực cạnh tranh của đô thị Ninh Lăng? Cố Vĩnh Bân cảm thấy đây không phải. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ninh Lăng có nhiều công việc phải làm nhưng tuyệt đối không phải ném quả bom vào thị trường bất động sản như vậy. Nó còn khiến giới kinh doanh bất động sản cả nước không có hứng thú tới Ninh Lăng. Không có nhà kinh doanh tới thì thị trường bất động sản Ninh Lăng sao có thể đạt được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Triệu Quốc Đống này chẳng lẽ chưa từng suy nghĩ đến việc đó. Về công hai tư, về tình về lý Cố Vĩnh Bân cũng thấy mình cần phải ngăn cản Triệu Quốc Đống giở trò. Nhà xã hội có nên xây dựng không? Có nhưng không phải vào lúc này, không phải với quy mô lớn đến như vậy. Như vậy chỉ làm loạn thị trường bất động sản Ninh Lăng mà thôi. Điểm này Cố Vĩnh Bân rất tin, y cũng tin nhiều người có suy nghĩ như mình. Trận chiến này y biết mình phải đứng ra. Quyển 16, chương 81. Hội nghị thường trực ủy ban tranh luận kịch liệt nhanh chóng chuyển sang bên thị ủy. Cố Vĩnh Bân và Trúc Văn Khôi tranh cãi có thể nói là rất nhiều. Cố Vĩnh Bân phê bình Trúc Văn Khôi chỉ lo tạo chấn động lấy lòng người dân nhưng làm tổn hại tới lợi ích thực tế của Ninh Lăng.
Hành động này chẳng những làm thị trường bất động sản Ninh Lăng bị thương nặng, khiến giá đất Ninh Lăng bị thấp đi, còn khiến thu tài chính của Ninh Lăng giảm mạnh. Cố Vĩnh Bân còn chỉ ra rằng xây dựng 6.500 căn hộ sẽ tiêu tốn rất nhiều, tài chính Ninh Lăng không gánh vác nổi. Một khi kế hoạch này được công bố với công chúng mà không thực hiện được sẽ làm chính quyền mất uy tín, còn nếu đẩy mạnh sẽ khiến tiêu hao rất nhiều tài chính, khiến cho tài chính vốn dùng cho lĩnh vực khác sẽ bị chiếm dụng, ảnh hưởng đến các công việc khác, bất lợi cho sự phát triển liên tục của Ninh Lăng. Trúc Văn Khôi cũng nói lý của mình, y cho rằng nhà xã hội chủ yếu nhằm vào tầng lớp có thu nhập thấp, sẽ không ảnh hưởng mấy đến nhà thương mại, càng không ảnh hưởng tới thị trường bất động sản đang nóng bỏng của Ninh Lăng. Mà thu tài chính của Ninh Lăng cũng chưa bao giờ dựa vào tiền từ đất mang lại. Về phần tài chính xây dựng nhà xã hội thì dựa theo yêu cầu của Trung ương, tài chính đầu tiên phải đảm bảo nhu cầu dân sinh, xây dựng nhà xã hội hiện nay là tâm điểm chú ý của dân chúng, giải quyết nhà ở cho tầng lớp có thu nhập thấp cũng là trọng điểm của chính quyền. Trong hội nghị thường trực ủy ban mấy vị phó thị trưởng cũng đưa ra ý kiến của mình. Mạnh Nguyên, Văn Ngạn Hoa, Trình Thụ Hòa đều đồng ý với quan điểm của Cố Vĩnh Bân. Bọn họ cho rằng xây dựng nhà xã hội với quy mô lớn sẽ là chèn ép thị trường bất động sản Ninh Lăng, đồng thời sẽ tạo áp lực khổng lồ đối với tài chính. Phú Quyên lại ủng hộ Trúc Văn Khôi, cô cho rằng vấn đề dân sinh là điều đặc biệt cần chú trọng, chính quyền phải giải quyết việc này đầu tiên. Hiện nay thị trường bất động sản Ninh Lăng đang tăng rất nhanh, tuy mức độ tăng chưa đứng hàng đầu của tỉnh nhưng đó vẫn là dấu hiệu khá nguy hiểm. Ninh Lăng vừa muốn ổn định lòng dân, vừa muốn tiếp tục duy trì sức cạnh tranh thì nhất định phải cân nhắc đến ảnh hưởng từ giá nhà đất mang tới. Hai bên tranh luận rất căng thẳng, Cố Vĩnh Bân chỉ nói vài câu, Văn Ngạn Hoa thật ra lại giơ cao quan điểm của cô mà tranh luận với Trúc Văn Khôi. Vấn đề tâm điểm chính là quy mô xây dựng nhà xã hội với tổng diện tích 500.000 m², quy mô như vậy dù là ở Ando cũng không hề nhỏ. Thành phố Ando năm nay xây dựng nhà xã hội chẳng qua chỉ là 400.000 m², hơn nữa có lẽ cũng không có cách thực hiện. Mà Ninh Lăng lại xây dựng 500.000 m², với tính cách của Triệu Quốc Đống thì nhất định phải thực hiện. Đây là sự khiêu chiến lớn đối với chính quyền. Chỉ riêng 5.000 căn hộ cho thuê không tính giá đất, chỉ riêng tiền vật liệu xây dựng đã cần đến 250 triệu, tổng hợp các chi phí khác thì tiền xây dựng 5.000 căn hộ này đã là trên 300 triệu, đó là còn chưa tính giá đất. Đầu tư lớn cho nhà xã hội như vậy cũng chưa từng xuất hiện trong cả nước, bảo sao mọi người đều không thể chấp nhận. Ngay cả Văn Ngạn Hoa cũng nói rõ cô không phản đối xây dựng nhà xã hội mà phản đối việc xây dựng mù quáng, không kế hoạch này. Văn Ngạn Hoa có thái độ rõ ràng như vậy làm ngay cả Cố Vĩnh Bân cũng bất ngờ. Theo y thấy Văn Ngạn Hoa phải đi lại gần với Triệu Quốc Đống mới đúng. Người phụ nữ này rất khôn khéo, cô ta không thể không biết kế hoạch mà Trúc Văn Khôi đưa ra là do ý của Triệu Quốc Đống. Cô ta không sợ Triệu Quốc Đống sao? Nhưng có một đồng minh như vậy cũng khiến Cố Vĩnh Bân rất hưng phấn. Mạnh Nguyên cùng Trình Thụ Hòa cũng tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của mình, điều này làm cục diện ở ủy ban thị xã nghiêng về một phía. Phú Quyên là cán bộ phái dân chủ, cô ta mặc dù ủng hộ với Trúc Văn Khôi nhưng theo Cố Vĩnh Bân thấy không có vấn đề gì. Chủ yếu là thái độ của Trung Dược Quân không rõ ràng. Chẳng qua nghĩ cũng đúng. Nếu Trung Dược Quân không ủng hộ kế hoạch của Trúc Văn Khôi thì với thái độ cứng rắn của Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân vẫn phải suy nghĩ về thái độ của mình. Để Trúc Văn Khôi đưa kế hoạch ra theo Cố Vĩnh Bân thấy đây là việc Triệu Quốc Đống thử dò xét. Có lẽ Triệu Quốc Đống cũng không quá tin tưởng vào kế hoạch này. Cố Vĩnh Bân cũng biết nếu muốn ngăn cản Triệu Quốc Đống thúc đẩy xây dựng nhà xã hội là không thực tế. Y chỉ hy vọng giảm quy mô xây dựng mà thôi. Không thể nói tài chính không đủ sức nhưng tuyệt đối sẽ chiếm lấy tài chính dành cho các công việc khác. Làm phó thị trưởng thường trực thì y có đủ lý do đứng ra phản đối. Lấy lòng dân chúng, lời lẽ đúng là sắc bén. Lão Cố này làm sao vậy, dùng từ không suy nghĩ sao? Mục đích chấp chính là vì nhân dân, tôi thấy lấy lòng người dân cũng chính là mục đích cao nhất của chấp chính đó. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, hắn không coi ý kiến phê bình bên ủy ban vào đâu. Chuyện này là ý mà quần chúng nhân dân mong muốn, không ai có thể ngăn cản được. Hắn chẳng qua chỉ là thúc đẩy sớm một chút mà thôi. Mà Ninh Lăng nếu muốn luôn đi trước thì cần duy trì ổn định xã hội, yên lòng nhân dân, duy trì sự cạnh tranh. Anh làm lãnh đạo nếu không vì nhân dân thì nhân dân sẽ không để anh chấp chính, không để anh có cơ hội lấy lòng nhân dân. Người xưa đã nói nước có thể nâng thuyền, có thể lật thuyền, tại sao cán bộ lãnh đạo của chúng ta lại không rõ chứ? Lỗ Năng lần đầu cùng Triệu Quốc Đống đến Trường Sa, tỉnh Tương.
y vốn đến văn phòng Triệu Quốc Đống báo cáo việc chuẩn bị cho triển lãm nhiếp ảnh Trung Quốc lần 3, không ngờ Triệu Quốc Đống lại kéo mình tới Trường Sa. Lúc báo cáo xong, Lỗ Năng vô tình nhắc đến chuyện kia. Y vốn cho rằng Triệu Quốc Đống sẽ rất tức nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại tỏ vẻ lạnh nhạt, mặc dù lời nói có ý chế nhạo nhưng Lỗ Năng cảm thấy đối phương không quá để ý tới việc này. Nhưng mà bí thư Triệu, tôi thấy Lão Trình và thị trưởng Văn cũng có chút ý kiến về kế hoạch của Lão Trúc. Xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn như vậy hết trong năm sau thì dù từ phương diện nào cũng có áp lực. Lỗ Năng nói. Lão Lỗ, xem ra anh cũng không đánh giá cao kế hoạch này của Lỗ Năng. Tôi không giấu anh, Lão Trúc vốn chỉ dự định xây dựng 3.000 căn hộ cho thuê và 800 căn nhà cho người thu nhập thấp, cũng chính là bằng một nửa so với kế hoạch bây giờ. Nhưng tôi yêu cầu y điều chỉnh lại. Tôi nói với y bắt đầu từ bây giờ hàng năm phải áp dụng xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn, nếu không càng về sau anh càng phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Bây giờ nếu không hạ quyết tâm thì chẳng những ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Ninh Lăng, lại để lại rất nhiều hậu quả. Khi quần thể người cần nhà xã hội càng lúc càng nhiều, anh sẽ thấy như trứng chọi đá. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tôi chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ động chạm tới quần thể lợi ích khổng lồ sao? Nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn vào giai cấp này, nhà ở không chỉ có nhà thương mại, chẳng qua có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo nhà ở cho tầng lớp thu nhập trung bình. Lỗ Năng im lặng không nói, Triệu Quốc Đống nói khá thẳng làm y khá kích động. Đối phương không phải không rõ lực lượng sau lưng quần thể lợi ích kia, trên thực tế lần trước khi thị ủy quyết định di rời trụ sở các cơ quan hành chính tới phía đông núi Diệu Phong đã chạm vào quần thể lợi ích kia, dòng chảy ngầm mãnh liệt khiến cả bộ máy Ninh Lăng cảm thấy lực lượng của nó. Nhưng Triệu Quốc Đống lại có biện pháp xử lý rất tốt, vừa kiên trì với quyết định của thị ủy nhưng cũng không thiếu linh hoạt an ủi thế lực kia mới đè cơn sóng gió xuống. Mà bây giờ nếu làm theo quy hoạch mà Trúc Văn Khôi đưa ra thì chỉ sợ phong ba còn lớn hơn nữa. Quyển 16, chương 82. Triệu Quốc Đống cũng thấy mặt Lỗ Năng hơi đổi. Hắn biết mình cố chấp trong chuyện này làm nhiều người khó xử, thậm chí kể cả Trung Dược Quân. Rất nhiều người gồm cả Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh, Lỗ Năng và Tằng Lệnh Thuần đều thấy Trúc Văn Khôi theo ý của mình đưa ra kế hoạch là quá lớn. Bọn họ không phải không ủng hộ xây dựng nhà xã hội nhưng mà cảm thấy xây dựng nhà xã hội cần phải cân nhắc đến hai yếu tố, một là thị trường bất động sản Ninh Lăng, hai là khả năng cung ứng tài chính của Ninh Lăng. Có phải anh cảm thấy tôi yêu cầu quá cao trong việc xây dựng nhà xã hội, hoặc là nói bước hơi dài không? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Lỗ Năng cười khổ một tiếng rồi gật đầu nói. Bí thư Triệu. Nói thật không chỉ có tôi mà có thể không ít người trong bộ máy đều thấy bước đi này của anh là quá lớn. Năm ngoái Ninh Lăng chúng ta xây dựng 1.200 nhà xã hội đã khiến bên ủy ban oán thán, cho rằng chúng ta muốn gây tiếng vang. Năm nay ngài một bước yêu cầu 6.500 căn, hắc hắc, đây là tăng bao nhiêu lần. Ngài nghĩ xem liệu mọi người có thừa nhận nổi không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Lời của Lỗ Năng là thật, chuyện này thoạt nhìn hơi lớn. Nếu không phải mình bảo thủ thì 3.000 căn có lẽ không làm bên ủy ban thị xã phản ứng như vậy, nhưng 6.500 căn đúng là làm người ta vừa nghe là thấy sợ. Lão Lỗ, tôi suy nghĩ như thế này. Năm nay GDP của Ninh Lăng chúng ta sẽ đột phá 100 tỷ, thu tài chính cũng được tầm 14 tỷ, xây dựng nhà xã hội thì tôi cũng tính qua. Nếu trừ chi phí đất đai, do tập đoàn đầu tư Ninh Lăng tổ chức xây dựng có lẽ mỗi 1 mét vuông sẽ tiêu tốn không đến 600 tệ. Nói cách khác tổng toàn bộ 500.000 mét vuông chỉ mất tầm 300 triệu. Dù là xây dựng thêm cơ sở vật chất xung quanh thì tôi đoán cũng không vượt quá 400 triệu. 400 triệu so với 14 tỷ thu tài chính thì tỷ lệ chỉ là 3%, có quá cao không? Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh. Năm sau các cơ quan hành chính của Ninh Lăng sẽ lục tục chuyển sang núi Diệu Phong, đất đai thừa ra nhiều như vậy thì ngoài việc đấu giá và dùng để xây dựng cơ sở vật chất ra thì hoàn toàn có thể dùng để xây dựng nhà xã hội. Đây là việc vì nhân dân tại sao mọi người cảm thấy khó có thể chấp nhận. Lỗ Năng trong lúc nhất thời không biết nói gì. 400 triệu nghe qua là con số rất lớn nhưng nếu so sánh với 14 tỷ tài chính thu vào đúng là không đáng gì. Chủ yếu nằm ở chỗ từ trước đến giờ không có ai nghĩ đến chi nhiều như vậy cho xây dựng nhà xã hội, thậm chí căn bản không có dự toán khoản này, hoặc là có cũng không dự định chính thức tiến hành. Bây giờ đột nhiên yêu cầu bỏ ra 400 triệu xây dựng nhà xã hội thì đúng là làm nhiều người không thể chấp nhận. Thu tài chính rốt cuộc dùng để làm gì? Cái gì mới là trọng điểm để dùng tài chính đó? Tôi thấy điểm này rất nhiều cán bộ lãnh đạo của chúng ta có thành kiến. Chi cho việc công, xây dựng cơ sở vật chất đều rất tốn kém mà mọi người thấy đó là bình thường,
tại sao chuyện xây dựng nhà xã hội liên quan đến vấn đề dân sinh mà mọi người lại khó có thể chấp nhận. Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh giống như đang thảo luận đề tài này với Lỗ Năng. Lỗ Năng gật đầu. Bí thư Triệu, đúng như ngài nói. Mọi người cảm thấy trước đây chưa chi nhiều như vậy cho vấn đề mà, bây giờ đột nhiên lấy ra với khoản lớn đến vậy đúng là khó có thể chấp nhận. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì theo thời đại phát triển vấn đề nhà ở sẽ càng lúc càng trở thành tâm điểm chú ý của dân chúng, nhất là tầng lớp thu nhập trung bình và thấp sẽ càng lúc càng bất mãn và lo lắng khi giá nhà liên tục tăng cao, mua nhà không nổi, thuê cũng không nổi, hoặc là nếu vay tiền mua nhà thì cả đời sẽ phải làm thuê trả nợ cho căn nhà đó. Nó sẽ mang lại áp lực rất lớn cho bọn họ. Chính quyền có trách nhiệm giải quyết vấn đề này cho bọn họ. Tôi nghĩ theo thời gian mọi người sẽ từ từ nhận thức vấn đề này. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để đợi bọn họ hiểu ra, có một số việc có thể chờ nhưng có một số việc chúng ta không thể chờ. Triệu Quốc Đống nói rất kiên quyết. Cho nên tôi có trách nhiệm khởi động việc này. Lỗ Năng hơi giật mình. Ở chuyện này Triệu Quốc Đống nói là có ý đồ, đã lâu rồi y không thấy Triệu Quốc Đống có tâm trạng này. Bí thư Triệu, tôi nghĩ nếu ngài có thể trao đổi ý kiến với mọi người nhiều hơn, trình bày quan điểm của ngài nhiều hơn sẽ thu được hiệu quả. Ít nhất tôi thấy thị trưởng Văn sẽ không như bên ngoài đánh giá là bất mãn với quan điểm của ngài. Lỗ Năng cẩn thận nói. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Xem ra Lỗ Năng lo mình hành động theo cảm tính. Mặc dù hắn không quá hài lòng với việc này nhưng hắn cũng không giấu suy nghĩ của mình. Lão Lỗ, tôi biết có một số đồng chí có cái nhìn khác là vì việc công, tôi chỉ sợ có vài người vì lợi ích riêng mà không tự kiềm chế được, như vậy mới là nguy hiểm. Ngay khi Triệu Quốc Đống cùng Lỗ Năng đến Trường Sa, Hoàng Hối Sinh cũng đang gặp vài người. Nào, thử che đại hồn bảo bạn tôi mang từ Phúc Kiến đến xem, không dám nói là chính cống hoàn toàn nhưng có lẽ không kém mấy so với chè trực tiếp làm ra ở vùng núi. Ba người ngồi trước mặt không quá thích loại chè này, chỉ uống một ngụm rồi bỏ xuống. Sinh ca, lần này chúng ta bị lún sâu rồi. Họ Triệu đó làm gì vậy chứ? Chuyên môn gây chuyện với chúng ta sao? Trước đó hắn đẩy các cơ quan hành chính tới phía đông núi Diệu Phong, hắn là bí thư thị ủy nên chúng ta phải nhịn. Lần này hắn đột nhiên muốn xây dựng nhà xã hội chó má, còn xây dựng 6.500 căn. Anh nói xem đây có phải cố ý nhằm vào chúng ta không? Nói chuyện là một người đàn ông đeo cặp kính gọng vàng trông khá nho nhã nhưng không ngừng nói tục. Đây là Từ Hướng Văn, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản Nam Đô kiêm người phụ trách hạng mục của công ty ở Ninh Lăng. Anh trai y, Từ Hướng Vũ là Tổng Giám đốc công ty. Bất Động Sản Nam Đô đợt vừa rồi cũng trúng thầu hai khu đất có diện tích không nhỏ. Từ Hướng Văn vốn định làm lớn một phen nhưng không ngờ khu đất đầu vừa khởi công Triệu Quốc Đống đã quyết định di rời trụ sở các cơ quan hành chính tới núi Diệu Phong có khác gì gõ một gậy vào đầu mọi người. Khó khăn lắm mới đợi được tin Ninh Lăng muốn xây dựng trường tiểu học thực nghiệm số 1 và bệnh viện nhân dân số 4 ở khu vực đất thuộc giai đoạn 2 nên mọi người mới vui vẻ đôi chút thì đột nhiên lại gặp phải ý đồ xây dựng 6.500 căn nhà xã hội. Theo Từ Hướng Văn thấy tên Triệu Quốc Đống này chính là muốn nhằm vào thị trường bất động sản. Hướng Văn, nói chuyện cũng không được như vậy mà, ai có thể làm chúng ta không thể sống chứ? Hoàng Hối Sinh cười ha hả nói. Mọi người tới chỗ tôi không phải là muốn tìm biện pháp giải quyết thích hợp sao? Đừng chỉ ngồi đó mà kêu than, nghĩ biện pháp đi. Anh nói đúng, chúng ta phải ngồi bàn mới được, các anh có biện pháp nào tốt không? Người đàn ông ngồi chính giữa bình tĩnh nói. Hoàng Hối Sinh khá tôn trọng người này, y là giám đốc hạng mục của công ty bất động sản Trung Dương ở Ninh Lăng. Nghe nói bố y làm quan to ở công ty bất động sản Trung Dương, một công ty trực thuộc Trung ương. Người còn trẻ như thế có thể tới Ninh Lăng chủ trì đương nhiên là có năng lực của y. Thật lòng mà nói thì không có. Hoàng Hối Sinh lắc đầu nói, y đương nhiên sẽ không dễ dàng lộ thái độ của mình. Công ty trực thuộc Trung ương và công ty tư nhân mặc dù bây giờ bị buộc trên một chiếc thuyền nhưng hai bên không chung đường. Người trẻ tuổi kia nhíu mày bỏ mắt kính xuống và nói. Nếu Tổng Giám đốc Hoàng không có biện pháp thì tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể đối mặt sự thật này. Tôi xin về trước. Đối phương rời đi làm mấy người Hoàng Hối Sinh vừa bất ngờ vừa giật mình. Tên này quá tùy tiện. Hoàng Hối Sinh hơi xa sầm mặt nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh. Đối phương rõ ràng nhìn thấu ý đồ của mình nhưng hoàn toàn có thể ngồi đợi mới đúng, tại sao lại dùng cách này với mình. Sinh ca, không cần để ý đến hắn. Hắn ỷ vào mình là công ty trực thuộc Trung ương nên nghĩ không sao. Bọn họ cầm đất không ít hơn chúng ta, tôi thật ra muốn xem công ty trực thuộc Trung ương như hắn có phải đều làm từ thiện không? Từ Hướng Văn có chút tức giận nói.
Hoàng Hối Sinh lắc đầu nói. Tổng Giám đốc Khang, anh thấy sao? Sinh ca, anh nói một câu không có biện pháp đúng là làm tôi thấy lạnh người. Chẳng qua tôi thấy anh làm trong ngành này nhiều năm như vậy thì sẽ không ngồi chờ chết mà. Tôi đang mong chờ nghe câu nói, chẳng qua, của anh, hình như có người đang rất nóng lòng. Khanh Liệt Bưu cười nói. Hoàng Hối Sinh hơi rùng mình. Tổng Giám đốc công ty bất động sản Cửu Đỉnh này nghe nói là nhân vật tàn nhẫn, 2-3 năm có thể mở đường máu ở Ando thì nhất định có bản lĩnh, không chừng sẽ tìm được đường từ tên này. Quyển 16, chương 8-13. Đoàn người Triệu Quốc Đống từ trường xa về đã hơn 10 tối. Bạch Nhất Minh rất hiếu khách, từ trưa đến tối đều đi cùng làm thư ký của y, rất ngạc nhiên. Bạch Nhất Minh có tính cách khá kiêu ngạo, mặc dù chỉ là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh nhưng nghe nói ngay cả chủ tịch tỉnh cũng phải khách khí với y. Bạch Nhất Minh là người từ ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia xuống, nghe nói là người dám lớn tiếng nói trước mặt thủ tướng, phó thủ tướng. Nhưng Bạch Nhất Minh lại rất thân thiết, khách khí với một người trẻ tuổi hơn y 7-8 tuổi làm cho thư ký của Bạch Nhất Minh rất sợ hãi. Y có thể nhận ra sếp của mình vừa thân thiết vừa tôn trọng đối phương, nói cách khác đối phương chỉ có thể là nhân vật ở cùng vị trí. Người mới hơn 30 tuổi thì có thể làm đến chức gì? Chẳng lẽ là con của vị lãnh đạo cao cấp nào đó và đang làm ủy viên đảng ủy bộ trung ương nào đấy? Nhìn như không phải, đến khi người trẻ tuổi này giới thiệu người đàn ông trung niên đi cùng là thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo thị xã Ninh Lăng, tỉnh An Nguyên, tên thư ký mới nhận ra đối phương đang như giới thiệu cấp dưới của mình với chủ tịch Bạch. Lỗ Năng đương nhiên có thể nhận ra vẻ hốt hoảng trên mặt thư ký của Bạch Nhất Minh. Y biết đối phương hẳn là bị đả kích bởi tuổi của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Lỗ Năng cũng thấy đó là rất bình thường. Triệu Quốc Đống và mình dù đi đến đâu cũng làm người ta nhìn qua là không thích hợp, nhưng chỉ cần thoáng tiếp xúc anh sẽ thấy sự khác nhau trong đó. Mà Lỗ Năng rất giỏi thích nghi với hiện thực này. Từ lúc ở trên xe, Lỗ Năng vẫn suy nghĩ ý đồ của Triệu Quốc Đống. Cuộc gặp hôm nay chỉ là đến gặp bạn của Triệu Quốc Đống ở trường đảng Trung ương mà thôi. Nhưng trình độ mà Bạch Nhất Minh biểu hiện ra làm Lỗ Năng rất hâm mộ. Bạch Nhất Minh xuất thân là cục trưởng nhiều năm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, cứ mở miệng nói ra là đủ tin tức làm người ta phải suy nghĩ. Nhưng đối phương lại thật lòng tôn trọng Triệu Quốc Đống, quan điểm của Triệu Quốc Đống mặc dù chưa chắc có thể được đối phương đồng tình nhưng đối phương lại khá chú trọng, nhất là khi thảo luận về vấn đề phân công các ngành công nghệ cao và ngành chiếm nhiều sức lao động trong thời kỳ mới một cách hợp lý như thế nào, Lỗ Năng cảm thấy rõ đây là hai bên va chạm về quan điểm ở tầm cao. Một người cho rằng ủng hộ người thắng trong cuộc cạnh tranh, người kia lại muốn quốc gia phải phát huy tác dụng chủ đạo. Hai bên đều có lý của mình. Lỗ Năng phát hiện mình chỉ ngồi nghe cũng thấy đau đầu. Có lúc cảm thấy quan điểm của Triệu Quốc Đống đúng hơn, có lúc lại thấy quan điểm của Bạch Nhất Minh phù hợp với tình hình trong nước hơn. Tóm lại không ai thuyết phục được ai. Triệu Quốc Đống ở trên xe khá im lặng, mấy chén rượu vang không làm ngã được hắn. Chẳng qua cuộc nói chuyện với Bạch Nhất Minh làm hắn khá kích động. Hắn ở Ninh Lăng làm rất tốt, Bạch Nhất Minh ở tỉnh Tương cũng không kém. Làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp, giao thông, Bạch Nhất Minh đã nhanh chóng đưa ra quy hoạch cho phát triển kinh tế công nghiệp của tỉnh Tương, nghe nói được hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh Tương rất ưu ái. Mà mảng giao thông dựa vào trụ cột quan hệ của y ở trên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nên mấy hạng mục giao thông quan trọng đã nhanh chóng được giải quyết. Mặc dù năm nay quốc gia có chính sách khống chế vĩ mô nhưng y vẫn có thể dựa vào quan hệ mà lấy được trợ cấp tài chính cho các hạng mục cải thiện đường giao thông khu vực khó khăn. Không có ai ngồi chờ cả, năng lực và khí thế Bạch Nhất Minh thể hiện ra đã chứng minh các học viên khóa học ở trường đảng đều là nhân tài. Tháng trước Nguyễn Đại Thanh đã được bổ nhiệm làm phó bí thư Trung ương đoàn. Triệu Quốc Đống đã lâu không thoải mái trao đổi với người như vậy. Bạch Nhất Minh giỏi nói. Lại thêm tri thức và kinh nghiệm nên là lựa chọn thích hợp để trao đổi, cũng không uổng chuyến đi mất 6-7 tiếng của mình. Nghe tiếng thở dài của Triệu Quốc Đống, Lỗ Năng lúc này mới cẩn thận nói. Bí thư Triệu, trực tiếp về thị ủy chứ? Về đi, mai còn có công việc phải làm mà. Vài ngày sau hội nghị thường trực ủy ban thị xã một lần nữa thảo luận quy hoạch xây dựng nhà xã hội. Ngoài Cố Vĩnh Bân vẫn kiên trì với quan điểm của mình ra, mấy vị phó thị trưởng khác đều thể hiện thái độ khác trước của mình. Văn Ngạn Hoa nói ủng hộ xây dựng nhà xã hội cho thuê nhưng lại đặt câu hỏi về nhà bán cho người thu nhập thấp, nhưng về tổng thể mà nói cũng đã đồng ý. Còn Mạnh Nguyên cùng Trình Thụ Hòa lại ủng hộ quan điểm do Trung Dược Quân đưa ra, tức là chia làm giai đoạn nhà xã hội, cố gắng xây dựng nhà xã hội ở các khu vực thích hợp ở bên Tây Giang,
nhất là khu đất do các cơ quan hành chính chuyển đi còn trống. Quyết định của hội nghị thường trực ủy ban sau đó được trình sang thị ủy và nhanh chóng được hội nghị thường vụ thị ủy thông qua. Cố Vĩnh Bân rất sáng suốt khi im lặng trong hội nghị. Nếu như nói ở hội nghị thường trực ủy ban thì y có thể nhân lúc khi Trung Dược Quân không tỏ rõ thái độ mà ngọ nguậy, nhưng ở hội nghị thường vụ thị ủy thì y biết mình có nói gì cũng chỉ tự chuốc nhục mà thôi. Sau khi hội nghị thường vụ thị ủy thông qua, kế hoạch xây dựng nhà xã hội đã được đăng lên nhật báo Ninh Lăng, nó khiến dân chúng Ninh Lăng bàn tán xôn xao. Cùng lúc đó giá nhà ở khu Giang Đông, Tây Giang lập tức xuất hiện xu thế giảm giá. Anh nói gì? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc đứng lên. Nhận được tin tức này làm Triệu Quốc Đống rất giật mình. Chẳng qua vẻ mặt Lỗ Năng lúc này lại đầy hưng phấn. Bọn họ hứng thú với sự phát triển của Ninh Lăng chúng ta nên phái một đoàn chúng ta tới Ninh Lăng chúng ta khảo sát. Trưởng Ban Hác gọi cho tôi trước, có lẽ sẽ nhanh chóng liên lạc với ngài. Lỗ Năng vô thức liếm liếm môi, đây là biểu hiện khi y rất hưng phấn. Đang nói chuyện, điện thoại di động của Triệu Quốc Đống vang lên. Lỗ Năng vội vàng nói. Chắc là trưởng Ban Hác gọi tới. Triệu Quốc Đống lắc đầu nghe điện. Trưởng Ban qua, chào ngài. Tôi đang ở văn phòng, tôi vừa biết, đúng, đến Ninh Lăng chúng tôi phỏng vấn nên tôi đương nhiên chào đón rồi, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Ôi, đây hiển nhiên là sự khẳng định tốt nhất đối với thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng tôi. Trưởng Ban qua yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tiếp đón tốt. Lỗ Năng biết mình đoán lầm. Y biết Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Điện ảnh Quốc gia, Qua Tĩnh. Bí thư Triệu, là trưởng Ban Qua. Ừ, anh nói đúng. Bọn họ muốn tới Ninh Lăng chúng ta, hình như đài CCTV muốn bình chọn điển hình kinh tế của năm, nghe nói có thể bình chọn một đoàn thể hoặc cá nhân. Bọn họ rất hứng thú với việc Ninh Lăng tiếp tục có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước nên sẽ tới Ninh Lăng chúng ta tìm hiểu. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống hơi lạ. Nói thật hắn chưa bao giờ sẽ nghĩ gặp việc này. Biểu hiện kinh tế của Ninh Lăng không cần truyền thông đưa tin nữa, làm việc nghiêm chỉnh mới là đúng đắn. Nhưng ngay cả trưởng Ban Qua cũng gọi tới đủ thấy tầm quan trọng của việc này. Tài nguyên của đài truyền hình quốc gia, CCTV cấp Ninh Lăng sử dụng miễn phí thì đương nhiên là phải dùng rồi. Bí thư Triệu, đây là việc quá tốt. Kênh kinh tế của CCTV là tiết mục chủ đạo của đài truyền hình quốc gia, được cả nước chú ý. Nếu được lên đó chính là cơ hội rất tốt nâng cao hình ảnh Ninh Lăng chúng ta. Lỗ Năng nói rất hưng phấn giống như y là ứng viên cho điển hình kinh tế Trung Quốc vậy. Ừ, ít nhất cũng không phải việc xấu mà. Anh bố trí một chút, tiếp đón như thế nào cho tốt. Ngoài mảng kinh tế ra thì Ninh Lăng chúng ta cũng có không ít điểm sáng. Tôi thấy không thể lãng phí cơ hội này, chỉ riêng thành tựu kinh tế không thể thể hiện hết sức sống của Ninh Lăng chúng ta. Bí thư Triệu yên tâm. Điểm sáng của Ninh Lăng chúng ta chẳng lẽ còn ít. Bọn họ muốn xem thì xem cả tuần cũng không hết. Tôi thật ra lo là CCTV có phải dựa theo kế hoạch chúng ta đặt ra mà đi xem hay là bọn họ có kế hoạch của mình. Ừ, anh nói đúng, tôi cũng lo điểm này nhưng dù sao bọn họ là tới tuyên truyền cho chúng ta, tôi nghĩ chúng ta không cần che đậy gì cả, càng chân thật càng tốt, cứ để bọn họ muốn đi đâu thì đi, muốn xem gì thì xem. Quyển 16, chương 8-14. Triệu Quốc Đống đích xác không quá quan tâm tới chuyện này, đối với hắn mà nói hoạt động bình chọn như vậy thì Ninh Lăng cần nhưng hắn đã không cần nữa rồi, đương nhiên điều này cũng không có nghĩa là không có người nào để ý tới. Cuộc bình chọn nhân vật kinh tế năm nay do kênh kinh tế của đài CCTV phát động đã là lần thứ 5 rồi, thành viên cuộc bình chọn bao gồm 100 vị học giả kinh tế và 50 vị nhà báo thâm niên về tài chính và kinh tế, dựa theo tiêu chuẩn về tầm ảnh hưởng. Tính tương lai và tính sáng tạo để chọn ra một nhân vật có sức ảnh hưởng và hoạt động mạnh nhất đối với cả nền kinh tế quốc nội. Sở dĩ Ninh Lăng được kênh kinh tế đài CCTV chú ý tới chính là vì một xí nghiệp vốn chưa từng có ai biết đến, Điện khí Huy Đăng. Đây là một xí nghiệp cỡ nhỏ, cắm cọc bén rễ, hơn 4 năm trời ở Ninh Lăng, là một xí nghiệp do 5 tiến sĩ, thạc sĩ đại học cùng gây dựng lên, sản phẩm chủ yếu là về hệ thống kiểm soát lưu lượng giao thông. Hệ thống xử lý nước thải thành thị cùng với hệ thống khử lưu huỳnh trong lĩnh vực điện lực, năm 2001 tập trung đầu tư đón hướng nên nhanh chóng được mở rộng. Một năm sau đó vì xí nghiệp mở rộng quá nhanh nên chất lượng sản phẩm xuất hiện vấn đề, tạo thành tổn thất cực lớn, nhưng xí nghiệp này vẫn kiên trì quan điểm thành tín làm gốc. Trong tình cảnh xí nghiệp cực kỳ khó khăn đối mặt với việc phá sản nhưng vẫn kiên trì bồi thường tổn thất cho khách hàng, rồi thông qua việc tự sửa đổi nghiên cứu, phát triển nên một lần nữa chiếm lĩnh được thị trường. Giành được đánh giá cao của khách hàng cũng như trong nghề.
năm 2003 phòng tín dụng đã đại biểu cho thị xã Ninh Lăng chọn Điện Khí Huy Đằng là đại biểu duy nhất được trao tặng huy chương tín dụng 5 sao. Cho đến bấy giờ thì đó mới là lần đầu tiên một xí nghiệp dân doanh được trao tặng huy chương tín dụng vinh dự này, cũng tới tận bây giờ thì đó cũng là xí nghiệp duy nhất của Ninh Lăng đạt được giải thưởng đặc biệt vinh quang này. Ngay cả xí nghiệp vận tải Trường Phú, bán dẫn Liên Hợp, bán dẫn Nam Pha hiện nay cũng chỉ nhận được huy chương tín dụng 3 sao, mặc dù đây còn một phần nguyên nhân là do thời gian thành lập xí nghiệp ngắn nhưng cũng đủ thấy phòng tín dụng Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Lăng làm rất nghiêm khắc về phương diện này. Nhờ nhận được sự tán thành cao độ của phòng tín dụng Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Lăng nên liên tục trong tháng 4 và tháng 10 năm 2003 Huy Đằng đã nhận được hai đợt đầu tư tài chính từ trong và ngoài nước. Từ đó càng khiến cho danh tiếng của xí nghiệp được lan truyền trong ngành sản xuất, tháng 10 năm 2004 Điện Khí Huy Đằng gây dựng sự nghiệp thành công ở Hồng Kông và trở thành một tiền lệ kinh điển. Một trong những người sáng lập kiêm chủ tịch Điện Khí Huy Đằng khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông đã bày tỏ rằng Điện Khí Huy Đằng sẽ đặt trụ sở hành chính và trụ sở nghiên cứu phát triển tại Ninh Lăng mãi mãi, bởi vì nhờ chính quyền thị xã Ninh Lăng dốc hết sức đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống tín dụng, khiến cho hoàn cảnh phát triển ở Ninh Lăng tốt đẹp chưa từng có, xí nghiệp chỉ việc chiếu theo đó để phát triển. Chính từ việc được ủng hộ về phương diện này có thể yên tâm, thoải mái phát triển. Cùng với đó rất nhiều ngân hàng ở Ninh Lăng liền bật đèn xanh về vốn đối với xí nghiệp này, kể cả ngân hàng Chiêu Thương vừa mới đặt chân đến Ninh Lăng cũng coi Điện Khí Huy Đằng là một trong những khách hàng được bảo đảm ưu tiên về tài chính. Chính vì như vậy nên mới khiến cho giới kinh tế quốc nội cảm thấy hứng thú với công tác xây dựng hệ thống tín dụng của thị xã Ninh Lăng vượt xa các thành thị khác trong toàn quốc. Do đó vào hạ tuần tháng 10 kênh kinh tế đài CCTV đã làm một kỳ trong chương trình Kim Nhật quan sát, phân tích sâu về những thành tựu mà Ninh Lăng đã đạt được nhờ công tác xây dựng hệ thống tín dụng, đồng thời cũng tiến hành phỏng vấn 4 xí nghiệp, khoa học kỹ thuật Thần Phong, Điện Khí Huy Đằng, Phúc Mãn Đường, Thương Mậu Đằng về công tác xây dựng hệ thống tín dụng và đã thu được hiệu quả tương đối tốt. Cũng nhờ có Kim Nhật quan sát, số này nên đã khiến nhiều người biết được những thành tựu và ảnh hưởng to lớn từ công tác kiến thiết hệ thống tín dụng của Ninh Lăng, làm cho mọi người biết được một cách tổng hợp và trực quan nhất về Ninh Lăng, một thành phố Silicon, một thủ phủ của nguồn năng lượng mới, một nơi coi ngành công nghiệp bảo vệ môi trường là trọng yếu nhất quốc nội. Khiến cho ba ngân hàng Dân Sinh, Quang Đại, Phổ Phát nhanh chóng đặt chân tới Ninh Lăng, ngoài ra ngân hàng thương mại Quốc Hữu, một chi nhánh của ngân hàng giao thông cũng đã dự tính khai trương chính thức vào tháng 1 năm 2005 tại Ninh Lăng rồi. Ban tổ chức bình chọn nhân vật kinh tế thường niên của kênh kinh tế đài CCTV chú ý tới Ninh Lăng cũng chính là vì kỳ Kim Nhật quan sát này. Trong chương trình này thì biểu hiện bừng bừng sức sống của Ninh Lăng tựa như đã đại biểu cho sự thách thức mạnh mẽ của khu vực Trung Tây không còn là giấc mộng nữa, tiếng bi thán của giới truyền thông và kinh tế quốc nội về sự chênh lệch với khu vực Đông Tây càng lúc càng lớn. Trong các cuộc thăm dò ý kiến của giới truyền thông thì khu vực Trung Tây đã có ưu thế áp đảo cùng sức cạnh tranh với các thành thị phát đạt ở khu vực Trung Đông, với việc năm ngoái là quán quân tăng trưởng phát triển kinh tế toàn quốc và năm nay gần như chắc chắn tiếp tục nên Ninh Lăng xuất hiện trước mặt nhân dân cả nước với tư thế cực kỳ khí phách nhưng vẫn tao nhã, không thể không nói đây là phấn chấn cực lớn. Nhất là khi đây không phải là một thành thị lấy tài nguyên than đá, dầu mỏ hay là kim loại màu làm chủ như rất nhiều người vẫn nghĩ, nếu xét từ mức độ đi lên mà nói thì ngoại trừ điều kiện giao thông và tài nguyên nước tương đối có ưu thế thì Ninh Lăng có thể coi là một thành thị hoàn toàn nghèo tài nguyên. Đây cũng là một đặc điểm nổi bật mà chương trình Kim Nhật quan sát đã chỉ ra. Liên tiếp giành ngôi quán quân tăng trưởng kinh tế toàn quốc, là một thị xã không trực thuộc tỉnh duy nhất ở khu vực Trung Tây có GDP vượt qua 100 tỷ, nổi danh là thành phố Silicon và thủ phủ nguồn năng lượng mới của Trung Quốc, sản lượng Silicon đa tinh thể, nguyên liệu chính của ngành công nghiệp năng lượng mặt trời và quang điện chiếm 3/4 sản lượng toàn quốc, ngành công nghiệp photovoltaic panel chiếm 65% toàn quốc. Căn cứ của xe tải trọng lớn và xe hơi chạy điện, trụ sở thiết kế hệ thống và sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường. Là một thành phố có di tích lịch sử và văn hóa quốc gia đang được đề cử làm di sản thế giới. Hàng loạt những vòng nguyệt quế vinh quang, chói lọi được đặt lên đầu thành thị mà mới chỉ 3 năm trước đây các học giả kinh tế hay những nhà báo kinh tế tài chính còn mờ mịt không biết. Tất cả những điều này không thể không khiến cho ban tổ chức cuộc bình chọn có một cái nhìn mới về thành thị này. Tới rồi à? Vậy thì mời thị trưởng Trung cùng anh tiếp đón đi. Triệu Quốc Đống vừa thuận miệng nói vừa xem văn kiện trên bàn. Thị trưởng Trung cho rằng nên mời ngài ra mặt thì thích hợp hơn, dù sao những người này đều là. Lỗ Năng xoa xoa tay. Bọn họ cũng là người, không phải tôi đã nói rồi sao? Bọn họ tới là để tuyên truyền trực tiếp,
không phải sợ lộ điều gì xấu cả, phải thực sự cầu thị, nếu thực có vấn đề gì thì cũng là chuyện tốt, giúp chúng ta tìm ra được vấn đề để sửa chữa. Anh cứ nói lại ý kiến của tôi với Dược Quân, mời đồng chí ấy và anh tiếp đón toàn bộ hành trình, không cần phải huy động nhân lực, biết đâu người ta lại không thích như vậy. Triệu Quốc Đống nói một cách bình thản. Vậy được, ha ha, bí thư Triệu, tôi còn lo liệu bọn họ có đòi yêu sách gì đó hay không. Lỗ Năng cười cười nói. Đừng nên nghĩ những phóng viên này thành như vậy, một khi bọn họ tham gia làm giám khảo hơn nữa lại còn chủ động yêu cầu đến Ninh Lăng chúng ta thì tôi tin chắc bọn họ sẽ tiếp cận vấn đề với thái độ công tâm và toàn diện nhất. Chúng ta không thể so với Thâm Quyến, cũng không có cách nào sánh với mấy thành thị khác như Tô Châu, Phô Tích nhưng biểu hiện của chúng ta cũng đủ để xưng là nổi bật ở khu vực Trung Tây. Tôi nghĩ với kiến thức rộng rãi của bọn họ thì hẳn sẽ phân rõ được điểm này. Triệu Quốc Đống nói với vẻ xem thường. Cho dù là có yêu sách thì cũng không có gì. Sau khi bóng lưng Lỗ Năng biến mất, Triệu Quốc Đống lại kéo tâm tư trở lại. Những dòng chảy ngầm do quy hoạch bảo hộ giá nhà đất đang từ từ khuếch tán ra, Nhâm Vi Phong cũng gọi điện thoại tới hỏi kế hoạch xây dựng 6.500 nhà xã hội liệu có được hoàn thành theo đúng tiến độ để phân phát theo kế hoạch hay không. Triệu Quốc Đống nghe ra hàm ý trong đó, đã có rất nhiều người thông qua các con đường khác nhau để gây ảnh hưởng, câu hỏi thăm dò của Nhâm Vi Phong chẳng qua cũng chỉ là một mở đầu. Đụng chạm tới lợi ích của quá nhiều người, nhất là đám khai phá nhà đất giàu có thì khó tránh khỏi sẽ trở thành cái đinh trong mắt bọn họ, nóng lòng muốn loại bỏ mình thật nhanh. Triệu Quốc Đống ngẫm nghĩ hồi lâu, bọn họ định thông qua phương thức gì để đối phó với mình đây? Thông qua thượng tầng để ép xuống cũng là một cách, nhưng cách này chưa chắc có thể như ý nguyện của bọn họ, mình là thường vụ tỉnh ủy nên người bình thường đã không còn tạo thành uy hiếp đối với mình nữa rồi, ngay cả lãnh đạo trong tâm trí của bọn họ cũng không dễ dàng động đến mình. Triệu Quốc Đống cho rằng bọn họ còn chưa có được lực lượng đó, hay nói cách khác là bây giờ bọn họ còn chưa dám đi tới bước đó. Đương nhiên cũng không cần phải dồn ép bọn họ quá chặt mà cần nới lỏng một cách thích hợp để bọn họ còn có thể thở. Đối với chính phủ mà nói thì các thương nhân bất động sản giống như một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có khả năng làm thương chính mình nhưng lại không thể không có. Một thành thị cần phải có một thị trường bất động sản phát triển khỏe mạnh, bình ổn, giữ vững được một mức độ khống chế mới là mấu chốt. Nếu như thị trường bất động sản một thành thị mà đang hấp hối thì cũng không phù hợp với lợi ích của dân chúng và chính phủ. Dựa theo ý nghĩ của Triệu Quốc Đống, xử lý đám khai phá bất động sản này chỉ có thể chọn phương thức đi từ từ từng bước ổn định, vừa phải lợi dụng để điều tiết thị trường bất động sản, thỏa mãn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp khác nhau, đồng thời cũng phải dùng nhà ở giá rẻ và cung ứng đất đai để ước thúc bọn họ, phòng ngừa bọn họ đầu cơ, mua đi bán lại, nhiễu loạn thị trường. Quyển 16, chương 85. Ánh mắt sắc như chim ưng của Lưu Triệu Quốc đột nhiên chuyển lên người Khanh Liệt Bưu khiến trong lòng hắn không nhịn được phải run lên. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy biểu tình của Lưu Triệu Quốc tàn nhẫn như vậy. Hắn đã từng cho rằng duệ khí của Lưu Triệu Quốc đã bị ả gái điếm Hứa Á Phỉ kia mài mòn gần hết, vậy mà bây giờ đối phương vẫn giữ được trực giác nhạy bén và tư duy tỉnh táo như cũ, chẳng hề kém đi vì gái gú tí nào. Có cần thiết phải như vậy không? Tại sao lại phải băn khoăn về Triệu Quốc Đống? Không phải tôi đã nói với cậu rằng không nên đi trêu chọc hắn, hắn không phải người mà cậu có thể đối phó được. Lưu Triệu Quốc nói với giọng âm u. Lưu ca, mấu chốt là ở chỗ không phải tôi muốn đối phó với hắn, mà là hắn không cho chúng tôi sống. Khanh Liệt Bưu cũng trả lời đầy lạnh lẽo. Chúng tôi, còn có ai nữa? Mặt Lưu Triệu Quốc hiện vẻ khinh thị, hai tay quặp ra sau lưng đi quanh phòng. Còn có các thương nhân buôn bán bất động sản vốn cũng hận hắn thấu xương, đây là do hắn đối nghịch với mọi người, hơn nữa không chỉ có đơn giản là đối nghịch mà bức tử huyết mạch của chúng tôi. Khanh Liệt Bưu nói như muốn nghiền nát xương cốt kẻ thù. Hắn không muốn người khác sống thì người ta cũng sẽ không để hắn sống dễ chịu. Chỉ bằng các ngươi, một đám thương nhân, các ngươi định đối phó với hắn như thế nào? Viết thư tố cáo hắn lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương à, hay là nhờ ban tổ chức cán bộ Trung ương gây áp lực khiến hắn rời đi? Lưu Triệu Quốc liếc nhìn đối phương đầy khinh miệt, nói. Bưu tử, tôi nói cho cậu hay, cậu chẳng biết cái gì trong chính trị cả. Cậu cho rằng có thể dễ dàng kiện công khai hay là trao đổi buôn bán là có thể kết liễu được hắn sao? Hoặc là làm cho hắn thay đổi lề lối ư? Nằm mơ, không nhìn xem danh tiếng của hắn bây giờ sao? Tôi nói lại, bây giờ không ai động đến hắn được, kể cả Ứng Đông Lưu, cho dù hắn thực sự có vấn đề gì thì Ứng Đông Lưu cũng sẽ bảo vệ cho hắn. Hắn bây giờ chính là lá cờ đầu của Ninh Lăng, chối bỏ hắn thì chính là phủ định công tác mấy năm qua của tỉnh ủy An Nguyên,
ai cũng có thể ngã chứ hắn thì không thể, đây là chính trị. Trên mặt Khanh Liệt Bưu lộ vẻ âm độc. Lưu ca, có nói thì cũng không thể tuyệt đối như vậy, có tiền là có thể sai quỷ đẩy ma, chúng ta không quyền nhưng chúng ta có tiền, chẳng cần nói tôi mà lúc này hắn thực sự đã động tới ích lợi của rất nhiều người rồi, những người này cũng chẳng phải hạng lương thiện gì cả, đây là do hắn chặt đứt tài lộ của người ta thì sẽ gặp trời phạt. Lưu ca, tôi nói cho anh biết, những người này đều có năng lực thông thiên, đừng tưởng hắn là thường vụ tỉnh ủy là có thể vững như Thái Sơn, dưới mông hắn chẳng lẽ không dính tí nào sao? Hắn là người thanh bạch không dính tí bụi nào chắc, thực sự mà moi ra thì hắn có thể thoát được sao? Lưu Triệu Quốc cười nhạt. Bưu tử, có biết dùng đầu nghĩ xa hơn được hay không? Không sai, có lẽ Triệu Quốc Đống không phải là trong sạch không tì vết, nhưng cậu có thể tìm ra được yếu hại nào đủ để uy hiếp hắn ở đâu không? Ngay cả tiếp cận thì cậu cũng không được, nói khó nghe một chút thì đến cả lôi kéo làm quen thì cậu cũng không đủ tư cách, cơ hội quan sát gần gũi cũng chẳng có thì cậu còn có thể tìm ra được mệnh môn của hắn chắc. Giả sử cậu có thể tìm được điểm gì đó không sạch sẽ của hắn thì cũng chẳng có cửa đâu, cậu cho rằng nếu đến chặn trước mặt hắn thì hắn sẽ cúi đầu phục tùng cậu chắc. Hay là chuyển lên ủy ban kỷ luật thì hắn sẽ ngã. Âu Chí, tôi nói cho cậu biết. Chỉ cần không phải thứ gì đó chí mạng thì những chi tiết lặt vặt khác chẳng hề liên quan đến đại cục và ở trong mắt cấp trên sẽ chẳng đáng nhắc tới. Khanh Liệt Bưu lộ rõ vẻ tiêu nghỉu, lời của Lưu Triệu Quốc đã dội một gáo nước lạnh lên đầu hắn, bên trên không có cửa thì mấy thứ lặt vặt không để đánh ngã Triệu Quốc Đống được. Cho dù có thứ gì đó thì cũng phải có người giúp chuyển lên trên, cứ coi như là có người giúp thì cũng phải thứ trên tay anh có đủ phân lượng hay không. Quan trường và thương trường vốn là hai thế giới tương thông nhưng không đồng đẳng. Nếu như đem một vài quy tắc trên thương trường dùng vào quan trường thì đó là sai hoàn toàn. Sắc mặt càng lúc càng âm trầm, Khanh Liệt Bưu chợt thốt. Lưu ca, tôi có lẽ không được nhưng có người có thể làm. Có người có thể làm, nói cho tôi biết là ai, là tay buôn bất động sản nào dám nói hắn có thể đối kháng với một thường vụ tỉnh ủy. Nực cười, Lưu Triệu Quốc hít sâu một hơi, chắc chắn là Khanh Liệt Bưu đã tìm được một vài quân đồng minh ở bên ngoài rồi. Chính sách do Triệu Quốc Đống thúc đẩy ở Ninh Lăng đã động chạm tới ích lợi của rất nhiều người, những người này bắt đầu có ý đồ câu kết lại chống đối Triệu Quốc Đống. Có lẽ những kẻ này tự cho là hầu bao của mình căng dày, hoặc cho rằng mình quen biết một vài lãnh đạo cao tầng nên có thể cậy nhờ hòng đạt được mục đích, những ý nghĩ này thực sự quá ngây thơ. Lưu ca, chúng ta không cần phải đối kháng chính diện với hắn, chúng ta chỉ cần. Khanh Liệt Bưu còn chưa dứt lời đã bị Lưu Triệu Quốc cắt đứt một cách thô bạo. Bưu tử, cái cậu cần bây giờ chính là ngồi chờ, không được làm gì cả, nếu như bọn họ muốn đi làm cái gì đó thì cứ để bọn họ đi. Có điều tôi có thể cam đoan với cậu rằng, dù bọn họ có hợp sức lại thì cũng chỉ là dã tràng xe cát. Khanh Liệt Bưu há hốc mồm, không nói gì, tựa như đang đợi Lưu Triệu Quốc nói nốt. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống hiện tại thì ngay cả giới cao tầng cũng đang chú ý, các cậu chỉ coi như là mấy kẻ phá đám làm được chút chuyện vụn vặt nhạt nhẽo, lẽ nào có thể lật ngã hắn sao? Lưu Triệu Quốc không nhịn được nói. Đúng là kẻ si nói mộng. Lưu ca, chẳng lẽ hiện giờ chúng ta đành chịu bó tay như vậy sao, cứ chờ đợi như này thì chẳng bao lâu nữa bất động sản Cửu Đỉnh cũng sẽ phải đóng cửa mất. Khanh Liệt Bưu mặt mày dữ tợn dứt khoát nói. Sống không nổi, vậy thì chỉ còn cách liều thôi, Lưu ca, anh phải giúp em một tay. Trong lòng Lưu Triệu Quốc hơi run sợ, thủ đoạn của tên Khanh Liệt Bưu này đủ loại bằng môn tả đạo, hơn nữa tên này lá gan lớn. Tính tình mãnh liệt, có can đảm hạ độc thủ tàn nhẫn, nếu thực sự quyết tâm tính kế Triệu Quốc Đống thì không hẳn là không thể có cơ hội đắc thủ. Nhất là tiểu tử Triệu Quốc Đống này vốn cũng không quá chú ý tới mấy tiểu tiết, biết đâu lại để cho Khanh Liệt Bưu nắm được nhược điểm. Bưu tử, nghe lời khuyên của tôi, tạm thời nhẫn nại, một điều nhịn, chín điều lành, lời xưa không bao giờ thừa. Lưu Triệu Quốc đắn đo lời lẽ, hắn cũng không muốn để Khanh Liệt Bưu đi tính kế Triệu Quốc Đống. Cũng không muốn tiết lộ tin tức này cho Triệu Quốc Đống biết, nếu không với thực lực của Triệu Quốc Đống hiện giờ thì muốn xử Khanh Liệt Bưu chỉ là chuyện vặt. Cái tên ở bất động sản Trung Dương kia mới là sáng suốt, tìm lấy một cái cớ liền giả vờ, cậu cho rằng những kẻ này đều nhu nhược, hèn nhát sao? Nhẫn nại, Lưu ca, nhẫn nại đến năm nào, tháng nào? Khanh Liệt Bưu ngẩng đầu lên, cười gằn vài tiếng. Triệu Quốc Đống đã là thường vụ tỉnh ủy rồi. Hơn nữa kinh nghiệm trưởng thành của hắn về cơ bản đều ở An Nguyên, dựa theo nguyên tắc bồi dưỡng cán bộ thì hắn không còn thích hợp tiếp tục công tác ở An Nguyên nữa. Tôi đoán chỉ trong vòng một năm nữa là hắn sẽ phải rời khỏi An Nguyên, ít nhất cũng phải rời khỏi Ninh Lăng, cho nên thực chất cậu cũng không cần chờ lâu lắm.
Lưu Triệu Quốc cơ hồ là cắn răng nói. Khai phá bất động sản là một kế hoạch lâu dài, không nên so đo được mất một nơi, cứ chờ một chút, xem một chút ắt có cơ hội. Khanh Liệt Bưu cúi đầu tựa như suy tư gì đó, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, yếu ớt nói. Kể cả là như thế thì cũng phải dự định trước, sớm chuẩn bị một vài công tác. Lưu ca, không ai có ý đả thương hổ, hổ lại có ý hại người. Không phải họ Khanh này cố ý nhằm vào hắn, mà thực sự là ở vào vị trí này, liên quan đến thân gia nên chuyện này không thể theo được. 7 giờ tối ngày 28 tháng 12, các cuộc bình chọn nhân vật kinh tế thường niên được công bố, không ngoài dự đoán của mọi người khi Lý Kim Hoa Tổng Kiểm Toán trưởng Ủy ban Kiểm Toán Quốc tế nhận được phiếu bầu cực cao. Cùng lúc đó cuộc bầu chọn 10 nhà kinh tế lớn và nhân vật tiêu biểu của năm. CEO Tencent cùng với thị trưởng Trung Dược Quân của thị xã Ninh Lăng tỉnh An Nguyên cùng cạnh tranh giải thưởng này. Khi Triệu Quốc Đống tiến vào phòng hội nghị thị ủy thì bên trong đã tràn ngập khói thuốc. Dựa theo yêu cầu thống nhất của thị ủy, tất cả lãnh đạo các cục trong thị xã đều phải tới phòng hội nghị thị ủy xem lễ trao giải nhân vật kinh tế của đài CCTV. Nguyên nhân không vì cái gì khác mà chính vì thị trưởng Trung Dược Quân của Ninh Lăng được cạnh tranh giải thưởng vinh dự thường niên này với Mã Hóa Đằng, CEO của Tencent, người được mệnh danh là ông vua thông tin QQ. Bí thư Triệu, mới đến à? Giải thưởng lớn đã có rồi, là Tổng Kiểm Toán trưởng Lý Kim Hoa. Bắt chuyện với Triệu Quốc Đống chính là Phó Bí thư Thị ủy Tiêu Phượng Minh, hắn hiển nhiên là rất hưng phấn, thị trưởng Ninh Lăng trở thành một trong những ứng cử viên của cuộc bình chọn nhân vật kinh tế của năm, chưa nói đến việc có đoạt giải hay không mà chỉ riêng được vào cuộc bình chọn này thì cũng là vinh quang vô hạn rồi, đối với thị xã Ninh Lăng mà nói thì cũng giống như vậy. Trong mắt của rất nhiều người thì nếu như không phải Triệu Quốc Đống kiên quyết cự tuyệt thì với thực lực của hắn mà tham gia thì e là phần thắng sẽ còn lớn hơn. Nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì cuộc bình chọn này chẳng có ý nghĩa với hắn cho lắm, thậm chí còn có thể gây một vài tác dụng phụ. Còn đối với một người cần lên một bậc thang mới như Trung Dược Quân thì có thể xuất hiện trên đài truyền hình Trung ương CCTV cũng tức là hình tượng của hắn đã được nâng cao lên, sẽ trợ giúp rất nhiều cho sự phát triển sau này của hắn. 10 nhân vật kinh tế lớn sẽ có ngay bây giờ, lần này hình như có không ít người được đề cử là cán bộ chính quyền. Ngoại trừ Tổng Kiểm Toán trưởng Lý Kim Hoa thì còn có Chu Tiểu Xuyên thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đây chính là chuyện mới đó. Trưởng ban tổ chức cán bộ Bao Quốc Huy cũng rất hào hứng, hắn ngồi cạnh Tiêu Phượng Minh. Điều này cũng bình thường, chính trị và kinh tế chưa bao giờ tách rời nhau, cơn bão kiểm toán Lý Kim Hoa đã thổi một luồng khí lạnh khắp cả nước, rất nhiều cơ quan hành chính mới khoác bộ quần áo mới thì lại biến thành trò hề, trần truồng trước mặt Ủy ban Kiểm toán, đây là tiến bộ rất lớn. Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Toàn Lực Chí nói với giọng chế giễu. Phong cách của Vương Tiểu Nha đúng là rất hợp với quang cảnh này, đúng là chuyên nghiệp. Văn Ngạn Hoa cũng cười nói. Ngay cả khách mời danh dự lẫn người được đề cử đều biến thành một đám học sinh trước mặt cô ấy. Cô ấy là người điều khiển, lên kế hoạch, phong thái tất là nổi bật, bên tám lạng người nửa cân, không thua kém gì Âu Dương Hạ Đan cả. Triệu Quốc Đống nói tiếp. Có điều mặc dù bọn họ là người chỉ huy nhưng không phải là nhân vật chính năm nay chính là người đã khuấy động tình hình kinh tế quốc nội chúng ta. Quyển 16, chương 86. Tiên sinh Trung Dược Quân, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không? Người chủ trì rõ ràng rất thích phong độ nho nhã của Trung Dược Quân nên thái độ cũng rất khách khí. Đương nhiên có thể, tôi tới đây chính là để tiếp nhận những câu hỏi của các vị mà. Trên TV Trung Dược Quân tỏ ra hết sức tự nhiên. Rất là sẵn lòng. Bí thư Triệu, không ngờ thị trưởng Trung rất ăn ảnh đó, hình tượng Ninh Lăng chúng ta xem như đã được kéo lên rồi. Chúng ta không chỉ có thành tích xuất sắc về kinh tế mà còn là nơi nhân tài tụ họp, bổ sung kết hợp lẫn nhau, đây mới đích thực là hình tượng của Ninh Lăng chúng ta. Nhìn Trung Dược Quân thoải mái tự nhiên trên TV, Văn Ngạn Hoa cười ha ha bình luận phong thái của Trung Dược Quân không thua gì Vương Tiểu Nha trước mắt. Thị trưởng Dược Quân dù gặp chuyện cũng rất bình tĩnh. Càng là đại sự thì lại càng có thể phát huy được trình độ, rất nhiều người trong số chúng ta không làm được điều này. Triệu Quốc Đống cũng rất thích biểu hiện của Trung Dược Quân tại trường quay trực tiếp, đây mới chân chính là phong thái mà Ninh Lăng cần thể hiện. Thị trưởng Trung, giờ phút này có thể được đứng cùng với tiên sinh Mã Hóa Đằng trên vị trí này thì liệu có phải là bất ngờ hay không? Phong cách của Vương Tiểu Nha vẫn luôn sắc bén mà không thiếu sự hòa nhã. Vâng, nói thật, có hơi bất ngờ. Ông ấy có 350 triệu người bầu chọn còn tôi lại chỉ có 5 triệu 400 nghìn người ủng hộ. Trung Dược Quân cười nói tiếp.
nhưng tôi nghĩ nếu ban giám khảo để cho tôi đứng ở chỗ này thì ắt là có đạo lý của bọn họ. Ồ, thị trường chung, từ năm trước kinh tế Ninh Lăng đã bắt đầu dẫn đầu cả nước, nếu như năm nay không có gì bất ngờ thì sẽ lại tiếp tục giữ quán quân. Hơn nữa Ninh Lăng còn nhiều danh xưng như thành phố Silicon hay nguồn năng lượng mới, cơ cấu công nghiệp được tối ưu hóa. Theo như các học giả giới thiệu thì có thể nói là điển hình toàn quốc. Trong Kim Nhật Quan Sát, Andy, một kênh của đài CCTV, số tháng 10, các đồng sự của tôi đã giới thiệu cặn kẽ việc Ninh Lăng ra sức kiến thiết thành thị và đã đạt được thành tựu về hệ thống tài chính. Có chuyên gia nói rằng việc kinh tế Ninh Lăng phát triển với tốc độ cao đã mang lại rất nhiều lợi ích cho việc kiến thiết hệ thống tài chính. Đối với điều này ngài có ý kiến gì không? Đôi mắt trong suốt như nước của Vương Tiểu Nha tập trung chú ý cả vào khuôn mặt của vị thị trưởng có phong thái ung dung này. Ninh Lăng có thể nói là có đủ ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa để phát triển kinh tế, kiến thiết hệ thống tài chính là ý tưởng mà Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã chúng tôi đưa ra từ 3 năm trước. Xuất phát từ thực tế trong nước lúc đó tồn tại hàng loạt các hành vi lừa gạt và không trung thực về đời sống kinh tế xã hội. Điều này đã phá hủy nghiêm trọng bầu không khí hoạt động kinh tế tại các địa phương, đồng thời cũng mang đến trở ngại cực lớn cho việc phát triển kinh tế. Trung Dược Quân hơi suy tư một chút rồi từ từ trả lời. Lấy một ví dụ đơn giản, bởi vì bầu không khí hoạt động kinh tế một địa phương không tốt, hiện tượng lừa gạt nghiêm trọng, thấy lợi quên nghĩa thịnh hành. Như vậy khi có liên quan về tài chính thì rất nhiều tổ chức tài chính tổn hao nhiều tinh lực để điều tra, tìm hiểu uy tín và khả năng thanh toán của đối tượng được cho vay. Như thế thì các tổ chức tài chính sẽ càng dè dặt hơn với các khoản vay, còn nếu có được một hệ thống tín dụng hoàn chỉnh, có thể kiến tạo một bầu không khí kinh tế uy tín, tốt đẹp thì các tổ chức tài chính sẽ giảm bớt rất nhiều rủi ro, các xí nghiệp tuân thủ pháp luật có thể thu được những khoản tài chính một cách nhanh chóng và dễ dàng. Từ những cái đó cũng có thể xúc tiến được một bầu không khí trung thực, uy tín. Chúng tôi cho rằng giai đoạn đầu mặc dù phải nỗ lực rất lớn nhưng lại đáng giá. Trên thực tế thì sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng 2 năm vừa qua cũng đã chứng minh được việc này. Sở dĩ có không ít xí nghiệp đầu tư vào Ninh Lăng chúng tôi chính là vì tin tưởng vào môi trường kinh doanh của Ninh Lăng. Vương Tiểu Nha gật đầu. Thị trường chung, trong lúc thu thập tin tức ở Ninh Lăng thì các đồng sự của tôi chú ý thấy hai đặc điểm nổi bật. Cái thứ nhất chính là công tác bảo vệ môi trường của Ninh Lăng luôn được đặt lên hàng đầu, tỉ như toàn bộ đèn đường trên đại lộ Tân Giang của các vị đều dùng năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng. Mặt khác thị xã các ngài luôn đi tiên phong trong việc phân loại rác thải, hơn nữa còn xây dựng một trung tâm xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Tôi đặc biệt chú ý thấy tại các quận, huyện trực thuộc Ninh Lăng các ngài cũng đều thành lập các trung tâm xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Điều này làm cho tôi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, một thị xã trong lục địa mà có thể làm được như vậy thì đích thực không dễ dàng gì. Trung Dược Quân gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư Tiểu Nha, còn đặc điểm thứ hai. Vâng. Cái thứ hai thì người bình thường sẽ càng trực quan hơn một chút, đó chính là giá nhà đất trong toàn quốc đang tăng vọt. Ninh Lăng lại là địa phương dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế trong cả nước, nghe nói năm nay GDP Ninh Lăng các ngài sẽ đột phá 100 tỷ tệ. Theo lý thuyết thì giá nhà đất chỗ các ngài hẳn phải nóng hơn các địa phương khác, tại sao giá nhà đất ở Ninh Lăng lại không bị biến động bởi cơn sóng này, thậm chí có thể nói là thấp hơn trước. Người chủ trì của CCTV vừa tung hai vấn đề cho Trung Dược Quân thì trong phòng hội nghị thị ủy cũng xuất hiện tiếng nghị luận. Vấn đề đầu tiên đương nhiên là để tạo thế cho Trung Dược Quân, nhưng cái vấn đề sau thì lại khá mẫn cảm, dù sao giá nhà đất trong cả nước vẫn đang giữa dòng thủy triều lên, trả lời vấn đề này thì cần phải có trí tuệ chính trị chứ nếu không sẽ dễ dàng dẫn tới thái độ thù địch của những người khác. Triệu Quốc Đống khẽ nhếch miệng cười, người chủ trì đúng là tấm kim bài của đài CCTV. Rất biết đưa ra một vấn đề gây sốc, nếu mà chương trình quá bình thản thì đúng là uổng cái hư danh rồi. Bí thư Triệu, người chủ trì hỏi vấn đề này thì đúng là hơi mang tính khiêu chiến đó. Thị trường chung phải cân nhắc kỹ thì mới trả lời vấn đề này được. Tiêu Phượng Minh nhíu mày lại, hiển nhiên là không ngờ trong buổi lễ trao thưởng này mà người chủ trì lại hỏi một vấn đề vừa sắc bén lại vừa mẫn cảm như vậy. Phượng Minh, không nên nghĩ phức tạp như vậy, không phải có câu nói, cứ đi con đường của mình. Mặc cho người khác nói, đấy sao? Triệu Quốc Đống nói một cách thờ ơ. Ninh Lăng chúng ta tự có mục tiêu của mình, không cần phải làm việc theo ánh mắt của người khác, chuyện gì cũng theo ý của công chúng thì chúng ta chẳng làm được chuyện gì cả. Toàn Lực Chí, Cố Vĩnh Bân, thậm chí Bao Quốc Huy ngồi bên cạnh Tiêu Phượng Minh nghe được lời của Triệu Quốc Đống thì trong lòng đều có tư vị khác nhau. Tại hiện trường thì Trung Dược Quân cũng không ngờ người chủ trì lại tung ra hai vấn đề này. Cái vấn đề trước thì đơn giản nhưng cái sau thì lại mẫn cảm.
Sau một hồi trầm ngâm, Trung Dược Quân mở miệng nói. Tiểu thư Tiểu Nha theo dõi Ninh Lăng chúng tôi đúng là rất cẩn thận, chắc tiểu thư Tiểu Nha cũng biết thị xã Ninh Lăng chúng tôi là nơi hợp lưu ba dòng sông, Thúy Hà, Việt Tú Hà cùng chảy vào dòng Ô Giang. Nếu nói về điện lực thì chúng tôi không thiếu, nhưng tại sao chúng tôi lại muốn toàn thị xã sử dụng năng lượng bảo vệ môi trường? Tất nhiên đây một phần là do ngành công nghiệp bảo vệ môi trường là sản nghiệp chủ đạo của Ninh Lăng chúng tôi. Nhưng còn một phương diện khác quan trọng hơn, đó là từ 3 năm trước thị xã chúng tôi đã xác định biến thị xã Ninh Lăng trở thành một hình tượng thành thị ưu tú để trong nước, thậm chí là nước ngoài noi theo. Chúng tôi không tự coi mình là thành thị trong lục địa mà lại hạ thấp yêu cầu của mình, mà bảo vệ môi trường lại là một đại xu thế và là một bộ phận trọng yếu cấu thành, hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường cũng là một quá trình bồi dưỡng trường kỳ. Trên thực tế thì về điểm này chúng tôi vẫn làm chưa đầy đủ, cho nên chúng tôi cảm thấy phải bắt đầu từng chút một, làm sớm được ngày nào thì khóa chúng tôi thậm chí là các khóa tiếp theo sẽ giảm bớt được áp lực quyết sách. Người chủ trì gật đầu, mỉm cười chờ Trung Dược Quân trả lời vấn đề thứ hai. Về vấn đề giá cả nhà đất thì trước tiên tôi xin sửa ý kiến của tiểu thư Tiểu Nha một chút. Ninh Lăng chúng tôi không phải là không bị biến động bởi làn sóng giá nhà đất, lại càng không phải là xuống thấp hơn. So sánh với 2 năm trước thì giá nhà đất ở Ninh Lăng chúng tôi đã có xu thế tăng lên rõ ràng, chẳng qua do năm nay giá nhà đất trong cả nước tăng quá mạnh nên Ninh Lăng chúng tôi mới không đáng nhắc tới, thậm chí có vẻ không hợp với trào lưu nữa rồi. Trung Dược Quân cười cười tự chào. Có điều, tôi muốn nói một câu, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Lăng chúng tôi cho rằng đây là chuyện tốt. Trung Dược Quân tin tưởng không chỉ người có liên quan tới Ninh Lăng mà có rất nhiều người ngồi trước TV đều chú ý tới câu trả lời của hắn. Vấn đề giá nhà đất là một vấn đề xã hội, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã chúng tôi cho rằng mặc dù nhà ở là một loại mặt hàng thương phẩm nhưng vẫn mang sắc thái một sản phẩm công cộng nhất định như trước đây. Nói cách khác, trong một mức độ nhất định thì chính quyền thị xã chúng tôi vẫn muốn bảo hộ loại sản phẩm này để đáp ứng được các nhu cầu theo cấp độ khác nhau. Chắc mọi người đều biết mấy năm nay tiến trình thành thị hóa của Ninh Lăng chúng tôi khá nhanh, theo sự phát triển kinh tế nên rất nhiều người từ bên ngoài ồ ạt đổ tới, nhu cầu về nhà ở là rất lớn. Một mặt chúng tôi vẫn ủng hộ xí nghiệp tự xây dựng nhà ở và ký túc xá cho công nhân viên để giải quyết vấn đề nhà ở, mặt khác chính quyền cũng gia tăng việc điều chỉnh đất cung ứng cho xây dựng. Đồng thời trải qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã chúng tôi cũng quyết định bảo đảm nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp. Sở dĩ chúng tôi đưa ra công khai có thể nói là vì trong nước chưa có một thành thị nào có một công trình xây dựng mà bảo đảm giá cả với quy mô lớn như vậy. Điều này khiến những người dân bình thường có thu nhập thấp được hưởng thụ thành quả phát triển kinh tế và cải cách của Ninh Lăng chúng tôi. Một phương diện khác là cũng muốn giá nhà đất ở Ninh Lăng chúng tôi được ổn định trong phạm vi mà dân chúng có thể tiếp nhận được. Đây là tâm nguyện chung của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Ninh Lăng chúng tôi, nhất trí quyết định trong mấy năm sau này kiên định thúc đẩy chính sách này. Bảo đảm tính nhất trí và tính liên tục của chính sách. Vậy thì thị trường chung, tôi muốn hỏi một câu, chính quyền các ngài muốn can thiệp vào thị trường nhà ở với quy mô lớn như vậy thì liệu có ảnh hưởng gì tới thị trường bất động sản ở Ninh Lăng các ngài hay không? Chắc chắn là có, nhưng chính quyền chúng tôi chủ yếu là nhằm vào việc bảo đảm xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, đây là trách nhiệm của chính quyền chúng tôi. Tin chắc rằng theo sự phát triển không ngừng về kinh tế của Ninh Lăng thì các nhóm khai thác bất động sản sẽ thấy bọn họ hoàn toàn có thể tìm được những sân khấu riêng thuộc về bọn họ tại những thị trường khác nhau mà không hề xung đột. Trung Dược Quân hồi đáp một cách kiên định mà lại nho nhã. Quyển 16, chương 87. Tâm tình của Tần Hạo Nhiên vốn đang rất tốt vì biểu hiện và khẩu khí kiên nghị của Trung Dược Quân trên TV thì lại rơi xuống mức thấp nhất. Tại một buổi lễ trao thưởng mà Vương Tiểu Nha lại đưa ra một vấn đề như vậy thì có hàm nghĩa sâu xa nào hay không? Mỗi một động tác của CCTV đều bao hàm ý nghĩa không tầm thường, nếu như nói đây chỉ là do sơ suất thì lãnh đạo, đạo diễn chương trình này không đủ tư cách. Xu thế giá nhà đất tăng cao trong toàn quốc đã dẫn tới tranh luận khá lớn, tiếng nói chủ lưu vẫn như trước khi cho rằng đây là kết quả tất yếu khi tiến trình thành thị hóa được đẩy nhanh và nhà ở được thương mại hóa. Cho rằng chính phủ có thể gia tăng việc cung ứng đất đai và chính sách tín dụng để tiến thêm một bước trong việc kiềm chế hiện tượng quá nóng của thị trường bất động sản, không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng cũng có những ý kiến từ nhiều cấp độ khác nhau, cho rằng chính phủ liệt ngành bất động sản vào một trong những sản nghiệp trụ cột không phải là kế sách hay, cần phải điều chỉnh quyết đoán, thông tin điện tử kỹ thuật cao, công nghệ sinh học, nguồn năng lượng mới, vật liệu mới, bảo vệ môi trường. Công nghiệp sản xuất tiên tiến, công nghiệp văn hóa mới là những sản nghiệp trụ cột chân chính của nền kinh tế quốc dân.
Sự hưng thịnh của ngành bất động sản đã dẫn tới không ít tranh luận, nhất là giá cả tăng vọt đã mang đến những hiệu ứng xã hội có ảnh hưởng ngày càng rõ rệt đối với giới thu nhập thấp. Nhưng theo Tần Hạo Nhiên thấy thì điều này vốn cũng rất bình thường, sự chênh lệch về thu nhập tất nhiên phải thể hiện ở các phương diện khác nhau, nhà ở chẳng qua cũng chỉ là một phương diện làm người khác chú ý hơn một chút mà thôi. Mấu chốt vẫn nằm ở chỗ làm như thế nào để khiến thu nhập của quần chúng phổ thông được tăng lên, nâng cao mức độ cuộc sống của dân chúng phổ thông. Hiện giờ cán bộ lãnh đạo mưu cầu lợi ích cho giới thu nhập thấp trên thực tế là mang hơi hướng, chính khách mua chuộc dân tâm. Giới thu nhập thấp là một quần thể rất lớn, hơn nữa bọn họ thường ở thế yếu, những yêu cầu, phản ánh của bọn họ thường rất dễ khiến giới truyền thông và thượng tầng chú ý tới. Nếu như có thêm một người nào đó có tầm ảnh hưởng nhảy ra hô ứng thì chắc chắn người dẫn đầu có thể sẽ sản sinh ra hiệu ứng ngôi sao. Tần Hạo Nhiên cho rằng Triệu Quốc Đống chính là đại biểu cho loại người này, hắn thực hiện việc nhà xã hội với quy mô lớn ở Ninh Lăng kỳ thực chính là một thủ đoạn, có tác dụng chèn ép rất lớn đối với sự phát triển thị trường bất động sản ở Ninh Lăng. Tào Ninh và người phụ trách ủy ban xây dựng tỉnh cũng đã từng đề cập qua về chuyện này với mình, cho rằng Ninh Lăng làm như vậy chẳng khác nào đẩy chính quyền tỉnh An Nguyên đến tình cảnh xấu hổ. Chính quyền tỉnh không lên tiếng gì về việc nhà xã hội, mà Ninh Lăng thì lại gióng trống khua chiêng làm kiểu mẫu, điều này chẳng khác nào tát vào mặt về phương diện công tác của chính quyền tỉnh. Sự ngang tàng độc đoán của Triệu Quốc Đống thì Tần Hạo Nhiên sớm đã biết, ở Ninh Lăng thì Trung Dược Quân cũng chẳng thể nào có tác dụng điều khiển hay kiềm chế được, điều này thì Tần Hạo Nhiên cũng thấy rõ. Nhưng hắn tuyệt không ngờ Trung Dược Quân lại phát biểu một cách kiên quyết về vấn đề này trong một buổi lễ trao thưởng nhân vật kinh tế của đài CCTV, bày tỏ thái độ ở trong tình cảnh này chẳng khác nào một loại công bố công khai. Điều này chứng tỏ rằng Trung Dược Quân đã hoàn toàn gia nhập vào hoài bão của Triệu Quốc Đống rồi, hay nói khác là đã bị Triệu Quốc Đống hòa tan hoàn toàn rồi. Nếu như nói lúc trước Tần Hạo Nhiên chỉ là có chút bất mãn về sự yếu ớt và tránh né của Trung Dược Quân thì bây giờ Tần Hạo Nhiên xem như đã hoàn toàn thấy rõ sự lột xác và phản bội của Trung Dược Quân rồi. Sao Trung Dược Quân lại đi đến bước này? Vì sao mình lại không phát hiện được điểm này? Liệu có phải là bọn Ứng Đông Lưu và Dương Kính Quang vỗ tay và cổ vũ hay không? Trong lúc nhất thời Tần Hạo Nhiên cảm giác đầu óc mình cứ loạn cả lên, là do mình thực sự không nhìn rõ Trung Dược Quân hay không, sự thay đổi về môi trường chính trị đã khiến quan điểm tư tưởng của Trung Dược Quân xuất hiện sai lệch, hay đơn giản là do mình đã đánh giá sai tình thế. Còn có một khả năng, đó chính là những biểu hiện thực tế và tư tưởng của Triệu Quốc Đống đã chinh phục được Trung Dược Quân, mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng nếu như kết hợp với một vài nhân tố khác thì cũng chưa chắc. Ứng Đông Lưu chỉ cảm thấy mình thần thanh khí sảng, không thể nghi ngờ gì nữa, hôm nay là ngày mà tâm tình mình khoái trá nhất trong tháng 12. Thị trưởng thị xã Ninh Lăng được lên chương trình bình chọn nhân vật kinh tế của đài CCTV, đối với một địa phương mà nói thì đây chắc chắn là một sự tán dương lớn lao. Không giống như Giám đốc Cục Kiểm toán Quốc gia Lý Kim Hoa và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên được tán dương thành một hình tượng tổng thể của ca ngợi và tán thành, còn biểu hiện của Trung Dược Quân thì lại là được trọng dụng, đương nhiên điều này không thể tách rời với người đứng đằng sau lưng. Ninh Lăng mang đến cho người ta thực sự nhiều rung động và bất ngờ, mà Triệu Quốc Đống chính là người sáng tạo ra kỳ tích Ninh Lăng, còn mình thì sao? Ứng Đông Lưu thầm nghĩ rồi thấy có hơi kiêu ngạo, mình cũng được tính là một bá nhạc đó. Thiên lý mã thì vẫn thường xuyên có nhưng bá nhạc thì lại hiếm có, chỉ có điều con thiên lý câu này thực sự hơi nổi bật một chút, thậm chí còn có tác dụng kích thích cả một bầy ngựa tốt nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, không cần nhìn Ứng Đông Lưu cũng đoán ra là ai gọi tới. Kính Quang, Bí thư Ứng, ngài cũng xem TV rồi chứ? Rất cảm xúc đúng không? Thanh âm của Dương Kính Quang trong điện thoại khá xúc động. Ừ, biểu hiện của Trung Dược Quân rất bắt mắt. Tôi cảm thấy sự phát triển của An Nguyên chúng ta đã được thể hiện rất chân thực, cũng tỏ rõ được khí phách của cán bộ lãnh đạo An Nguyên chúng ta. Tôi đoán hẳn sẽ có rất nhiều người sẽ phải nghiền ngẫm nhiều lần lời câu nói sau cùng của hắn, hắc hắc, biết đâu đó lại còn tạo nên một hồi phong ba nữa ấy chứ. Thanh âm của Dương Kính Quang rất rõ ràng. Tôi hơi lo lắng vì có khả năng sẽ có áp lực mang tính công kích truyền tới đó. Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ. Nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào? Andy, ý nói đối phương không hiểu được tâm ý của mình. Giữa kẻ thù hoặc không thân thiết lắm thì nghĩa hơi giống, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Người quen một người yêu thì nghĩa giống, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Kính Quang, chuyển những lời này cho Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân, những gì mà bọn họ làm ở Ninh Lăng thì tỉnh ủy đã thấy, không có gì phải xấu hổ cả, lại càng không phải che giấu.
Tôi rất tán thành một quan điểm của Triệu Quốc Đống, lấy được cảm tình của dân là một hình thức thể hiện thực tế nhất của người chấp chính. Thoáng trầm ngâm một chút rồi Ứng Đông Lưu từ từ nói. Chỉ cần là có lợi cho sự phát triển, có lợi cho dân sinh, nếu Ninh Lăng muốn thăm dò thì tỉnh ủy đều kiên quyết đứng sau lưng bọn họ, phải nói rõ điều này với bọn họ. Vâng, tôi rõ rồi, về phía tỉnh thì liệu có cần phải thống nhất tư tưởng một chút hay không? Dương Kính Quang do dự một chút rồi mới nói. Bên đầu kia của điện thoại không có tiếng động gì nhưng Dương Kính Quang biết đối phương vẫn đang ở đó nên chỉ lặng lặng chờ. Cứ để xem tiếp đã, tôi nghĩ Trung Dược Quân bày tỏ thái độ trong trường hợp này cũng chứng tỏ ý tứ của tỉnh ủy An Nguyên chúng ta rồi. Giọng nói trầm ổn của Ứng Đông Lưu truyền qua. Ha ha, nếu như cái tên tiểu tử Triệu Quốc Đống mà đứng ở trên sân khấu này thì có lẽ còn có thể tỏ rõ ý tứ của chúng ta hơn. Dương Kính Quang cười cười. Không, Kính Quang, Triệu Quốc Đống từ chối việc này là chuyện tốt, hắn không cần thiết phải làm. Ứng Đông Lưu suy tư rồi nói. Bên trên không phải không nhìn thấy điểm này, chúng ta cần cân nhắc xem bước tiếp theo nên làm gì bây giờ, chứ không phải chỉ nói không thôi. Vậy có cần phải nói qua với Chủ tịch Hạo Nhiên và Phó Chủ tịch Vi Phong hay không? Dương Kính Quang khẽ giật mình nói. Có lẽ để tới lúc khác hãng nói, sang năm mới đi. Ứng Đông Lưu ngừng lại một chút. Vậy thì sang năm mới. Thái Chính Dương tắt tivi rồi ngồi trên ghế salon lặng lẽ suy tư. Lần bầu chọn nhân vật kinh tế của đài CCTV này đã mang đến danh tiếng vô tận cho Ninh Lăng, là đúng hay sai, khen ngợi và nghi vấn chỉ sợ sẽ ùn ùn kéo đến, cũng không biết cái tên tiểu tử Triệu Quốc Đống này có trụ được không. Từ khi Trung ương quyết định rút chính sách nhà ở phúc lợi, mặc dù cũng có nói việc xây dựng nhà giá rẻ nhưng trên thực tế thì bất kể là cấp tỉnh hay thành phố thì đều áp dụng chính sách thu hồi toàn bộ nhà thương mại, đến khi tài chính đất đai dần dần thành hình thì chính quyền địa phương tựa hồ lại càng không hứng thú hay cân nhắc tới vấn đề nhà xã hội. Mặc dù bây giờ cũng xuất hiện một vài ý kiến, cũng nhận được sự đồng tình của một vài trí thức có tầm nhìn sâu rộng, Trung ương cũng bắt đầu chú ý, nhưng thực tế lại tạm thời chưa có hành động cụ thể nào cả, hay nói cách khác thì là biểu hiện không rõ ràng. Vị thị trưởng Ninh Lăng này có can đảm nói như vậy trên buổi lễ trao thưởng của đài CCTV không biết có phải là thụ ý của Triệu Quốc Đống hay là chủ ý của hắn như thế. Nếu chỉ đơn thuần là thụ ý của Triệu Quốc Đống thì hình như khó có thể làm cho một thị trưởng bày tỏ quan điểm rõ ràng như vậy, trong việc này chắc chắn là còn có chuyện khác, nhưng bất kể như thế nào thì cuối cùng cái tên tiểu tử Quốc Đống này cũng trưởng thành rồi. Mặc dù trước đó Triệu Quốc Đống đã chính thức trở thành thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên nhưng từ sâu trong tâm khảm Thái Chính Dương vẫn chưa thấy an tâm lắm về Triệu Quốc Đống. Mãi cho đến đêm nay thấy Trung Dược Quân bày tỏ thái độ trên buổi lễ trao thưởng nhân vật kinh tế của đài CCTV thì Thái Chính Dương mới thấy Triệu Quốc Đống đã thực sự thành thục rồi, hắn có thể thông qua các phương thức khác nhau để thể hiện tiếng nói của mình trên các sân khấu đặc biệt. Thái Chính Dương không dám chắc chắn động tác của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng có nhận được sự ủng hộ toàn lực của tỉnh ủy An Nguyên hay không nhưng hắn rất hoài nghi. Tựa như chính lời Triệu Quốc Đống nói, đây chỉ là một sự thăm dò, thử nghiệm do hắn chủ trương thực hiện, hắn không hy vọng chỉ vì giá nhà đất bản địa liên tục tăng vọt mà khiến cho sức cạnh tranh ở Ninh Lăng bị suy yếu. Đồng thời hắn cũng không hy vọng tình trạng phát triển kinh tế xã hội ổn định lại bị ảnh hưởng vì những bất mãn của dân chúng đối với giá nhà đất. Cho nên hắn cương quyết khống chế hoặc gây ảnh hưởng để phát động nhà xã hội với quy mô lớn ở Ninh Lăng. Có lẽ tỉnh ủy An Nguyên rất thích ý kiến thử nghiệm như vậy, dù sao vị trí đặc thù của Ninh Lăng cũng khiến cho nó có đủ thực lực và sự tự tin để kháng cự sự tấn công từ bên ngoài, mà Triệu Quốc Đống thì lại đang vui vẻ làm như vậy cho nên cả hai bên ăn nhịp với nhau. Trong ấn tượng của Thái Chính Dương thì quan điểm của Ứng Đông Lưu có xu hướng thận trọng, vậy mà Triệu Quốc Đống và Ứng Đông Lưu lại vẫn luôn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Đến giờ Ninh Lăng chủ động đảm nhận thử nghiệm đầy mạo hiểm cũng chứng tỏ quan hệ giữa hai người đã tiến sang một giai đoạn mới. Thái Chính Dương khẽ thở dài một hơi, là vàng thì dù có ở chỗ nào cũng tỏa sáng, mình lại khuyết thiếu loại thuộc hạ cùng chung chí hướng, dám can đảm thử nghiệm và cống hiến, không thể không nói đây chính là tiếc nuối của mình. Quyển 16, chương 88. Không có bất cứ tiếng cổ vũ huyên náo nào, không có cảnh tượng chúc mừng náo nhiệt, càng không có băng rôn, biểu ngữ hay bong bóng. Hạng mục điện phân nhôm của tập đoàn Hâm Đạt được khởi công một cách lặng lẽ. Triệu Quốc Đống chăm chú nhìn công trường ồn ào trước mắt. 10 chiếc máy xúc đang hoạt động hết công suất trên khu đất hoang, hơn 10 chiếc xe tải hạng nặng thay phiên nhau ra vào, tiếng động cơ thi nhau gầm thét và thải ra những đợt khói đen xì, những chiếc xe nâng liên tục chuyển động, gần như là giành giật từng giây.
Một vài công nhân thi công đứng ở trên cao tay chỉ các điểm trên tấm bản đồ, nhìn không khí này thì chắc hẳn sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn xây dựng. Tường vây sớm đã được dựng lên, tập đoàn Hâm Đạt thà rằng mất nhiều tiền cũng muốn dựng tường vây để tránh gây nên những kích động tiêu cực cho bên ngoài. Việc này cũng là kiến nghị của huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Lĩnh, đến thời điểm này thì thực sự không cần phải gây thêm những việc nhiễu loạn làm gì nữa. Mặc dù hạng mục được khởi động khá im ắng nhưng mức độ đầu tư của tập đoàn Hâm Đạt thì lại lớn chưa từng có lẽ là sợ đêm dài lắm mộng, xây dựng sớm được ngày nào thì yên tâm được ngày đó. Một mặt tập đoàn Hâm Đạt đẩy mạnh việc kiến thiết nhà xưởng hạng mục điện phân nhôm đồng thời cũng khởi động hạng mục khai thác nguyên liệu nhôm khoáng sản. Dựa theo dự kiến của tập đoàn Hâm Đạt, một khi nhà xưởng của hạng mục được xây xong, trang thiết bị được lắp đặt hoàn tất thì sẽ chạy vận hành thử, mỗi một giai đoạn đều phải nắm chắc, không thể chậm trễ thêm thời gian nào, dù là ít nhất. Hạng mục đã khởi công được một tuần rồi nhưng bất kể là An Nguyên Nhật Báo hay là Ninh Lăng Nhật Báo cho tới đài truyền hình Ninh Lăng đều chẳng hề đưa tin tức gì. Thậm chí ngay cả khi Phó Thị trưởng Trình Thụ Hòa tham gia lễ khởi công cũng không hề được đưa tin. Thời kỳ đặc biệt thì im lặng là vàng. Lưu Triệu Quốc, Trương Bồi Lễ cùng hai anh em Chu Hâm, Chu Đạt đều đứng phía sau Triệu Quốc Đống, nhìn tất cả những hình ảnh trước mắt đều cảm thấy phức tạp. Vì một hạng mục này mà Lưu Triệu Quốc và Trương Bồi Lễ đã phải gánh vác trách nhiệm chính trị, còn Triệu Quốc Đống thì phải nhận mạo hiểm chính trị, giờ thì mọi việc đã tu thành chính quả rồi. Hai vị Tổng Giám đốc Chu, tôi nhớ hai vị đã từng đề cập với tôi về hạng mục gia công nhôm khi dự án này được khởi công, dự kiến lúc nào thì bắt đầu. Triệu Quốc Đống thu hồi ánh mắt và hướng về phía hai anh em Chu Hâm, Chu Đạt. Hai anh em Chu Hâm, Chu Đạt đều cảm thấy có một áp lực vô hình đè lên người mình, sao chỉ trong hai tháng ngắn ngủi không gặp mà chàng thanh niên trước mắt này tựa như đã có biến hóa rất lớn, uy áp đột nhiên tăng lên mấy cấp độ. Bí thư Triệu yên tâm, chuyện mà Hâm Đạt chúng tôi đã hứa hẹn thì tuyệt sẽ không thất hứa. Đợi qua năm thì hạng mục này sẽ khởi công. Bên Vân Lĩnh thì chúng tôi đã trao đổi xong rồi, chủ yếu là còn lo động tác quá lớn sẽ mang đến những phiền toái không cần thiết. Chu Hâm vội vàng nói. Cũng không cần phải rón ra rón rén như vậy, hạng mục cũng đã được quốc gia đã phê chuẩn rồi, lặng lẽ cũng tốt nhưng nếu cực đoan quá thì sẽ biến thành mờ ám, sai lầm đó. Triệu Quốc Đống cười cười, liếc nhìn lại công trường một cái rồi quay lại. Tốt lắm. Tôi hy vọng tập đoàn Hâm Đạt có thể cố gắng mở rộng sang ngành sản xuất cán dát kim loại màu. Các ngành công nghiệp, thượng du, mặc dù trọng yếu nhưng giá trị gia tăng cao thì lại thường ở ngành công nghiệp, hạ du, tôi mong một tập đoàn xí nghiệp dân doanh như Hâm Đạt có ánh mắt nhìn sâu xa hơn và theo đuổi cao hơn, phấn đấu nâng cao kỹ năng để sản xuất được những sản phẩm cao cấp, thực hiện được đột phá về chất. Andy, chú thích. Cộng các ngành công nghiệp, thượng du, là khai thác trực tiếp từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Cộng các ngành công nghiệp, hạ du, là các ngành chế biến, sản xuất các thành phẩm cuối cùng. Cảm ơn sự quan tâm và mong đợi của Bí thư Triệu, tập đoàn Hâm Đạt nhất định cố gắng làm tốt dựa theo chỉ thị của ngài. Chu Hâm liên tục gật đầu, khẩu khí của Triệu Quốc Đống rất lớn nhưng yêu cầu đưa ra quả thực cũng là điều tập đoàn Hâm Đạt muốn làm được. Xí nghiệp dân doanh muốn đứng vững trong ngành công nghiệp, thượng du, thì phải xác lập được vị trí không thể xâm phạm. Nhưng đúng như lời Triệu Quốc Đống nói. Nếu như tập đoàn Hâm Đạt muốn chứng minh được rằng mình khác với xí nghiệp nhà nước thì nhất định phải thực hiện được đột phá, chẳng những phải chứng minh mình về công nghiệp, thượng du, mà còn phải làm từ những sản phẩm, hạ du. Đoàn người vừa bàn bạc vừa đi về phía cổng, Lưu Triệu Quốc và Trương Bồi Lễ đều cố ý bước chậm lại để cho Chu Hâm đi riêng với Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu, những lời mà thị trưởng Trung phát biểu trên buổi bình chọn nhân vật kinh tế của đài CCTV rất hùng hồn, cũng rất khích lệ người nghe. Chu Hâm vừa quan sát sắc mặt của Triệu Quốc Đống vừa cẩn thận cân nhắc ngôn từ. Ừ, thị trưởng Dược Quân rất có tài ăn nói, danh tiếng còn đè trên cả Mã Hóa Đằng, đây đúng là niềm tự hào của Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống rất thản nhiên, Chu Hâm đột nhiên đề cập tới đề tài này chắc chắn là có thâm ý. Nhưng mà bí thư Triệu, tôi nghe nói trên tỉnh có không ít người phản đối thị trưởng chung đó. Chu Hâm hạ thấp giọng nói. Ồ, hình như Tổng Giám đốc Chu nghe được điều gì chăng? Triệu Quốc Đống cười nhạt liếc Chu Hâm. Ha ha, bí thư Triệu, những xí nghiệp như chúng tôi thì chỗ nào cũng đều đi lại, tin tức ở đâu cũng nghe được chút ít, có đôi khi có thể nghe được nhiều hơn ngài một chút. Chu Hâm ngẩng mặt nói. Mặc bọn họ nói đi, mồm là ở trên người bọn họ, chúng ta cũng không quản được mà đúng không? Triệu Quốc Đống nói một cách thờ ơ. Nhưng mà, bí thư Triệu, có lãnh đạo lại nói mang tính châm chích đó.
Chu Hâm không ngờ Triệu Quốc Đống lại có thái độ như vậy, trong lòng lại càng kiên định hơn. Ai? Triệu Quốc Đống hỏi dửng dưng. Một vị ở nhà Tây. Chu Hâm cắn răng nói. Bước chân Triệu Quốc Đống khẽ khựng lại một chút rồi ngay lập tức lại khôi phục như thường, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt. Có khả năng Tổng Giám Đốc Chu hiểu nhầm rồi. Ngài phải tin tưởng, thái độ của tỉnh ủy An Nguyên từ trước tới giờ đều nhất trí. Ha ha, cũng phải, cũng phải. Có thể là tôi hiểu nhầm rồi, nếu không thì cũng là do tôi nghe không toàn diện. Chu Hâm chợt tươi cười rồi vội vàng nói. Ừ, chẳng qua cũng xin đa tạ Tổng Giám Đốc Chu đã quan tâm tới Ninh Lăng chúng tôi, nếu rảnh rỗi xin tới Ninh Lăng nhiều. Bây giờ căn cơ của Hâm Đạt ở Ninh Lăng rồi, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Lăng chúng tôi rất hoan nghênh Tổng Giám Đốc Chu quang lâm đó. Triệu Quốc Đống dừng bước lại, chia tay ra nói sâu xa. Có việc xin liên hệ nhiều. Nhất định, nhất định. Chu Hâm cũng đưa tay ra bắt tay Triệu Quốc Đống, liên tục gật đầu. Trở lại trên xe, Triệu Quốc Đống liền rơi vào trầm tư, vị nào ở nhà Tây. Xem ra vẫn còn có người không chịu an phận, dính dáng đến tranh chấp lợi ích nên điều này cũng khó trách. Những cơn ba đào từ việc bảo đảm giá nhà xây dựng tạo ra dường như không chỉ dừng lại ở Ninh Lăng thậm chí không chỉ giới hạn ở An Nguyên. Rất nhiều người coi lời phát biểu của Trung Dược Quân trên buổi lễ bình chọn nhân vật kinh tế của đài CCTV là bày tỏ công khai quan điểm của mình. Ngay cả Lưu Thác cũng gọi điện thoại tới nhắc nhở mình không nên rêu rao quá mức, rất nhiều chuyện có thể làm nhưng không nên nói, ví như một lá cờ tiên phong có tác dụng tuyên truyền đến quần thể như CCTV thì dù có được sự ủng hộ dân ý nhưng chưa chắc đã có lợi cho bản thân mình. Đối với mình chưa chắc đã có lợi nhưng lại có thể giành được ấn tượng tốt đẹp của Trung Dược Quân. Triệu Quốc Đống không nhịn được mỉm cười, Trung Dược Quân bây giờ cũng hiểu được chiêu thức ấy rồi, chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không trách đối phương mà ngược lại, Trung Dược Quân có can đảm bày tỏ công khai thái độ như vậy thì trên thực tế đó chính là ủng hộ và tín nhiệm với mình. Sự tín nhiệm này không chỉ giống quan điểm tâm đầu ý hợp mà là một loại tán thành thực lực của mình, đây là một hiện tượng tốt. Triệu Quốc Đống nhớ trước kia từng có người nói rằng, một khi anh được người tán thành, hơn nữa còn có một đám người tự giác tự nguyện xoay quanh chủ trương và quan điểm của anh, hình thành một vòng tròn quần thể, vậy thì khi đó anh có thể sẽ có được mị lực làm lãnh tụ quần thể đó. Triệu Quốc Đống không cho rằng hiện giờ mình đã có được mị lực đặc biệt đó nhưng hắn hy vọng bản thân mình có thể không ngừng tiến bước về phương diện này. Trung Dược Quân dần dần đã dựa sát vào bên mình, cũng không phải vì mình là bí thư thị ủy hay là thường vụ tỉnh ủy mà quan trọng hơn là vì quan điểm của mình đã từ từ được hắn tiếp nhận. Từ không hoàn toàn thừa nhận cho đến thừa nhận, quá trình này rất từ từ cũng rất gian nan nhưng lại rất ổn định. Sắp sang năm mới rồi, Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một hơi, không biết chừng một chu kỳ biến động mới đang chờ ở phía trước, chẳng ai có thể nói rõ được người nào có biến động hay không, trong lòng Triệu Quốc Đống không rõ, ngay cả đối với bản thân mình thì hắn cũng không chắc được bao nhiêu. Mình không có khả năng làm lâu dài ở Ninh Lăng, hắn đã sớm chuẩn bị tư tưởng này. Nhưng dù sao mình cũng vừa mới kiêm nhiệm thường vụ tỉnh ủy chưa được bao lâu, nói chung thời gian một năm cũng khá thích hợp, hay nói cách khác nếu không có gì ngoài ý muốn thì nửa cuối năm nay hẳn là mình sẽ phải rời khỏi Ninh Lăng rồi. Hơn nữa dựa theo thông lệ thì nhiều khả năng mình sẽ phải rời khỏi An Nguyên, dù sao kinh nghiệm công tác của mình gần như chưa từng tách rời khỏi An Nguyên, mặc dù có một đoạn lên bộ năng lượng công tác nhưng thời gian thực sự quá ngắn. Thời gian còn có hơn nửa năm, mình có thể bày mưu nghĩ kế tốt một chút. Lên kế hoạch cho Ninh Lăng trong tương lai tốt một chút. Đoán chừng trong mấy ngày tới thì các số liệu chỉ tiêu kinh tế sẽ được đưa ra, trong tháng 11 vừa rồi thì kinh tế Ninh Lăng tăng trưởng 106%, lại lập nên kỷ lục mới, dự đoán tháng 12 có khả năng cũng không kém nhiều lắm, nếu như không có gì bất ngờ thì GDP cả năm vượt qua 100 tỷ là một kết cục chắc chắn. Thành tích huy hoàng như vậy sẽ mang đến cho mình điều gì? Triệu Quốc Đống cũng không chắc chắn, ở trong chính trị thì thực sự quá khó nói. Một vài biến hóa vi diệu cũng sẽ mang đến những biến số không thể lường trước được. Vị ở nhà Tây kia chỉ e cũng giống như vậy, tin đồn về việc hắn phải đi cũng đã sớm lan truyền rồi, thậm chí còn như thật, cứ như là vừa tỉnh giấc là sẽ biến thành sự thật, nhưng một khi chưa có tin tức xác thực đưa xuống thì sợ rằng ngay cả chính hắn cũng rất băn khoăn. Bày tỏ quan điểm của mình vào thời điểm này cũng là một cách tỏ thái độ, chẳng qua đó chỉ là lời nói trong một vài trường hợp mà thôi, vừa chưa có chính sách. Cũng không có ký tên chấp thuật, chẳng lẽ lại chờ tới ngày hắn đi rồi, người đi trà lạnh, đến lúc đó còn ai tới so đo với hắn. Có lẽ đây là một ngụ ý truyền tới thông qua một góc độ khác. Trong lòng Triệu Quốc Đống chợt động, cẩn thận suy ngẫm một chút nhưng lại vẫn không chắc chắn. Quyển 16, chương 89.
Tháng 1 năm 2005 cứ lặng lẽ tới, càng vào cuối năm thì Ninh Lăng lại càng bận rộn và huyên náo hơn, trái ngược với những mưa gió trên thị trường bất động sản, tổng thể nền kinh tế Ninh Lăng vẫn đạp gió rẽ sóng như trước, một đường đi về trước. Ninh Lăng Nhật Báo công bố, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã xác định kế hoạch cụ thể xây dựng nhà xã hội năm 2005, nửa năm đầu sẽ lần lượt khởi công 4.500 hộ, trong đó chủ yếu là ở khu Hà Nam thuộc quận Tây Giang, nửa năm cuối sẽ khởi công xây dựng 2.000 hộ, chủ yếu tập trung tại quận Đông Giang. Bản quy hoạch đã chứng minh chính quyền thị xã Ninh Lăng dốc hết sức lực đẩy mạnh ý tưởng xây dựng nhà xã hội. Cùng lúc đó, Ninh Lăng Nhật Báo cũng công bố chế độ mua và thuê nhà xã hội phù hợp với kinh tế. Điều này đã dẫn tới sự thảo luận sôi nổi ở khắp thị xã Ninh Lăng. Ninh Lăng tựa như là dùng phương thức này để chứng minh mình sẽ kiên quyết thực hiện lời hứa với chính phủ, tự mình áp đặt lên bản thân trước tiên. Tin tức này thậm chí còn được Sina, Thiên Hạ, Sohu và Netis cùng giới truyền thông mạng thảo luận nhiệt tình, không ít cư dân mạng đều comment ủng hộ sáng kiến này. Triệu Quốc Đống vốn có thói quen ghi chép lại những tin tức và tiêu điểm trên mạng, nắm giữ xu hướng trào lưu. Ví dụ như Sina và Thiên Hạ, đương nhiên còn có Thiên Nhai. Ninh Lăng đã đi bước đầu tiên trong việc xây dựng nhà xã hội, rất nhiều nhà phát triển bất động sản đang hoạt động ở Ninh Lăng đều giữ thái độ im lặng, tựa như đang quan sát xem chính quyền thị xã Ninh Lăng có thể thực hiện được hay không. Nhưng đến khi Ninh Lăng Nhật Báo đăng quy hoạch thực thi cụ thể trên trang đầu thì lại có không ít người như đứng trên đống lửa. Triệu Quốc Đống thậm chí còn thấy một topic, Triệu Quốc Đống, rốt cuộc là ngài muốn làm gì? Trên diễn đàn bản địa, yêu Ninh Lăng, có không ít bài comment từ đả kích cho tới biện bác, không ai nhường ai. Chẳng qua xem kỹ thì cũng không có bao nhiêu công kích cá nhân mà phần nhiều đều là tranh luận về phát triển thị trường bất động sản ở Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cũng tập trung xem xét không ít thời gian, đánh giá xem nên nổ súng vào doanh nghiệp bất động sản nào, đây cũng coi như là tìm một niềm vui thú. Các số liệu kinh tế của Ninh Lăng được đưa ra lại hấp dẫn sự chú ý từ khắp nơi. Năm 2004 GDP của Ninh Lăng đạt 102,1 tỷ, chính thức trở thành thành viên câu lạc bộ 100 tỷ, GDP bình quân đầu người vượt qua 18.000 tệ, doanh thu tài chính vượt trên 14 tỷ, thu nhập của cư dân thành thị có thể được trên mốc 8.000 tệ, tăng trưởng 28%, thu nhập dòng của nông dân bình quân trên 4.000 tệ, biên độ tăng trưởng càng khiến người ta sợ hãi khi đạt tới 33.4 chỉ tiêu tăng trưởng đều phá vỡ kỷ lục trong lịch sử, không hổ là quán quân toàn quốc. Trong 4 chỉ tiêu GDP, doanh thu tài chính, thu nhập của cư dân thành thị, bình quân thu nhập dòng của nông dân thì ngoài tổng GDP và doanh thu tài chính do kém số lượng dân cư nên vẫn chênh lệch lớn với Ando, còn 2 chỉ tiêu còn lại thì đã gần áp sát với Ando rồi. Nếu như nói năm ngoái Ninh Lăng trở thành quán quân tăng trưởng kinh tế toàn quốc là bởi vì cơ số thực tại quá thấp, nhưng đến năm nay tiếp tục đạt quán quân, GDP vượt mốc 100 tỷ, tỏ rõ sức mạnh vượt trội, lưng cũng ưỡn thẳng hơn rất nhiều. Ninh Lăng đã bỏ xa Vĩnh Lương đứng thứ 3 và Hoài Khánh đứng thứ 4 lại phía sau. So với sự phát triển nhanh chóng, mãnh liệt của Ninh Lăng thì ngoài Hoài Khánh, Đường Giang và Tân Châu coi như vẫn duy trì được các tiêu chuẩn tốt, còn kinh tế mấy thành thị còn lại của An Nguyên phát triển khá nghèo nàn. Nhất là đà tăng tốc của Vĩnh Lương lại trượt dốc trước nay chưa từng có, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 2,8%, cũng tạo ra một kỷ lục mới. Đường Giang cũng trở thành một viên Minh Châu khác. Với tăng trưởng kinh tế đạt 47% đoạt ngôi Á quân chỉ thấp hơn Ninh Lăng, đương nhiên theo như lời Vưu Liên Hương mà nói thì năm 2004 kinh tế Đường Giang chỉ khôi phục được tăng trưởng một chút sau nhiều năm trì trệ, chưa nhìn ra điều gì cả. Nhưng người ngoài nhìn vào thì lại cảm thấy lời của Vưu Liên Hương quá khiêm tốn, ngay cả khi Nhâm Vi Phong và Triệu Quốc Đống gặp Vưu Liên Hương lên tỉnh họp cũng đều nói vui rằng nàng quá giả tạo. Bí thư Triệu, đoàn người chủ nhiệm Mã tới rồi. Vân Duệ bước vào văn phòng thì mới phát hiện Triệu Quốc Đống đang nhìn ra ngoài cửa sổ tới xuất thần, mưa đông giả dích ngoài cửa sổ làm cho không khí trở nên lạnh lẽo, loại thời tiết này khá hiếm thấy ở Ninh Lăng nhưng lại có lợi cho nông nghiệp. Trải qua một mùa đông ấm áp nên khi mọi người tưởng rằng khí hậu có thể chuyển sang ấm áp thì không khí lạnh đột nhiên ập tới khiến nhiệt độ giảm vài độ. Mã Đạo Thành chủ nhiệm phòng nghiên cứu sản nghiệp thứ 3, phụ nghiên cứu kỹ thuật kinh tế và sản nghiệp kinh tế. Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô Quốc gia nhận lời mời của chính quyền thị xã Ninh Lăng tới điều tra nghiên cứu. Triệu Quốc Đống khá coi trọng đơn vị nghiên cứu trực thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia này, đoàn Mã Đạo Thành gồm 5 người tới Ninh Lăng điều tra nghiên cứu, chủ yếu tiến hành điều tra thực địa sự phát triển ngành sản nghiệp thứ 3 ở Ninh Lăng, tìm ra nguyên nhân mấu chốt và đối sách ngành sản nghiệp thứ 3 chiếm tỷ lệ quá thấp trong tổng GDP của Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống cảm thấy rất hứng thú với điều này.
ND, ngành sản nghiệp thứ ba là những ngành công nghiệp phục vụ cho cuộc sống và sản xuất. Chủ nhiệm Mã, mời ngồi, mời ngồi. Triệu Quốc Đống ra tận cửa phòng chờ đón khiến đoàn người Mã Đạo Thành cũng khá bất ngờ. Sau buổi lễ bình chọn nhân vật kinh tế của đài CCTV thì thị xã Ninh Lăng trở nên nổi tiếng, hiệu ứng chấn động đến nay vẫn còn chưa hết dư âm. Mặc dù là do thị trưởng Trung Dược Quân xuất đầu lộ diện nhưng ai cũng biết vị thường vụ tỉnh ủy An Nguyên kiêm bí thư thị ủy Ninh Lăng này mới chính là hạt nhân phát triển kinh tế Ninh Lăng. Sau khi hàn huyên một lúc thì Triệu Quốc Đống dẫn đoàn người vào phòng tiếp khách, khách chủ chia nhau ngồi xuống. Mã Đạo Thành cũng là người thẳng thắn, sau khi nói mấy câu liền trở lại chuyện chính, nói rằng lần này bọn họ đến Ninh Lăng một tuần để tìm hiểu tình hình và nắm cơ bản xong sẽ chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Tiến hành phân tích, chỉnh sửa hệ thống cơ cấu kinh tế Ninh Lăng và hiện trạng phát triển ngành sản nghiệp thứ ba, tranh thủ đưa ra được đánh giá và đối sách mang tính tổng hợp vào năm sau. Chủ nhiệm Mã, cảm ơn các ngài đã quan tâm đến sự phát triển của Ninh Lăng. Mặc dù kinh tế Ninh Lăng chúng tôi đạt được tiến triển nhảy vọt nhưng kết cấu tổng thể lại không cân đối, các ngành sản nghiệp thứ hai công nghiệp và kiến trúc phát triển khá nhanh nhưng tương đối yếu. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã chúng tôi cũng đã nghiên cứu, suy xét xem làm như thế nào để xúc tiến ngành sản nghiệp thứ ba phát triển thêm một bước, làm cho tổng thể kinh tế Ninh Lăng chúng tôi được cân xứng. Đây cũng là một vấn đề mà Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Lăng chúng tôi cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc trong năm nay. Tôi rất muốn nghe ý kiến của ngài. Thái độ thân thiện, cởi mở của Triệu Quốc Đống khiến Mã Đạo Thành rất hài lòng, vị thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ninh Lăng còn khá trẻ tuổi này đã tạo ấn tượng rất tốt với hắn. Đối phương không hề lên mặt sĩ diện giống như một vài cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi khác, cũng không giống đám cán bộ lãnh đạo thích làm ra vẻ thâm trầm. Biểu hiện của đối phương vừa đầy thành ý lại thẳng thắn, không hề giấu giếm khuyết điểm hay không chịu sửa chữa, nói thẳng ngành sản nghiệp thứ ba là điểm yếu trong nền kinh tế Ninh Lăng. Thậm chí sẽ gây ảnh hưởng đến việc phát triển tổng thể kinh tế Ninh Lăng bước tiếp theo. Bí thư Triệu, phân tích, đánh giá cụ thể thì còn phải đợi sau khi trở về Bắc Kinh nghiên cứu, thảo luận nghiêm túc thì mới có thể có được. Tư liệu mà phía Ninh Lăng cung cấp cho chúng tôi rất đầy đủ và xác thực, sang năm tôi nghĩ là chúng tôi có thể đưa ra được cái gì đó chuẩn xác. Mã Đạo Thành do dự một chút, tựa hồ là cảm giác Triệu Quốc Đống thực sự là muốn tìm hiểu và giao lưu với hắn nên thản nhiên nói. Đương nhiên, tôi có thể nói một vài ý kiến và nhận định của cá nhân tôi trước, chỉ có điều chúng ta xem như là trao đổi riêng tư. Ha ha, chủ nhiệm Mã, ngài quá khách khí rồi, đây chỉ là một cuộc giao lưu giữa chúng ta chứ không đại biểu ý kiến chính thức gì cả. Ngành sản nghiệp thứ ba của Ninh Lăng vốn tồn tại rất nhiều bạc nhược và thiếu sót, đây là sự thật. Triệu Quốc Đống mỉm cười nói. Bí thư Triệu, thực tế thì qua mấy ngày nay chúng tôi cũng hiểu được khái quát sự phát triển ngành sản nghiệp thứ ba của Ninh Lăng. Tôi cảm thấy Ninh Lăng cũng không phải là không có điểm sáng ở phương diện này, tỉ như sự phát triển ngành tài chính của Ninh Lăng là một minh chứng rõ ràng, hệ thống tín dụng giành được thành tựu nổi bật khiến ngành tài chính nghênh đón một hoàn cảnh và cơ hội cực tốt để phát triển, đây là một ưu thế lớn của Ninh Lăng. Cộng thêm sự trỗi dậy của ngành du lịch và văn hóa cũng khiến người ta phải vui mừng, ngành du lịch của bốn huyện Tây Giang, Thổ Thành, Hoa Lâm, Vân Lĩnh tăng tốc rất nhanh. Nhất là ngành văn hóa của Tây Giang và Thổ Thành cũng đã có một vài đặc sắc nhưng tổng thể mà nói thì lại không quá cân bằng, mấy quận, huyện khác thì tụt hậu rõ ràng. Ví như ngành Logistics, dịch vụ thương mại gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, trung tâm Logistics Trường Phú được thành lập thì chắc chắn sẽ kéo được ngành Logistics của Ninh Lăng lên một nấc thang mới, những điều này đều đáng chờ đợi. Triệu Quốc Đống gật gật đầu, hắn biết Mã Đạo Thành còn chưa nói hết. Đương nhiên. Ngành sản nghiệp thứ ba của Ninh Lăng cũng tồn tại một vài thiếu sót rõ ràng, nhất là khi ngành sản nghiệp thứ hai phát triển với tốc độ cao thì ngành sản nghiệp thứ ba rõ ràng là không theo kịp tiết tấu. Mã Đạo Thành chuyển đề tài. Chẳng hạn như vị trí địa lý của Ninh Lăng rất đẹp, cùng với An Đông, Tương Tây trở thành trung tâm thương mại mậu dịch và phân phối vật tư thiên nhiên. Nhưng biểu hiện của Ninh Lăng hiện tại lại giống như một thành thị công nghiệp mới trỗi dậy, kinh doanh, ăn uống, vận chuyển, kho bãi và ngành logistics còn khá kém. Nhất là những ưu thế thiên nhiên của trung tâm thương mại mậu dịch lại không được đề cao, điều này rất dễ hình thành nên cục diện tới Ninh Lăng kiếm tiền và đến An Đô tiêu tiền. Như chúng ta đều biết, ngành kinh doanh bán lẻ và ăn uống chẳng những có thể mang đến cơ hội lao động dồi dào mà còn có thể khiến cho nền kinh tế thị trường được phồn vinh, tiến thêm một bước thúc đẩy ngành sản nghiệp thứ nhất và thứ hai phát triển. Vậy nhưng ở điểm này thì Ninh Lăng lại chưa có quy hoạch và lợi dụng tốt, đây là một điều đáng tiếc rất lớn. Triệu Quốc Đống thầm than trong lòng. Không hổ là cao nhân, chỉ mới đến vài ngày mà đã dò xét được đầu mối,
lưu thông thương mại mậu dịch không phát triển chính là uy hiếp lớn nhất của ngành sản nghiệp thứ ba ở Ninh Lăng. Mặt khác, ngành công nghiệp và xây dựng của Ninh Lăng phát triển khá nhanh, nhưng những yếu tố đồng bộ với công nghiệp như thiết kế công nghiệp, thiết kế kiến trúc, thông tin tư vấn, dịch vụ máy tính, ngành bất động sản, phát triển rõ ràng tụt hậu. Nhất là ngành bất động sản đã phơi bày tình trạng trì trệ cực kỳ bất hài hòa, hích, xin thứ cho tôi nói thẳng, điều này cực không thích ứng với trình độ phát triển kinh tế tổng thể của Ninh Lăng. Mã Đạo Thành biết lời này có thể sẽ khiến đối phương mất lòng nhưng nếu một khi đã nói chuyện thẳng thắn và chân thành thì hắn sẽ nói ra hết những gì muốn nói. Quyển 16, chương 90. Không khí trong phòng tiếp khách chợt đình trệ lại, cả gian phòng trở nên yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả thư ký Vân Duệ ngồi ở trong góc cũng theo bản năng liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái. Thị trường bất động sản vốn là một đề tài rất mẫn cảm, mà đối với Ninh Lăng mà nói thì điều này lại càng rõ ràng. Nhưng sắc mặt của Triệu Quốc Đống lại không thay đổi mà thậm chí còn hơi mỉm cười gật đầu tỏ vẻ tán thành quan điểm của đối phương, điều này làm cho tâm tình của Vân Duệ và trưởng ban bí thư Toàn Lực Trí cùng đi cũng thoáng trầm tĩnh lại. Bọn họ cũng biết Triệu Quốc Đống không phải là người lòng dạ hẹp hòi nhưng đề tài này thực sự quá mẫn cảm, bên trong thị xã cũng đều húy kỵ chuyện này, người bình thường đều không dám đề cập tới đề tài này trực tiếp, không ngờ lại bị một lời của Mã Đạo Thành vạch trần. Chủ nhiệm Mã, xem ra các ngài rất thấu triệt tình hình Ninh Lăng chúng tôi, sự phát triển ngành sản nghiệp thứ ba của Ninh Lăng chúng tôi đích thực còn tồn tại rất nhiều thiếu sót. Đúng như ngài đề cập, ngành bất động sản cũng gợi ra không ít tranh luận, bên trong thị xã chúng tôi cũng vì thế mà ý kiến không đồng nhất, ngay cả tôi là một bí thư thị ủy mà cũng có cảm giác đau đầu, làm như thế nào để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển một cách hợp tác và kiềm chế giá nhà đất tăng cao một cách thất thường vẫn luôn là một nan đề quấy nhiễu thị ủy chúng tôi. Nhất là theo đà phát triển kinh tế tốc độ cao thì hàng loạt dân cư từ bên ngoài ồ ạt tiến vào nên cũng mang đến áp lực rất lớn cho giá nhà đất bản địa của chúng tôi. Tôi cũng muốn nghe quan điểm của chủ nhiệm Mã về điểm này một chút. Mã Đạo Thành định thần lại, há hốc miệng một lúc, đối phương không hề tức giận hay không thèm trả lời mà lại chủ động đề cập đến vấn đề này một cách thẳng thắn và đầy hào hứng, như vậy lại tạo cho Mã Đạo Thành một cơ hội rất tốt. Hiện giờ rất nhiều người đang tranh luận xem có nên liệt ngành bất động sản làm ngành sản nghiệp chủ đạo của nền kinh tế quốc dân hay không, điểm này thì chúng ta tạm thời miễn bàn nhưng tầm quan trọng của ngành bất động sản thì lại không thể nghi ngờ. Nó có tác dụng lôi kéo rất lớn đối với ngành công nghiệp hạ du, ví như sắt thép, xi, măng, vật liệu xây dựng. Hơn nữa cũng là một nguồn cung cấp thuế cực kỳ sung túc, đó là cái thứ yếu, mấu chốt chính là nằm ở vấn đề nhà ở liên quan đến hàng vạn gia đình, có thể nói là phát động toàn diện. Mã Đạo Thành cũng rất muốn điều tra người đã khởi xướng lên cái vấn đề đầy phong ba này cho nên cũng tốn khá nhiều tâm tư. Bây giờ mức sinh hoạt của nhân dân không ngừng được đề cao, trong bốn nhu cầu cơ bản của con người như ăn, mặc, ở, đi lại thì hiện giờ hai cái đầu đã không còn là vấn đề nữa rồi mà, ở, với, đi lại thì lại càng trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý của dân chúng. Đi lại thì còn tốt một chút, dù sao cũng có thể lựa chọn nhiều phương thức đa dạng, còn, ở, thì lại không tốt cho lắm. Nhà cửa là một sản phẩm khá đơn nhất, hơn nữa đối với một gia đình bình thường thì đây có thể coi là một cuộc chi tiêu mang tính duy nhất, nếu nói là vốn liếng, của cải thì cũng không quá. Với lại theo đà phát triển kinh tế thì mức tiêu dùng của người dân cũng xuất hiện sự khác biệt và phân hóa, yêu cầu về nhà ở cũng không giống nhau, dẫn tới sự sai khác về nhu cầu, làm như thế nào thị trường bất động sản phát triển phồn vĩnh đủ để thỏa mãn những nhu cầu khác nhau mà lại thực sự phải bảo đảm được nhu cầu nhà ở cơ bản của giới thu nhập thấp. Đây là một vấn đề cần phải nắm giữ cân bằng, tôi tán đồng ý kiến của thị trưởng Chung, về điểm này thì chính phủ rất có triển vọng để làm. Triệu Quốc Đống mỉm cười đầy hứng thú, hắn có thể nghe ra đây là đối phương bôi mật lên người mình trước, chẳng qua bất cứ bước ngoặt nào bên dưới thì còn phải, nghe họ nói và xem họ làm, mới được. Nhưng tôi cảm thấy, chính phủ có triển vọng làm, cũng không có nghĩa là tham gia toàn diện vào thị trường bất động sản, càng không có khả năng thay thế được thuộc tính hàng hóa, thuộc tính bản chất của nhà đất. Đương nhiên nó cũng là sản phẩm công cộng, trong tình hình đặc biệt thì cần phải có sự can dự và bảo đảm của chính phủ, nhưng đây không phải là chủ yếu, tôi luôn cho là như vậy. Mã Đạo Thành cảm giác Triệu Quốc Đống có hơi phản đối nhưng hắn vẫn kiên trì nói quan điểm của mình ra. Ninh Lăng đã có động tác rất lớn trong việc xây dựng nhà xã hội, tôi cảm thấy đây là chuyện tốt nhưng tại sao lại tạo thành đòn đánh đau vào sự phát triển của thị trường bất động sản như vậy? Tôi cho rằng ở nhiều phương diện thì chính phủ vẫn có thể làm được một ít công tác, hơn nữa cũng hoàn toàn có thể khiến thị trường bất động sản phồn vinh mà vẫn bảo đảm được nhu cầu nhà ở dành cho giới thu nhập thấp, việc này không mâu thuẫn. Không, chủ nhiệm Mã,
vấn đề này vẫn luôn quấy nhiễu chúng tôi, nếu chủ nhiệm Mã có cao chiêu có thể giải quyết thì tôi xin rửa tai lắng nghe. Triệu Quốc Đống khẽ ngửa người một chút. Giải quyết vấn đề thì không dám nói, tôi chỉ nói một vài quan điểm của bản thân mình từ việc phát triển ngành sản nghiệp thứ ba thôi, chưa chắc đã áp dụng được với bất cứ địa phương nào, cũng không nhất định đã chính xác. Mã Đạo Thành nói với giọng bình tĩnh. Mấu chốt chính là sự phân hóa, phân chia nhu cầu nhà ở của các tầng lớp, gặp cản trở khi dùng giá nhà đất để bảo đảm, giới thu nhập thấp gặp khó khăn khi mua nhà thương phẩm. Có thể dùng nhà xã hội để giải quyết nhưng cá nhân tôi có khuynh hướng nên chủ yếu dựa vào giá nhà đất để giải quyết, như vậy vừa có thể giải quyết được vấn đề những người không có năng lực để mua nhà, vừa lại không tạo thành những đòn đánh quá lớn đối với thị trường bất động sản. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, trên thực tế hắn cũng không quá tán thành nhà xã hội, hơn nữa nhà xã hội cũng rất dễ dẫn đến những hiện tượng hủ bại. Trên thực tế tôi cho rằng với tình trạng phát triển kinh tế trước mắt của Ninh Lăng thì thị trường bất động sản không cần phải có xu thế này. Kinh tế Ninh Lăng đang phát triển với tốc độ cao, hàng loạt hạng mục và xí nghiệp đều đổ dồn tới nên cũng tự nhiên hình thành quần thể giới thu nhập cao và giới thành phần tri thức. Bọn họ cũng chiếm tỷ lệ khá trong xã hội, nhà thương phẩm khá có sức hấp dẫn sức thu mua đối với những người này, nhưng bây giờ nhóm phát triển bất động sản lại thấy lo lắng và không hiểu gì về quyết sách của chính phủ, do đó mới xuất hiện tình trạng trước mắt. Tôi cảm thấy chính phủ có thể ra mặt làm sáng tỏ chính sách, ổn định thị trường, ví như bày tỏ rõ thái độ trong việc kiến thiết các công trình cơ sở công cộng do chính phủ đầu tư. Tôi nghĩ thị trường bất động sản Ninh Lăng hoàn toàn có khả năng phát triển theo một con đường hài hòa và lành mạnh. Triệu Quốc Đống mỉm cười, mặc dù hắn cũng tán thành nhiều quan điểm của vị Mã chủ nhiệm này nhưng hắn có thể khẳng định đối phương chắc chắn là nhận lời ủy thác của người khác tới làm thuyết khách, tất nhiên cũng không loại trừ bản thân vị Mã chủ nhiệm này cũng tán thành quan điểm đó. Rồi nhân cơ hội trao đổi ý kiến với mình để bày tỏ quan điểm, cũng coi như là một phương thức xuống thang mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được. Chủ nhiệm Mã, đúng là, một buổi đàm đạo còn hơn 10 năm đọc sách, tôi thấy chính quyền chúng tôi quả thực còn một số việc phải làm, một thị trường bất động sản phồn vinh, hài hòa phù hợp với lợi ích của dân chúng cũng chính là điều mà chính quyền chúng tôi muốn được nhìn thấy. Triệu Quốc Đống cười nói, chúng tôi sẽ nghiên cứu công tác về phương diện này một cách nghiêm túc. Cất bước đoàn người Mã Đạo Thành xong, Triệu Quốc Đống cũng Tăng Lệnh Thuần trở lại văn phòng, Tăng Lệnh Thuần chú ý tới vẻ mặt đăm chiêu của Triệu Quốc Đống nên hỏi dò. Bí thư Triệu, vị Mã chủ nhiệm này có phải là thuyết khách hay không vậy? Sao tôi cảm thấy vị này giống như là đến đây chỉ vì chuyện này vậy? Triệu Quốc Đống liếc Tăng Lệnh Thuần một cái, tính cách vị trưởng ban thư ký này khá đạm bạc, mặc dù lúc đầu mình một lòng muốn nâng hắn lên vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy nhưng cuối cùng lại không thể như ý nguyện. Bao quốc uy tới nhưng Tăng Lệnh Thuần cũng không bận tâm gì nhiều lắm, thậm chí còn duy trì quan hệ khá tốt với bao quốc uy, theo Triệu Quốc Đống thấy thì cán bộ lãnh đạo thời nay mà còn có thể giữ được tấm lòng và tâm trí như vậy thì thật hiếm thấy. Ngay cả chính bản thân mình cũng không thể làm được trình độ này, chỉ bằng vào điểm này thì cũng đủ coi đây là một đồng liêu đáng tin cậy rồi. Chẳng qua Tăng Lệnh Thuần cũng có chút dị nghị về việc Triệu Quốc Đống cực lực đẩy mạnh kế hoạch xây dựng nhà xã hội. Nhưng hắn biết nắm bắt một cách chừng mực nên chỉ bày tỏ bất đồng quan điểm khi hai người trao đổi ý kiến riêng. Đến khi Triệu Quốc Đống tỏ rõ quan điểm của mình hơn nữa còn tỏ ý kiên trì thì cuối cùng Tăng Lệnh Thuần cũng đứng về bên Triệu Quốc Đống. Sự đảo ngược như vậy không phải là không có lập trường mà là do hắn có cảm giác tin cậy vào Triệu Quốc Đống. Điều này đã được chứng minh vô số lần rồi, nhất là chuyện kiến thiết con đê sông Tây Giang trước trận Hồng Thủy năm 98 hồi xưa thì lại càng khắc sâu ấn tượng trong lòng Tăng Lệnh Thuần. Ha ha, ít nhiều cũng có ý đó, có thể hiểu được nhưng cũng không thể không nói quan điểm của Mã Đạo Thành cũng có đạo lý. Thị trường bất động sản mà tiêu điều thì không phù hợp với quy luật thị trường, nhất là khi kinh tế Ninh Lăng đang tăng trưởng cao thì lại càng không ăn khớp. Đương nhiên điều này cũng đồng dạng không phù hợp với nguyện vọng của thị xã Ninh Lăng chúng ta cũng hy vọng tìm được một biện pháp giải quyết vẹn toàn đôi bên mà. Triệu Quốc Đống nói liền một hơi. Đúng như lời của Mã Đạo Thành nói. Chúng ta còn một số việc phải làm. Nhưng mà bí thư Triệu, có không ít người phê bình chúng ta, nói Ninh Lăng chúng ta đang đảo lộn thương mại hóa nhà đất, nói chúng ta nên dồn sức để làm sao để nâng cao thu nhập của giới thu nhập thấp, chứ không nên dồn tâm tư trợ giúp nhà đất cho giới thu nhập thấp. Trước mặt Triệu Quốc Đống thì Tăng Lệnh Thuần chẳng hề che giấu gì cả. Ngôn từ rất sắc bén, sâu cay. Hừ, đấy là cái đám, ngồi nói chuyện không ngại đau lưng, nâng cao thu nhập cho giới thu nhập thấp. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, tại sao chúng ta không thể cùng làm từ hai đầu chứ? Triệu Quốc Đống nói một cách lạnh nhạt. Hệ số Gini của nước ta không ngừng tăng lên,
số liệu hiện tại đã tỏ rõ tình trạng nguy hiểm rồi, làm như thế nào để giải quyết vấn đề này, muốn đạt được mục đích cùng lúc là không hiện thực, chỉ có thể dùng phương pháp tổng hợp, vừa nâng cao thu nhập nhưng đối với quần thể yếu kém, năng lực bản thân bị giới hạn, không thể thay đổi vận mệnh của bản thân thì chính phủ phải đảm trách việc trợ giúp bọn họ cải thiện điều kiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, để cho bọn họ cảm thấy tính ưu việt của xã hội chủ nghĩa xã hội. Tôi cho rằng tài chính của thị xã Ninh Lăng chúng ta có đủ năng lực về phương diện này, cần phải nêu cao lá cờ đầu đẩy mạnh chính sách có lợi cho dân chúng này. Andy, hệ số Gini dùng để biểu thị độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Nông thôn Hoa Tây có thể làm được, một bí thư chi bộ như Ngô Nhân Bảo mà còn có thể lãnh đạo một tốp người đứng lên thì tại sao Ninh Lăng chúng ta không thể làm được? Cứ coi như trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn thực hiện được thì chẳng lẽ chúng ta không thể đi thử từng bước sao? Mấy câu nói sau cùng của Triệu Quốc Đống tràn đầy khẳng khái, hùng hồn. Quyển 16, chương 95. Vừa xem báo vừa chờ các thường vụ khác tới, Triệu Quốc Đống đọc được tin trên tờ Nhật báo Nhân dân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Trung ương Chư Hiền đi thăm các gia đình khó khăn ở các tỉnh Thiểm Bắc, Dự Trung, Cống Tây, Tương Hồ, Kiềm Nam, Điền Nam. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần này chính là hội nghị cuối cùng trong năm của tỉnh ủy An Nguyên nhưng nội dung hội nghị cũng là rất quan trọng cho nên thời gian diễn ra dự tính trong một ngày. Đọc hết tin, Triệu Quốc Đống gõ gõ vào tờ báo trong tay và nói. Trưởng ban Hàn, trưởng ban chưa đi một vòng quanh An Nguyên chúng ta nhưng lại không đặt chân đến An Nguyên, đây có phải là ám chỉ gì không? Lần này trưởng ban chưa nhận chỉ thị của Trung ương đến thăm quần chúng khu vực khó khăn, yêu cầu đảng ủy. Chính quyền địa phương cần phải giúp người dân khó khăn có cái Tết yên vui, đồng thời cũng yêu cầu đảng ủy, chính quyền phải cân nhắc giải quyết vấn đề nghèo khó cho dân chúng, yêu cầu phải có quy hoạch hữu hiệu từ chế độ đến thể chế. Hàn Độ vừa mở sổ xem vừa nói. Xem ra Trung ương năm nay rất quyết tâm giúp các nơi khó khăn nên mới chuyên môn yêu cầu trưởng ban chưa đi một vòng lớn. Trưởng ban chưa đi từ Tương Tây tới Kiềm Đông, tới Điền Tây nhưng không tới An Nguyên chúng ta, có lẽ là cảm thấy An Nguyên chúng ta phát triển hơn. Số người dân thuộc diện nghèo khó giảm mạnh đây mà. Nhâm Vi Phong đến sớm hơn thường lệ góp lời. Làm phó chủ tịch thường trực tỉnh nên y khá nhạy cảm với vấn đề này. An Nguyên vẫn có một bộ phận huyện nghèo khó chủ yếu tập trung ở Thông Thành, Thiên Châu, Nam Hoa cùng với Lam Sơn. Ninh Lăng trước đây vốn cũng là khu vực có nhiều huyện nghèo của An Nguyên nhưng sau mấy năm phát triển nên đã nhanh chóng thay đổi. Ví dụ Hoa Lâm trước đây là huyện nghèo cấp quốc gia nhưng giờ đã đứng thứ ba toàn Ninh Lăng. Quốc Đống, Ninh Lăng các cậu làm rất tốt ở phương diện này. Tôi đề nghị cậu sau khi về có thể cùng Lỗ Năng điều tra một chút về việc Ninh Lăng làm như thế nào giúp quần chúng thoát nghèo, giàu lên. Tôi chỉ chính là vấn đề hệ thống không phải là từng hộ riêng lẻ, nếu có kinh nghiệm tốt thì có thể tiến hành phổ biến trong toàn tỉnh. Hắc Mộng Hiệp cũng góp lời. Việc giúp dân chúng giàu có lên về tổng thể mà nói chính là phát triển kinh tế. Nếu không phải một hai năm nay Ninh Lăng phát triển nhanh, đủ tài chính. Xây dựng cơ sở vật chất nhiều và đầu tư nhiều cho mấy huyện như Thương Hóa, Phong Đình thì tôi nghĩ mấy huyện này muốn thoát nghèo có lẽ phải tốn thêm nhiều thời gian nữa. Ninh Sâm hít một hơi thuốc và nói. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là quan niệm của lãnh đạo ở vấn đề này, có đặt việc giảm nghèo lên vị trí quan trọng không? Trưởng Ban Hắc cùng Bí Thư Đinh nói rất có lý. Ninh Lăng nếu không phải do kinh tế hai năm nay thay đổi hẳn, qua đó cũng mới có đủ tài chính giúp đỡ khu vực khó khăn. Giúp bọn họ giải quyết những vấn đề tự bản thân không thể giải quyết, tăng lên khả năng tự tái tạo của bọn họ. Ví dụ như xây dựng cơ sở vật chất thì muốn dựa vào chính bọn họ còn phải chờ 3 năm nhưng nếu chờ không chừng cơ hội phát triển sẽ qua đi. Vì thế Ninh Lăng chúng tôi cũng tăng cường đầu tư cho mấy huyện khó khăn này, từ xây dựng cơ sở vật chất đến giáo dục cũng đều đầu tư khá lớn, giúp mấy huyện cải thiện hoàn cảnh đầu tư, cuối cùng làm bọn chúng thực hiện việc tự cải tạo máu của mình. Ninh Lăng ở một góc, điều kiện các quận huyện khác nhau khá lớn. Tôi thấy quận Tây Giang cùng huyện Hoa Lâm đều thuộc top 10 quận, huyện của tỉnh, Tây Giang còn lọt vào top 5, khu khai phát Ninh Lăng cũng có giá trị sản lượng gần bằng khu công nghệ cao An Đô. Nhưng GDP hai huyện Thương Hóa, Tào Tập lại không bằng 1/3 Tây Giang, dân cư lại gấp 2 Tây Giang, đây là phát triển không cân bằng. Nhâm Vi Phong mở mấy tờ số liệu trong sổ và nói. Ninh Lăng năm nay có dự tính gì để thay đổi sự mất cân đối này? Cũng có chút ý tưởng, thị ủy chúng tôi mới điều chỉnh lại bộ máy Tào Tập cùng Thương Hóa, ngoài ra thị xã cũng dự định tăng cường giúp đỡ hai huyện này phát triển, nhất là ưu tiên ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất và đưa vào các hạng mục. Ví dụ như Tào Tập là huyện có truyền thống về trồng dược liệu, mấy năm gần đây việc trồng nguyên liệu cũng dần thành hình nhưng quá đơn nhất,
hơn nữa không kết hợp được nhiều với các công ty, ở điểm này huyện cũng đã và đang tìm đầu mối. Triệu Quốc Đống sớm có cân nhắc ở vấn đề này nhưng hắn không ngờ Nhâm Vi Phong lại hiểu rõ về tình hình phát triển kinh tế không cân đối của Ninh Lăng như vậy. Mấy người đang thỏa luận khá náo nhiệt, bên ngoài lục tục có tiếng bước chân vang lên. Tôn Liên Bình cùng Tề Hoa vừa nói chuyện vừa đi tới. Thấy mọi người thảo luận khá sôi nổi, Tôn Liên Bình có chút tò mò nói. Quốc Đống, có chuyện gì mà thảo luận sôi nổi như vậy? Bí thư Tôn, chúng tôi đang thảo luận trưởng ban chư sao đi một vòng quanh các tỉnh mà lại không tới An Nguyên chúng ta. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ tờ báo trong tay. Vậy đã có kết quả thảo luận gì chưa? Tôn Liên Bình nói. Kết quả chính là công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh ta làm rất tốt, số dân thuộc diện nghèo khó giảm mạnh nên Trung ương không xếp An Nguyên chúng ta vào đối tượng này. Quốc Đống, Ninh Lăng rất có kinh nghiệm trong công tác này vì thế cũng nên tiến hành phổ biến, làm các thị xã khác có thể tham khảo. Tôn Liên Bình ngồi xuống vị trí của mình rồi nói. Sao hội nghị thường ủy hôm nay chúng ta lại chưa đông đủ nhỉ? Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ ý trong câu nói của Tôn Liên Bình. Tôn Liên Bình này bây giờ nghe nói có quan hệ khá tốt với thị trưởng Quan Kinh Sơn. An Đô năm nay coi như thoát được cảnh liên tục tụt dốc, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt đến 6,8%. Mặc dù kém hơn trung bình toàn tỉnh nhưng đây cũng là tiến bộ hơn so với thời Miêu Trấn Trung. Cũng vì như vậy nên tâm trạng của Tôn Liên Bình khá tốt. Không ai đáp lời Tôn Liên Bình, thứ nhất câu hỏi này không thích hợp, thứ hai đáp lời không chừng sẽ làm mọi người không thoải mái. Chưa tới có mấy vị, ngoài hai lãnh đạo chủ yếu ra cũng chỉ có Miêu Trấn Trung, Dương Kính Quang, còn có tư lệnh quân khu An Nguyên, Ba Kiên Cường. Tôn Liên Bình nói rõ rằng là nhằm vào Dương Kính Quang. Làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, theo lệ Dương Kính Quang phải là người tới đầu tiên. Dương Kính Quang và Miêu Trấn Trung cùng xuất hiện làm các thường vụ có chút bất ngờ. Chẳng qua Dương Kính Quang vừa vào phòng hội nghị đã cười nói vài câu khiến không khí trở nên tích cực hơn. Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên xuất hiện cũng là tuyên bố bắt đầu hội nghị. Ba Kiên Cường xin phép, 12 thường vụ tỉnh ủy còn lại đều tới đông đủ. Tốc độ tăng trưởng năm ngoái của An Nguyên đạt 14,8%. Chỉ thấp hơn Sơn Đông cùng Thiên Tân, một lần nữa kéo gần khoảng cách với hai tỉnh top 5 là tỉnh Ký, Dự, nhưng khoảng cách với Chiết Giang càng lúc càng lớn. Chiết Giang đã đột phá mức GDP 1,2 ngàn tỷ, vượt An Nguyên gần 200 tỷ, ưu thế của khu vực Duyên Hải càng lúc càng rõ ràng. Mà tình hình phát triển không cân bằng ở An Nguyên càng lúc càng rõ ràng. Trong 10 quận, huyện có GDP đứng đầu toàn tỉnh, An Đô chiếm 3 vị trí đầu tiên, Miên Châu, Kiến Dương, Vĩnh Lương có 1, Ninh Lăng, Hoài Khánh có 3, mà 8 thành phố, thị xã còn lại không có một quận, huyện nào lên bảng. Nhưng top 10 quận, huyện năm nay cũng xuất hiện thay đổi rõ ràng. Miên Châu, Kiến Dương cùng Vĩnh Lương vốn có 2 huyện thì lại mất 1, thay vào đó là do Hoài Khánh từ một quận, huyện chuyển thành 2 quận, huyện. Còn Ninh Lăng thoáng cái đoạt 2 vị trí, quận Tây Giang thậm chí còn vọt tới vị trí thứ 5 chỉ thấp hơn 3 quận, huyện của An Đô cùng quận Cẩm Thành, Miên Châu. So sánh tình hình kinh tế toàn tỉnh có thể thấy GDP của 6 thành phố, thị xã gồm An Đô, Ninh Lăng, Hoài Khánh, Vĩnh Lương, Miên Châu, Kiến Dương đã chiếm trên 70% GDP toàn tỉnh, nếu thêm Tân Châu cùng Lam Sơn thì 8 nơi này có GDP trên 85% toàn tỉnh, nói cách khác 6 thị xã còn lại chỉ chiếm gần 15% GDP toàn tỉnh. Sự mất cân bằng này làm tỉnh ủy An Nguyên rất lo lắng, có thể nói cục diện phát triển kinh tế của An Nguyên vẫn kéo dài từ thời đại cuối những năm 90. Ngoài Ninh Lăng là trường hợp đặc biệt khi nhảy đến vị trí thứ 2 toàn tỉnh ra thì mấy thị xã khác gồm Thông Thành, Thiên Châu cùng với Vinh Sơn, Lô Hóa đều chậm phát triển, nó tạo áp lực cực lớn cho đảng ủy, chính quyền địa phương. Làm như thế nào giải quyết vấn đề này là vấn đề khó khăn đối với tất cả mọi người có mặt ở phòng hội nghị. Quyển 16, chương 9-16. Nhâm Vi Phong trình bày tình hình phát triển kinh tế toàn tỉnh trong năm 2004 có thể nói là đã chú ý mọi mặt. Đồng thời cũng có trọng tâm nói đến những vấn đề còn tồn tại, phân tích có thể nói rất chính xác. Hiện tượng phát triển không cân bằng vẫn rất nghiêm trọng nhưng không có nhiều thay đổi. Thông Thành, Thiên Châu cùng với Vinh Sơn, Lô Hóa phát triển chậm là điều mà tỉnh ủy cần phải nghiêm túc nghiên cứu, bốn thị xã này làm như thế nào tìm được con đường phát triển phù hợp với bọn họ cũng là đề tài cần nghiên cứu. Nếu không mấy nơi như An Đô, Ninh Lăng dù có thể phát triển hơn nữa cũng chỉ tăng sự mất cân bằng trong tỉnh. Nhâm Vi Phong nhíu mày nói. Tôi nói không phải là nói láo, căn cứ phân tích, đánh giá của Viện Nghiên cứu Chính sách Ủy ban tỉnh thì các khu vực khó khăn thường tụ tập tài nguyên đến nơi phát triển hơn.
Ando là tỉnh thành in không nói, tôi lấy Ninh Lăng làm ví dụ. Do hai năm nay Ninh Lăng có tốc độ phát triển nhanh nên mấy thị xã xung quanh như Nam Hoa, Thông Thành, thậm chí mấy thị xã lân cận ở tỉnh Tương đều có xu hướng tụ tập tài chính, hạng mục. Tới Ninh Lăng, nó làm giảm sức cạnh tranh của khu vực đó. Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh cũng đã tiến hành điều tra về hạng mục công nghiệp, dịch vụ của Ninh Lăng, tìm hiểu xem vì nguyên nhân gì mà các công ty lại lựa chọn Ninh Lăng chứ không phải các nơi khác. Nguyên nhân có rất nhiều nhưng tổng hợp lại thì chỉ có mấy điểm. Thứ nhất là hoàn cảnh đầu tư ưu việt, hệ thống phục vụ kiện toàn, đây là nguyên nhân chính là tất cả các hạng mục chọn đầu tư vào Ninh Lăng. Thứ hai là có đầy đủ các công ty liên quan đến lĩnh vực mà bọn họ định đầu tư vào. Thứ ba là cơ sở vật chất đầy đủ. Trong ba nhân tố này thì nhân tố thứ được tất cả các lãnh đạo công ty thống nhất, cũng cho rằng đây là nhân tố chủ chốt. Sau khi về Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Viện Nghiên cứu Chính sách Ủy ban tỉnh đã tiến hành phân tích rõ về hoàn cảnh đầu tư và hệ thống phục vụ, sau đó mời các công ty đánh dấu vào các điểm mà bọn họ thấy đúng. Kết quả thu thập chia làm vài loại theo tôi thấy có ý nghĩa tham khảo cho các nơi khác trong toàn tỉnh. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Nhâm Vi Phong. Hắn hoàn toàn không biết Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Viện Nghiên cứu Chính sách tỉnh rất tự nhiên làm trò trước mặt mình mà mình hoàn toàn không biết gì. Hoàn cảnh đầu tư ưu việt, hệ thống phục vụ kiện toàn nghe thì không rõ ràng nhưng cẩn thận phân tích lại thấy rất thật. Viện Nghiên cứu Chính sách đã tiến hành hỏi rất chi tiết về cái này. Các công ty và nhà đầu tư cho rằng Ninh Lăng đã xây dựng hệ thống tín dụng đi đầu cả nước. Hơn nữa nhiều công tác mang tính trụ cột đã thành hình khiến việc vay vốn đơn giản hơn, nhanh chóng hơn, làm hiệu suất làm việc của bọn họ được đề cao lên nhiều. Nhâm Vi Phong xem ra rất tán thành điểm này. Các nhà đầu tư cho rằng chính quyền địa phương có thể nói đã kiên quyết loại bỏ tình hình chung ở nhiều nơi chính là lúc mời vào thì sốt sắng, lúc đưa được hạng mục vào lại hạch sách. Ở điểm này tôi thấy rất nhiều chính quyền địa phương các nơi cần phải suy nghĩ. Ninh Lăng trong việc thu hút đầu tư cũng không hề đưa ra bao nhiêu ưu đãi ở thuế, đất đai, điểm này tất cả các nhà đầu tư đều nhất trí nói như vậy, cũng là điều bọn họ lên án nhất. Nhưng tại sao bọn họ vẫn đầu tư vào Ninh Lăng? Nhâm Vi Phong nói đến đoạn kích động nên không nhịn được vung bút lên. Câu trả lời chỉ có một, đó chính là ưu thế ở các nhân tố khác đã triệt tiêu chênh lệch ở phương diện này, cho nên bọn họ sau khi cân nhắc liền chọn Ninh Lăng. Nói cách khác, Ninh Lăng dùng hoàn cảnh mềm của mình mà thắng được các hạng mục chứ không phải dựa vào ưu thế giá đất, miễn giảm thuế trong mấy năm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Ninh Lăng có tốc độ phát triển nhanh, thu tài chính cũng không hề giảm bớt. Còn vài nơi khác tuy GDP tăng nhanh nhưng thu tài chính xa xa không bằng tốc độ tăng trưởng của GDP. Giọng Nhâm Vi Phong khá mãnh liệt làm tất cả các vị thường vụ đều bị hấp dẫn. Ngoài ra các công ty đều nhất trí cho rằng tình hình an ninh trật tự tốt đẹp, giá nhà đất ổn định, các trò giải trí phong phú, không khí nhân văn cũng là các nhân tố tạo thành hoàn cảnh đầu tư ưu việt. Bởi vì chỉ khi đủ các nhân tố này mới có thể hấp dẫn nhân tài, công nhân lành nghề tới các công ty đó làm việc. Nhâm Vi Phong càng nói càng kích động đến độ gần như muốn đứng lên. Nhưng thật ra Triệu Quốc Đống có chút lo lắng Nhâm Vi Phong khen Ninh Lăng cao như vậy không khéo hội nghị này thành hội nghị kể công Ninh Lăng. Mà tôi cảm thấy những nhân tố này tại các nơi khác không được lãnh đạo chủ yếu coi trọng. Bọn họ luôn suy nghĩ làm như thế nào dùng giá nhân công rẻ, giá đất rẻ, chính sách miễn thuế mấy năm còn có cả cung ứng điện, nước miễn phí để hấp dẫn các nhà đầu tư, mà mấy thứ này Ninh Lăng bây giờ rất ít dùng. Tôi thấy đó chính là chênh lệch, dù ở tình huống như vậy mà năm ngoái số vốn đầu tư bên ngoài của Ninh Lăng thậm chí còn cao hơn Ando. Đây chẳng lẽ không phải điều đáng để lãnh đạo chủ yếu các nơi suy nghĩ sao? Tôn Liên Bình hơi tái mặt, tay cũng ngừng ghi chép. Y biết tính cách của Nhâm Vi Phong, đối phương không phải nhằm vào Ando nhưng việc Ninh Lăng thu hút đầu tư hơn cả Ando chính là nỗi đau của Y. Ando là tỉnh thành có hơn 10 triệu dân, 16 quận, huyện, được xưng là thành phố có sức hấp dẫn, sức cạnh tranh nhất khu vực đất liền mà việc thu hút đầu tư không bằng một thị xã như Ninh Lăng, đây chính là nỗi nhục cho cả Ando. Tên Triệu Quốc Đống mặc dù đang cúi đầu nhưng không chừng hắn đang rất đắc ý. Nhưng người ta có tư cách này. Nghĩ vậy Tôn Liên Bình không khỏi nhíu mày và nghĩ suy nghĩ về nhất định phải nhắc nhở Quan Kinh Sơn. Mình đã cho đối phương đủ quyền lực, cũng cố gắng ủng hộ, nếu năm nay kinh tế Ando không phát triển hơn nữa thì chỉ sợ mình phải lên tiếng. Nhâm Vi Phong không chú ý tới câu nói của mình chạm vào nỗi đau của Tôn Liên Bình. Y vẫn đắm chìm trong đoạn lời nói của mình. Thay đổi của Ninh Lăng cũng chính là trong mấy năm nay. Dù Hoàng Lăng có chuyện nhưng tôi cho rằng thời đại Hoàng Lăng coi như đã tạo trụ cột tốt cho sự phát triển của Ninh Lăng.
Đồng chí Triệu Quốc Đống sau khi tới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã mang lại biến hóa đáng mừng cho Ninh Lăng. Ninh Lăng 2 năm liền có tốc độ phát triển đứng đầu cả nước, thị trường Trung Dược Quân cũng là nhân vật tiêu biểu được CCTV bình chọn, đây là sự khẳng định đối với công tác của tỉnh ta. Đương nhiên Ninh Lăng vẫn tồn tại vài vấn đề trong phát triển. Vừa nãy tôi và Quốc Đống cũng trao đổi qua, sản nghiệp thứ 2 của Ninh Lăng phát triển rất nhanh nhưng sản nghiệp thứ 3 phát triển khá chậm, nó không có lợi cho sự phát triển của Ninh Lăng. Nói xong một tràng dài, Nhâm Vi Phong nâng chung trà nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Bí thư Ứng, Chủ tịch Tần, tôi cảm thấy nếu nói năm trước Ninh Lăng có tốc độ phát triển đứng đầu cả nước là do trụ cột thấp thì biểu hiện trong năm nay của Ninh Lăng coi như chính thức chinh phục giới truyền thông. Ninh Lăng cũng là thị xã đầu tiên của khu vực đất liền đột phá GDP 100 tỷ. Có Quốc Đống ở đây nếu chúng ta không giải phẫu một chút đúng là phí phạm, coi như giải phẫu nguyên nhân phát triển của Ninh Lăng, coi như giải phẫu một con chim sẻ đi. Câu cuối của Nhâm Vi Phong làm không khí trở nên tích cực hơn, tất cả mọi người đều trêu Triệu Quốc Đống làm con chim sẻ. Ứng Đông Lưu cũng cười cười. Nói thật biểu hiện năm vừa rồi của Ninh Lăng rất tốt. Nhâm Vi Phong nói đúng, năm 2003 Ninh Lăng có tốc độ phát triển đứng đầu cả nước, Ứng Đông Lưu lên Bắc Kinh họp vẫn nghe người khác nói này nói kia cho rằng Ninh Lăng có trụ cột thấp, tăng trưởng cao tới đâu cũng chỉ là thằng cao trong đám lùn. Nhưng năm nay thì khác. Thứ nhất Trung Dược Quân được lên CCTV làm nhân vật kinh tế tiêu biểu của năm, GDP của Ninh Lăng cũng đột phá 100 tỷ, thu tài chính đột phá 14 tỷ. Nhưng vầng hào quang của Ninh Lăng lại đối lập với mấy thị xã như Thông Thành, Thiên Châu, Vinh Sơn, Lô Hóa làm Ứng Đông Lưu rất lo lắng. Nếu không thể nhanh chóng phát triển kinh tế cho mấy thị xã này thì sự phát triển kinh tế, xã hội của An Nguyên khó có thể được Trung ương tán thành. Đôi khi Ứng Đông Lưu cũng lo lắng có phải nên điều chỉnh công việc của Triệu Quốc Đống. Để hắn làm phó chủ tịch phụ trách công nghiệp, giao thông để giúp đỡ mấy nơi kia phát triển hay không? Quyền 16, chương 9-17. Hội nghị thường ủy kéo dài tới 5 giờ mới kết thúc, buổi trưa các thường vụ ăn ngay tại nhà ăn tỉnh ủy, sau đó nghỉ nửa tiếng rồi tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế trong năm 2005 của tỉnh. Theo đề nghị của Nhâm Vi Phong và sự đồng tình của các thường vụ, Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể nói về ý nghĩ và ý tưởng khi mình làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Hắn cũng không giấu gì mấy, những người đang ngồi đều có nhiều kinh nghiệm, nói qua loa chỉ bị coi thường mà thôi. Hắn đầu tiên nói về những gì mình nghe thấy và cảm nhận được khi ở trên bộ năng lượng về ngành năng lượng mới và tài liệu mới vẫn còn mơ hồ ở Trung Quốc, được bộ máy thị ủy Ninh Lăng nhất trí nên đã tích cực phát triển hai ngành này cùng với việc nâng cao hoàn cảnh đầu tư toàn thị xã. Ninh Lăng thiếu các công ty nhà nước lớn nên chỉ có thể lựa chọn phát triển kinh tế tư nhân làm chính. Mà trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của kinh tế tư nhân chính là tài chính và rào cản về chính sách cho nên Ninh Lăng mới bắt đầu từng bước xây dựng hệ thống tín dụng, lợi dụng tài nguyên chính quyền để giúp đỡ xây dựng một hệ thống tín dụng quy phạm cho khối kinh tế tư nhân, đồng thời phối hợp với các ngành tài chính để làm cầu nối giữa khu vực kinh tế tư nhân và hệ thống tài chính, qua đó thúc đẩy kinh tế tư nhân Ninh Lăng phát triển. Các thường vụ mặc dù cũng biết con đường phát triển của Ninh Lăng khá rộng, cũng biết nhiều hạng mục lựa chọn đầu tư vào Ninh Lăng nhưng Ninh Lăng dựa vào gì để khiến nhiều công ty đến Ninh Lăng như vậy thì không quá rõ. Ngoài Ninh Lăng hiểu tương đối rõ Thượng Hải của Ninh Lăng ra những người khác cũng không hiểu quá rõ. Đoạn phát biểu của Triệu Quốc Đống cũng làm cho các thường vụ cảm thấy hắn không chỉ có hư danh. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm đưa Ninh Lăng đứng thứ 2 toàn tỉnh về kinh tế cũng không phải là ngẫu nhiên mà đoạt được. Nói ai cũng có thể nói, cải thiện hoàn cảnh đầu tư, hấp dẫn vốn đầu tư bên ngoài. Chỉnh đốn tác phong làm việc, thay đổi kết cấu sản nghiệp, những khẩu hiệu đó ai cũng nói ra, mỗi người cũng có thể trình bày từ 1 đến 2 tờ giấy ở việc này. Nhưng làm cụ thể ra sao, anh thực hiện như thế nào thì phải xem năng lực thực tế của anh. Ngay cả Tôn Liên Bình cũng thấy có lợi không ít từ lời nói của Triệu Quốc Đống. Y không thể không thừa nhận về vấn đề phát triển kinh tế thì mình có chênh lệch không nhỏ với đối phương. Không ít điểm đối phương nói làm Tôn Liên Bình thấy giật mình. Nếu Ando có thể tham khảo phổ biến thì không chừng sẽ thấy hiệu quả ngay. Mãi cho tới khi Triệu Quốc Đống rời đi, Ứng Đông Lưu mới khẽ thở dài một tiếng. Một nhân tài như vậy mặc dù có chút tính cách nhưng nhân tài chính thức ai không có cá tính. Ứng Đông Lưu có chút nuối tiếc là do Triệu Quốc Đống vẫn công tác ở An Nguyên, về cơ bản không đi ra ngoài. Thời gian hắn làm việc ở Bộ Năng lượng là quá ít gần như không tính tới. Điều này cũng có nghĩa Triệu Quốc Đống không thể công tác quá lâu ở An Nguyên nữa. Nếu không Ứng Đông Lưu đúng là muốn thay đổi vị trí của Triệu Quốc Đống. Tề Hoa là người làm việc theo quy củ, một người đến giờ làm hơn nữa theo Ứng Đông Lưu thấy đây là người hay do dự.
Ứng Đông Lưu không thích tính cách như thế này. Nhìn như vô tư nhưng theo Ứng Đông Lưu thấy đây là biểu hiện của việc đầu cơ. Ứng Đông Lưu thà đồng ý phân công một cán bộ có thể thường xuyên chống đối mình, chỉ cần người đó đưa ra được lý do hợp lý chứ y không muốn dùng cán bộ không có nguyên tắc. Đợt điều chỉnh tới mặc dù chưa đến ngay nhưng làm bí thư tỉnh ủy nên có vài động tác của Trung ương thì Ứng Đông Lưu sớm biết. Mặc dù bây giờ còn chưa rõ ràng nhưng dựa vào kinh nghiệm và nhạy cảm nhiều năm, Ứng Đông Lưu biết Tần Hạo Nghiên nhất định sẽ đi. Tần Hạo Nghiên ở An Nguyên đúng là quá lâu, nói thật khi lên làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên thì Ứng Đông Lưu đã nghĩ rằng Trung ương có thể điều Tần Hạo Nghiên đi mà bố trí người khác tới làm chủ tịch tỉnh, nhưng kết quả Tần Hạo Nghiên lại làm quyền chủ tịch tỉnh, sau đó bỏ chữ quyền. Bây giờ xem ra lúc ấy Trung ương suy nghĩ không nên điều chỉnh quá lớn ở An Nguyên, nhất là khi Yến Nhiên Thiên đi, Miêu Trấn Trung rời khỏi An Đô, Tôn Liên Bình tới. Chẳng qua bây giờ tình hình về cơ bản đã ổn định, An Đô năm nay phát triển kinh tế cũng đã đi vào quỹ đạo, đó chính là lúc cân nhắc việc điều chỉnh bộ máy An Nguyên. Mình sẽ không có thay đổi, như vậy chỉ có thể điều chỉnh Tần Hạo Nghiên. Hơn nữa Ứng Đông Lưu cũng biết Tần Hạo Nghiên thật ra hy vọng rời đi. Từ phó chủ tịch tỉnh tới phó chủ tịch thường trực tỉnh tới chủ tịch tỉnh còn muốn tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy ở một nơi về cơ bản là không có. Địa phương, trung ương, địa phương, trung ương, địa phương, trung ương, địa phương khác, địa phương, đây là con đường cơ bản của cán bộ. Làm một chỗ ở một nơi, không sang nơi khác hoặc lên trung ương làm vừa không phù hợp nguyên tắc tổ chức, vừa dễ sinh ra biến chất. Tần Hạo Nghiên đi, Nhâm Vi Phong rất có thể sẽ thay thế. Mặc dù Miêu Trấn Trung và Tôn Liên Bình có vị trí đứng trước Nhâm Vi Phong trong tỉnh ủy nhưng Ứng Đông Lưu biết Trung ương không quá hài lòng với hai người này. An Đô phát triển quá chậm, mãi tới năm nay coi như miễn cưỡng có biến hóa nhưng mặc dù là như vậy vẫn còn kém khá lớn so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của tỉnh, biểu hiện đúng là khó để người ta phục. Chỉ tiếc thời gian Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy là quá ngắn, lý lịch còn ít. Nếu không khi Nhâm Vi Phong làm chủ tịch tỉnh, Triệu Quốc Đống đến làm phó chủ tịch thường trực tỉnh là quá thích hợp. Nghĩ đến đây Ứng Đông Lưu không khỏi lắc đầu. Nếu không phải khả năng Triệu Quốc Đống tiếp tục ở lại An Nguyên là quá nhỏ, Ứng Đông Lưu đúng là có ý muốn Triệu Quốc Đống thay vị trí của Tề Hoa. Chỉ tiếc khả năng Triệu Quốc Đống rời khỏi An Nguyên trong năm nay là rất lớn. Bên ban tổ chức cán bộ Trung ương đã truyền ra ý này, hỏi ý của Ứng Đông Lưu. Mặc dù Ứng Đông Lưu kiên quyết đứng vững, yêu cầu ít nhất Triệu Quốc Đống phải công tác ở Ninh Lăng đến cuối năm, đảm bảo kinh tế Ninh Lăng đi vào quỹ đạo phát triển ổn định nhưng điều này có hiệu quả hay không cũng khó nói. Ứng Đông Lưu hy vọng Triệu Quốc Đống có thể làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đến sau tháng 10, như vậy tình hình phát triển năm 2005 của Ninh Lăng về cơ bản đã được xác định. Y muốn xem Ninh Lăng còn có thể sáng tạo kỳ tích một lần nữa hay không. Ứng Đông Lưu chuyển từ suy nghĩ về Triệu Quốc Đống sang công việc toàn tỉnh. Đoạn lời nói của Triệu Quốc Đống làm Ứng Đông Lưu rất xúc động. An Đô có định vị không rõ ràng cũng là một vấn đề. Một thành phố đặt mục tiêu làm trung tâm khu vực đất liền nếu trong một năm thu hút đầu tư bên ngoài còn không bằng Ninh Lăng đó là nỗi nhục. An Đô đặt đối tượng cạnh tranh là thị xã trong tỉnh càng là nỗi nhục lớn hơn. Với điều kiện của An Đô thì theo lý đương nhiên phải giơ cao ngọn cờ phát triển kinh tế của An Nguyên nhưng bây giờ An Đô vẫn không tìm được sự định vị chính xác của mình. Vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề này thoạt nhìn phức tạp nhưng trắng ra đó là do quan niệm của người đứng đầu. Triệu Quốc Đống nói rất thẳng và sắc bén, nhưng thực tế phức tạp làm Ứng Đông Lưu có lòng mà không đủ sức. Mặc dù trong nhiều hội nghị thường ủy Ứng Đông Lưu đã dục Tôn Liên Bình phải mở rộng tư tưởng, tiến bước lớn hơn nhưng vị phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô này lại mãi không tỏ thái độ. Quan Kinh Sơn dù là người quyết đoán nhưng khi triển khai công việc lại không thể thỏa hiệp với Tôn Liên Bình. Về việc nắm giữ quyền lực, Tôn Liên Bình và Miêu Trấn Trung thật ra có điểm giống nhau, điều này làm Ứng Đông Lưu có chút khó chịu. Trung ương chọn bí thư thị ủy An Đô đều luôn muốn ổn định nhưng lại quên An Đô phải gánh vác trọng trách làm thành phố hàng đầu của khu vực đất liền. Miêu Trấn Trung và Tôn Liên Bình có kinh nghiệm công tác phong phú, năng lực phối hợp mạnh nhưng lại không giỏi làm kinh tế, tư tưởng cổ hủ. Theo Ứng Đông Lưu thấy đây là nguyên nhân chính khiến An Đô chậm phát triển. Ngược lại Triệu Quốc Đống là người có đầu óc sáng tạo. Thành tích của Ninh Lăng đã chứng minh điểm này. Chỉ khi anh dám vứt bỏ lối suy nghĩ cũ, dám phá vỡ quy luật thông thường, dám thử thì anh mới có thể chính thức tìm ra con đường phát triển. Có lẽ do hắn còn trẻ nên không có nhiều áp lực nên mới có thể nhẹ nhàng ra trận như vậy. Nếu thật sự ném hắn tới một tầng cao hơn thì hắn có thể làm được như vậy nữa không? Ví dụ bây giờ để hắn làm bí thư thị ủy An Đô thì hắn có thể đối mặt dễ dàng đến vậy không?
Nếu mình có thể quyết định điều này, Ứng Đông Lưu sẽ không hề do dự quyết định dù là có chút mạo hiểm cũng đáng. Chẳng qua địa vị đặc thù của An Đô khiến Trung ương khi chọn ai làm bí thư thị ủy đều phải cẩn thận. Từ việc bí thư thị ủy An Đô kiêm chức phó bí thư tỉnh ủy là có thể nhìn ra được lựa chọn này là không được sai, thậm chí từ góc độ nào đó nó còn quan trọng hơn chức phó tịch thường trực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 16, chương 9-18. Triệu Quốc Đống không nghĩ lời nói của mình làm Ứng Đông Lưu suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn cũng biết năm nay mình sẽ có thay đổi. Chẳng qua nói đi cũng đúng, hắn đã làm việc ở Ninh Lăng gần 3 năm, cũng nên có thay đổi. Chẳng qua bây giờ suy nghĩ những thứ khác vẫn còn hơi sớm. Lời nói của Ứng Đông Lưu đã ám chỉ mình nửa cuối năm có thể sẽ điều chỉnh, như vậy trước khi mình đi cần phải xác định phương hướng và cơ cấu của Ninh Lăng xong, phải để Ninh Lăng có một bước phát triển nhanh chóng, ổn định trong vài năm tới. Khiến dù mình thật sự rời khỏi Ninh Lăng thì cũng duy trì được vị trí của Ninh Lăng ở khu vực Trung Tây. Công việc cần làm là rất nhiều, trong đầu Triệu Quốc Đống không khỏi suy nghĩ khá nhiều. Cơ cấu dễ dàng nhưng quan trọng nhất là sự chấp hành của cán bộ. Không có một nhóm cán bộ lãnh đạo có thể tin tưởng thì tất cả sẽ phí công. Cũng may mình ngay từ đầu đã không buông lỏng công việc ở phương diện này. Tiêu Phượng Minh bị đẩy lên làm phó bí thư thị ủy là cử chỉ đắc ý nhất của Triệu Quốc Đống, nó có thể so sánh với việc đưa Vưu Liên Hương lên làm thị trưởng Đường Giang. Việc này về cơ bản có thể đảm bảo trong vòng 3 năm tới Ninh Lăng vẫn sẽ phát triển theo hướng mình đã chọn. Mà Trung Dược Quân nếu như có thể tiếp nhận chức bí thư thị ủy Ninh Lăng sau khi mình đi là quá tốt. Triệu Quốc Đống hy vọng cơ cấu nhân sự như vậy không nên thay đổi nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định của Ninh Lăng. Về bộ máy của Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống cũng khá hài lòng. Trong các phó thị trưởng, Trúc Văn Khôi và Văn Ngạn Hoa có năng lực khá đột xuất, các thường vụ cũng khiến người ta hài lòng. Ở cấp quận, huyện, Lô Miễn Dương sau khi làm bí thư huyện ủy Thương Hóa hình như còn chưa tìm được con đường mở cục diện. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút lo lắng, tên này vốn quen làm kinh tế có thể làm người đứng đầu ở huyện có 400.000 dân không? Bây giờ y không chỉ gánh vác việc phát triển kinh tế mà còn cả phát triển xã hội. Ngược lại mấy người điều chỉnh sau như Cổ Bình Nguyên, Chu Trọng thật ra đã nhanh chóng tiến vào trạng thái. Tào Tập đã có vài biểu hiện mới, mà Đông Giang vẫn tiếp tục duy trì tốc độ phát triển tương đối cao. Giản Hồng và Chu Trọng đã rất nhanh phối hợp ăn ý cũng khiến Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm. Nếu cho mình 2-3 năm nữa, Triệu Quốc Đống tự tin có thể tạo dựng một Ninh Lăng hoàn toàn mới đứng vững ở khu vực An Đông này, chỉ tiếc khả năng này quá nhỏ. Có thể cho mình thêm thời gian một năm đã là xa vời. Trong nháy mắt đã tới cuối năm. Cuối năm chuyện rất nhiều, đối với Triệu Quốc Đống và thành viên bộ máy thị xã mà nói càng bận hơn. Mặc dù nhiều việc chỉ là hình thức nhưng anh không thể không làm. Thăm các gia đình khó khăn, các cán bộ về hưu, an ủi công nhân mất việc, thăm cảnh sát giao thông, chính sách nhân dân, thăm nhân viên các ngành điện lực, thông tin, nước, chiến sĩ quân đội, kiểm tra an toàn trước tế, việc này mặc dù chia ra từng thành viên trong bộ máy nhưng cũng rất nhiều. Ngoài ra còn các hội nghị tổng kết ở quận, huyện, cục. Ngoài đến thăm các cán bộ về hưu là Triệu Quốc Đống tự mình đi, việc khác hắn đẩy hết sang cho hai người Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh. Xong hết việc đã là chiều 30 Tết, đợt trực ban Tết này Triệu Quốc Đống được xếp đến tận mồng 7, chính là ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết. Mồng 1 giao cho Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Chính pháp Mã Nguyên Sinh trực. Đây cũng là do Mã Nguyên Sinh chủ động nhận, thành viên khác trong bộ máy có không ít người ở bên ngoài, có thể có Mã Nguyên Sinh là lãnh đạo địa phương phụ trách cũng là may. Triệu Quốc Đống lại một mình tới xem việc thi công đường vòng quanh núi Diệu Phong. Việc xây dựng ở đây diễn ra khá nhanh, đại lộ Huy Hoàng kéo dài đã hoàn thành, đèn đường cũng đã lắp đặt xong, chỉ là việc trồng cây hai bên chưa xong mà thôi. Đường vòng quanh núi Diệu Phong và đại lộ Huy Hoàng kéo dài giao nhau tạo thành hình chữ nha. Đoạn cao nhất của núi Diệu Phong chẳng qua chỉ là trên 200 mét nhưng nó là nơi cao nhất của cả khu vực bình nguyên này, cùng với hệ thực vật bảo tồn phong phú nên làm người ta thấy như tiến vào rừng sâu vậy. Công trình đường vòng quanh núi Diệu Phong đã bắt đầu được tiến hành xây dựng, đất đá được đào ra trông khá lộn xộn, những chiếc xe, máy khổng lồ thấy ở khắp nơi. Nghe nói mồng 3 sẽ thi công lại, có thể nói là giành giật từng giây. Đường Bắc Nam nối với đường vòng quanh núi Diệu Phong cũng đã có quy hoạch, nó nối với quốc lộ 915 và đại lộ Đông Phương Hồng. Cứ như vậy núi Diệu Phong trong tương lai sẽ thành trung tâm của cả đô thị Ninh Lăng, quy hoạch này đã có bây giờ chỉ chờ xây dựng. Triệu Quốc Đống bắt đầu rời đi đã là 2 giờ chiều. Xe Audi chạy về hướng Tây Giang, chuẩn bị lên cao tốc An Tương.
Có chuyện gì vậy? Cảnh trước mặt làm Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Đoạn đầu đường quốc lộ 915 và đường cao tốc đứng đầy người mang túi to, nhìn qua cũng tới mấy ngàn người. Mỗi chiếc xe khách đi qua thoáng cái là chặt kín, ai cũng hy vọng được len lên. Ngay cả cảnh sát giao thông bên đường cũng không thể không gia nhập giải tỏa để xe khách nhanh chóng chạy đi. Bành Trường Quý cũng có chút bất ngờ nhưng lập tức có phản ứng. Bí thư Triệu, chắc là người bắt xe về quê. Ninh Lăng chúng ta có nhiều công ty đến hôm nay mới nghỉ, không ít công ty thậm chí đến sáng nay mới phát lương, thưởng cho công nhân. Những người này sợ là tập trung từ trưa tới giờ. Có lẽ các bến xe của thị xã không có nhiều xe khách mấy. Việc các công ty về cơ bản tới 30 mới cho nghỉ thi Triệu Quốc Đống biết. Công ty tư nhân không thể so sánh với công ty nhà nước có thể cân nhắc chu đáo, tài chính có thể chậm trả một ngày là tốt, công việc có thể làm đầy tới ngày cuối cùng cũng tốt, tiền lương tiền thưởng phải đợi tới 30 mới phát. Cục Công an thị xã đã đặc biệt cử đội an ninh trật tự đến các điểm nhạy cảm để tuần tra, thậm chí còn liên lạc với nhiều công ty yêu cầu các công ty trả lương cho công nhân, nhân viên bằng thẻ để tránh tình trạng cướp bóc. Nhiều công ty tập trung cho nhân viên nghỉ vào ngày 30 như vậy, công nhân bên ngoài đều tập trung tới chiều để rời đi, khiến cho hệ thống vận tải hành khách thoáng cái gặp nguy cơ. Nhân viên, công nhân các công ty ở Ninh Lăng có nhiều người ở bên ngoài. Ngoài một nửa đến từ các quận, huyện của Ninh Lăng ra còn có một bộ phận tương đối lớn đến từ các thị xã xung quanh như Nam Hoa, Thông Thành, Vĩnh Lương, thậm chí là ở vài thị xã bên Tương Tây. Không ít người đều biết cuối năm bắt xe khách là khó khăn nên sớm đi mua vé. Nhưng có không ít người ôm tâm lý chờ may, cảm thấy mình ở gần Ninh Lăng nên tới lúc về mua vé hoặc chen lên đứng 1-2 tiếng là có thể về được tới nhà. Nhưng bây giờ nhiều công nhân, nhân viên tập trung như vậy đã làm cho hiện tượng tắc trở nên nghiêm trọng. Dựa vào xe khách để giải quyết vấn đề là nằm mơ. Bây giờ là cuối năm gần như xe nào cũng đầy khách, cảnh sát giao thông kiểm tra rất chặt nên không ai dám đón khách nhiều. Nếu không tăng thêm nhiều xe đúng là khó có thể giải quyết vấn đề. Triệu Quốc Đống xuống xe nhìn qua một chút và biết việc này hơi khó giải quyết. Bây giờ chưa phải lúc tập trung đông nhất, có không ít người đang thu dọn đồ đạc, tầm 3, 4 giờ còn có thể có nhiều người hơn nữa. Cảnh sát giao thông thấy xe Audi với biển quen thuộc chạy tới, một tên đội trưởng vội vàng đến chào Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống hỏi, tình hình thế nào, các anh đã báo cáo chưa? Báo cáo bí thư Triệu, chúng tôi đã báo cáo tình hình với cục trưởng Lạc vừa từ phía Đông Ninh Lăng chạy tới. Tình hình bên kia cũng rất nghiêm trọng nhưng tốt hơn bên này đôi chút. Bí thư Mã nghe nói đã đến đường giao với bên Nam Hoa xem. Quyển 16, chương 9-19. Ồ, Triệu Quốc Đống yên tâm hơn đôi chút. Nếu chuyện này hai người Mã Nguyên Sinh, Lạc Dục Thành không biết thì đó là thất trách. Mặc dù vậy nhưng việc bọn họ không báo lên cho mình cũng làm Triệu Quốc Đống có chút không hài lòng. Đang nói chuyện, điện thoại di động của hắn vang lên, là Lạc Dục Thành gọi tới. Lạc Dục Thành khi gọi cũng biết Triệu Quốc Đống đã tới đoạn giao giữa quốc lộ 915 và cao tốc An Tương nên báo cáo qua tình hình trạm phía Đông Ninh Lăng. Bên kia cũng rất nghiêm trọng, bây giờ ít nhất có hơn 200 người chưa lên được xe về nhà, nhân số đang tiếp tục tăng lên. Khách bên kia chủ yếu đi về phía Tây như Tào Tập, Hoa Lâm cùng huyện Tây Hà, Thông Thành. Lạc Dục Thành vừa gác máy, Mã Nguyên Sinh cũng đã gọi tới. Hướng từ Ninh Lăng đi Vân Lĩnh, Nam Độ, Nam Hoa càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ ít nhất có 800 người chưa lên được xe, ai cũng đầy lo lắng để hy vọng về nhà sớm. Nam Hoa là thị xã có số dân đông thứ hai toàn tỉnh chỉ đứng sau An Đô, từ trước đến giờ đây là nơi tập trung chính sức lao động của toàn tỉnh. Ninh Lăng phát triển kinh tế với tốc độ cao đã hấp dẫn nhiều người lao động Nam Hoa sang Ninh Lăng. Theo Triệu Quốc Đống biết thì 1/3 công nhân khu công nghiệp Lâm Cảng, Tây Giang là đến từ Nam Hoa, mà khu khai phát cũng có rất nhiều công nhân đến từ Nam Hoa. Theo tình hình này chỉ sợ đến 3, 4 giờ số người còn phải tăng lên vài lần, thậm chí nhiều hơn. Các bến xe Ninh Lăng hiện nay sớm đã bán hết vé, nói cách khác chỉ dựa vào các xe khách của Ninh Lăng thì căn bản không đáp ứng hết số khách này. Triệu Quốc Đống cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Xe bus trong nội thành đang không ngừng chuyển hành khách ra bên ngoài, xe đều tới các điểm giao cắt này. Nhưng công nhân, nhân viên lại thấy thất vọng, nôn nóng. Nếu không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này đúng là sẽ tạo thành vấn đề xã hội. Triệu Quốc Đống quyết định thật nhanh và gọi cho Tiêu Phượng Minh, yêu cầu y bố trí người liên lạc tới các công ty. Công ty nào có xe liền đưa tới thị ủy, do thị ủy thống nhất bố trí đến các hướng. Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Triệu Quốc Đống tính qua một chút theo tình hình này thì số người không mua vé sợ rằng trên 5.000 người,
như vậy cần từ 100 đến 150 xe mới đủ, đó là còn chưa tính người đã mua vé xe. Triệu Quốc Đống lại gọi cho phó thị trưởng, yêu cầu y liên lạc với công ty giao thông công cộng, xem có thể dành một phần xe bus hay không. Chẳng qua xe bus hầu hết có tốc độ khá chậm, thứ hai các xe này nhiều lắm chỉ chạy đến các quận, huyện lân cận mà thôi. Nghĩ vậy, Triệu Quốc Đống lại gọi cho Tằng Lệnh Thuần, yêu cầu y thông báo đến các huyện không phải tự vận chuyển chuẩn bị ít nhất 5 xe khách, trong 2 tiếng phải lên được thị xã, do thị ủy thống nhất an bài. Yêu cầu các quận, huyện, cơ quan điều xe không cần dùng của đơn vị. Có ai ngờ được số công nhân được nghỉ Tết lại tạo thành cơn sóng lớn như vậy. Ai cũng không tính được có nhiều người không mua vé đến thế. Bọn họ vốn nghĩ đây chỉ là vấn đề mấy thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Dương Thành, An Đô mới gặp phải, như Ninh Lăng cùng lắm chỉ gặp áp lực ở mấy ga tàu mà thôi. Triệu Quốc Đống cũng biết việc này thật ra không thể trách ai, ngay cả hắn cũng không ý thức được. Do các công ty đều lục tục tuyển người nên bắt đầu từ nửa đầu năm nay số công nhân từ bên ngoài tiến vào Ninh Lăng là rất nhiều. Bây giờ nhiều người tập trung vào ngày này rời đi gần như làm hệ thống giao thông của Ninh Lăng bị tê liệt. Lạc Dục Thành thở hổn hển chạy tới nhìn thoáng qua Triệu Quốc Đống và thấy yên tâm đôi chút. Việc này cũng không trách được y. Nhận được điện báo cáo, y đương nhiên không dám tùy tiện báo linh tinh, ít nhất cũng phải xem xét tình hình thực tế. Không ngờ chạy một vòng lại thấy nghiêm trọng đến vậy. Bí thư Triệu, trạm phía đông tốt hơn bên này đôi chút, tôi để một phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông chỉ huy bên đó nhưng có thể theo thời gian số người sẽ tăng nhiều. Vấn đề là bây giờ tất cả các xe khách đều đã được mua hết vé, căn bản không thể điều xe từ các công ty vận tải. Bây giờ phải lập tức nghĩ biện pháp tìm xe nếu không đúng là sẽ loạn mất. Lạc Dục Thành nói rất thẳng lại làm Triệu Quốc Đống thoáng yên tâm. Ít nhất Lạc Dục Thành khá quyết đoán, có thể lập tức nghĩ được biện pháp. Xem ra chúng ta đều không theo kịp tình hình. Năm nay Ninh Lăng có bao nhiêu công nhân từ ngoài vào, bọn họ sẽ về nhà bằng cách nào? Mấy vấn đề này chúng ta đều xem nhẹ. Ai cũng nghĩ Ninh Lăng có nhiều công nhân từ ngoài đến nhưng ai ngờ tới việc này. Triệu Quốc Đống nói là mặt Lạc Dục Thành hơi nóng lên, chẳng qua y cũng biết giờ không phải lúc để giải thích. Bí thư Triệu, đây là do chúng tôi làm không tốt, nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là giúp những người này về nhà, sợ rằng phải điều xe tới đây ngay. Ừ, coi như anh khá tỉnh táo. Tôi đã gọi cho Tiêu Phượng Minh điều xe từ các đơn vị trong thị xã, Tằng Lệnh Thuần phụ trách điều xe từ các quận, huyện, ngoài ra Trúc Văn Khôi đang chuẩn bị điều xe bus tới. Anh lập tức bố trí lực lượng cảnh sát phân loại hành khách, chờ xe tới là tổ chức sơ tán, di chuyển người ở gần trước, cố gắng làm thông dòng người tránh tích tụ. Triệu Quốc Đống nói làm Lạc Dục Thành thở dài một hơi, chỉ cần có bố trí như vậy là tốt rồi, sợ là không có biện pháp mà thôi. Khi hành khách thấy có hy vọng về nhà thì sẽ tốt hơn nhiều. Tôi sẽ lập tức đi bố trí, ngoài ra cũng điều một bộ phận cảnh sát cơ động tới duy trì trật tự. Lạc Dục Thành lấy bộ đàm liên lạc với lực lượng cảnh sát nội thành và gọi cho Mã Nguyên Sinh. Không ngoài dự đoán ngay khi xe đang được điều động thì dòng người bị tắc ở các cửa càng lúc càng tăng thêm. Triệu Quốc Đống đứng ở phía tây Ninh Lăng thì số người đã trên 1.000, bọn họ phần lớn là công nhân muốn về Thổ Thành, Kim Lương, Vĩnh Lương, nhân số không ngừng tăng lên. Cũng may cảnh sát trước đó đã bắt đầu phân loại hành khách, người đi tới An Đô, Vĩnh Lương, Kim Lương, Thổ Thành được tách ra, khi xe của thị xã điều tới liền tổ chức người lên xe sau đó khởi động đi ngay. Trung Dược Quân chạy tới phía Nam cùng Mã Nguyên Sinh phụ trách việc sơ tán người đi hướng Vân Lĩnh, Nam Hoa, áp lực bên đó không nhỏ hơn bên phía Triệu Quốc Đống, số người tụ tập đã trên 1.200 người. Cảnh sát giao thông không thể không chia người ra thành mấy hàng dài, xe vừa tới là dựa theo trình tự mà rời đi. Cũng may hành khách mặc dù rất muốn nhanh chóng lên xe nhưng thấy chính quyền và cảnh sát giao thông đứng giữa điều phối nên yên tâm hơn. Hơn nữa chính quyền bố trí xe lại không lấy tiền làm bọn họ tiết kiệm được nên cũng dần ổn định tâm lý. Cố Vĩnh Bân chạy tới trạm phía đông cùng Phó Cục trưởng Cục Công an Vân Bạc phụ trách sơ tán người đi về phía Tương Tây, Hoa Lâm, Tây Hà. Văn Ngạn Hoa đến phía Ninh Đường phụ trách thông người từ Nhược Đồng đi về phía Khuê Dương, Đông Giang. Tiêu Phượng Minh và Tằng Lệnh Thuần ở lại thị ủy phụ trách việc duy trì liên lạc giữa các điểm, điều phối xe. Hành khách phải sơ tán tới 4 giờ 30, 5 giờ có thể nói là đỉnh cao nhất là trạm phía Tây với trên 2.000 người, phía Ninh Đường cũng gần 2.000, phía Đông Ninh Lăng cũng đạt đến 1.500 người, mấy điểm khác có từ 300, 500 người. Áp lực cực lớn làm Tiêu Phượng Minh và Tằng Lệnh Thuần ở lại thị ủy như ngồi trên đống lửa. Tiêu Phượng Minh yêu cầu các đơn vị điều động tất cả xe trên 8 chỗ tới,
cố gắng luân phiên sơ tán. Còn Tăng Lệnh Thuần yêu cầu các quận, huyện tăng thêm xe đảm bảo hành khách đều về được nhà trước giao thừa. Quyển 16, chương 100. Nhìn dòng người từ từ di chuyển về trước, từng xe khách, xe bus luôn phiên đưa khách lên, mãi đến tận 6 giờ chiều dòng người mới giảm đi. Thị xã đã giảm tần suất xe bus trong nội thành mà chuyển hết các xe này tới các điểm trung chuyển bên ngoài, vận chuyển khách tới các quận, huyện xung quanh. Như vậy xe khác chủ yếu phụ trách vận chuyển khách ra ngoài, như vậy cũng giảm áp lực vận chuyển hành khách. Tốc độ xe bus mặc dù chậm một chút nhưng khoảng cách từ nội thành tới quận, huyện không quá xa, bình thường tầm tiếng là tới nơi. Phóng viên đài truyền hình tỉnh không biết nhận được tin từ đâu mà 6 giờ tối đã tới được Ninh Lăng phỏng vấn quần chúng, cuối cùng còn muốn phỏng vấn Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân nhưng bị từ chối. Cuối cùng do Phó Bí thư Thị ủy Tiêu Phượng Minh ở Thị ủy nhận phỏng vấn. Tiêu Phượng Minh cũng thừa nhận Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng không dự tính đúng cho việc này, nhất là không dự tính được các công ty ở Ninh Lăng lại tập trung cho công nhân nghỉ hết vào ngày 30 như vậy. Mà công nhân các công ty này hầu hết đến từ các quận, huyện, thị xã lân cận khiến năng lực chuyên chở của Ninh Lăng và năng lực ứng phó khẩn cấp của chính quyền Ninh Lăng gặp thử thách không nhỏ. Mà chính quyền Ninh Lăng coi như rút được kinh nghiệm từ việc này. Chính quyền đã vận dụng mọi tài nguyên vận chuyển, về cơ bản thỏa mãn nhu cầu hành khách muốn về. Đến bây giờ số hành khách đã được sơ tán đạt tới 8.000 người, trước mắt còn không đầy 1.000 người, có lẽ trước 8 giờ sẽ sơ tán hết. Thái độ thẳng thắn của Tiêu Phượng Minh làm đám phóng viên rất hài lòng. Các phóng viên đều hỏi Tiêu Phượng Minh về nguyên nhân xuất hiện tình huống này. Tiêu Phượng Minh cũng giới thiệu sự khác nhau giữa năm nay và 2 năm trước, chú trọng giới thiệu năm nay nhiều công ty ở Ninh Lăng đi vào sản xuất, tuyển dụng nhiều, có thể nói tăng gấp vài lần so với những năm trước. Hơn nữa trước đó có không ít công nhân không nghĩ tới việc đặt vé sớm, nhất là công nhân ở trong các quận, huyện của Ninh Lăng càng không dự đoán đủ, cho rằng về nhà chỉ vài chục km nên dù như thế nào cũng về được. Vì nhiều nguyên nhân nên mới tạo thành hiện tượng này. Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng đã là 8 giờ 30 tối, hầu hết khách đễ lên xe chỉ còn không đầy 200 người, có lẽ vài xe trở về là thỏa mãn hết mọi người, đưa hành khách về trước giao thừa. Triệu Quốc Đống không từ trạm phía tây Ninh Lăng lên đường cao tốc mà chọn đi quốc lộ 915. Nguyên nhân chính là do số xe chờ lên đường cao tốc ở trạm tây quá nhiều, có lẽ ít nhất hơn 10 phút mới lên được. Vì thế hắn chọn đi quốc lộ 915 qua trạm thu phí Thổ Thành rồi lên cao tốc An Tương. Lão Bành, vất vả cho anh, lát còn về nữa thì có kịp ăn giao thừa không? Xe Audi vững vàng chạy trên quốc lộ 915. Lúc này lượng xe không quá nhiều hơn nữa trời đã ngừng rơi tuyết nên xe đi khá nhanh. Bí thư Triệu, ngài nói gì vậy? Ngài bận đến bây giờ, tôi không giúp được gì chỉ có thể ngồi trên xe chờ ngài. Đưa ngài về nhà an toàn là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Nhà tôi từ 28 đã về hết, hôm nay về không chừng là nằm trên giường ngủ ngon. Liên hoan văn nghệ Tết năm nào cũng xem, cũng không có gì mới, không bằng đi ngủ sớm. Bành Trường Quý cười nói. Thật ra tôi sợ người nhà ngài đang sốt ruột chờ. Ừ, đúng như anh nói, năm nào cũng vậy, nhưng cứ qua một năm thì người Trung Quốc chúng ta không phải đều vui vẻ hơn vì cuộc sống tốt hơn sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Mấy em trai tôi đã về nhà, tôi không vội, có thể về trước 12 giờ là được. Anh về cũng phải cẩn thận vì muộn rồi, đi chậm một chút cũng được. Ai ngờ hôm nay lại nhiều người muốn về nhà như vậy. Ninh Lăng chúng ta trước đây đâu gặp việc này. Đáng lẽ chuyện này chỉ nên gặp ở thành phố lớn như An Đô mới phải, bây giờ lại diễn ra ở Ninh Lăng chúng ta đúng là ngạc nhiên. Bành Trường Quý cười ha hả nói. Bí thư Triệu, đây nói rõ kinh tế Ninh Lăng chúng ta phát triển rất nhanh, mọi người bên ngoài muốn tới Ninh Lăng làm việc, kiếm tiền. Ừ, cũng có nguyên nhân này, một phần do thị xã không dự định từ trước. Cứ như vậy thì sang năm sợ còn nghiêm trọng hơn, cũng may ngã một lần khôn một lần, sang năm thị xã sẽ có bố trí từ trước. Triệu Quốc Đống thở dài một hơi, bận suốt chiều đến độ chưa kịp uống nước. May là ngài bố trí kịp thời nếu không chờ mọi người chen chúc lại thì phiền rồi. Ồ, đèn xe Audi chiếu tới làm Bành Trường Quý thấy như có hai người đang vẫy tay, nhưng xe phía trước không dừng lại mà trực tiếp chạy đi, đêm 30 không ai muốn có rắc rối. Bành Trường Quý do dự một chút rồi giảm tốc độ. Lão Bành, xem một chút đi, đêm tối rét như vậy cũng khổ cho người ta, xem là có chuyện gì. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Đàm Trường Nhạc không nhớ rõ mình vẫy tay bao nhiêu lần nhưng không có xe nào ngừng lại, xem ra mình không có biện pháp về nhà rồi. Việc này cũng tự trách y,
người ở công ty coi như đi hết nhưng hàng tới gấp nên không thể không ở lại. Người nước ngoài không có quan niệm Tết, bọn họ chỉ hy vọng làm theo hợp đồng, nhưng nguyên liệu bên này lại vướng ở trên đường, đợt Tết tất cả đều chuyển sang vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa sẽ bị gác lại, chậm lại khiến cho công ty không thể không điều xe đi trở về. Nhân viên kỹ thuật của công ty gần như về hết chỉ còn mình y. Đàm Trường Nhạc thấy giám đốc cũng không dễ dàng, mặt hàng này mặc dù không phải quan trọng nhất nhưng lại yêu cầu cao về chi tiết. Có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và danh dự nên y không tiện rời đi vào lúc này. Không ngờ mất nửa ngày mới xong việc rồi mình không thể về được. Nghe nói huyện bố trí xe cho người không mua vé nhưng mình đến quá muộn, người được đưa đi đã đưa hết, y dành phải đi lên quốc lộ xem có bắt được xe nào không. Không ngờ đứng hơn tiếng mà không được xe nào. Vợ oán trách y không biết bao lần, vợ chồng thì không sao nhưng con nhỏ mới được mấy tháng. Đứng trong gió rét như vậy làm vợ chỉ có thể ôm chặt con vào lòng. Đèn xe từ chỗ dễ chiếu tới, Đàm Trường Nhạc biết đây là xe con nhưng xe con chạy qua đây nếu không kín chỗ thì cũng không dừng lại nên y thậm chí không muốn vẫy tay. Tốc độ xe có vẻ chậm lại làm Đàm Trường Nhạc ngẩn ra. Là một xe Audi, tốc độ rất chậm rồi từ từ dừng trước mặt mình. Cậu kia có phải không bắt kịp xe không? Đi đâu? Mặc dù không thấy đằng sau có người không nhưng lái xe nhiệt tình như vậy làm Đàm Trường Nhạc rất vui. Đúng thế, tôi về Vĩnh Lương, anh đi đâu vậy? Đàm Trường Nhạc có chút hưng phấn xoa xoa tay rồi vẫy vợ như sợ đối phương đạp ga rời đi. Lên xe đi, cũng tiện đường. Triệu Quốc Đống mở cửa sau xe ra hiệu đối phương lên. Lão Bành, xuống giúp xách hành lý cho vợ chồng họ, tôi thấy có nhiều túi một mình anh ta xách không hết. Vậy sao được, để tự tôi. Khi người nhà Đàm Trường Nhạc lên xe, Đàm Trường Nhạc mới thở phào. Thật sự rất cảm ơn, nếu không ba người nhà chúng tôi đêm nay đúng là không biết làm sao. Sao muộn như vậy mới lên quốc lộ bắt xe, không tới kịp bến xe Thổ Thành ư? Triệu Quốc Đống nói. Đàm Trường Nhạc nói qua chuyện của mình rồi thở dài nói. Giám đốc cũng không dễ dàng, đối xử tốt với chúng tôi, Tết còn phải ở lại trực công ty. Tôi về đến mồng 3, mồng 4 lại tới. Năm nay theo giám đốc nói là phải nắm bắt cơ hội thật tốt để phát triển. Quyển 16, chương 101. Ừ, tôi học Đại học Công nghiệp Hoài Khánh sau đó tới làm việc ở Ando, sau đó ngành công nghiệp thực phẩm của Thổ Thành phát triển nên tôi tới thử xem và thấy được nên mang cả vợ tới. Đàm Trường Nhạc có chút tự hào nói. Công ty in chính thái chúng tôi coi như đứng số 1 số 2 ở lĩnh vực in ấn Thổ Thành, rất có tiếng ở trong tỉnh. Lĩnh vực in Thổ Thành đã bắt đầu đưa kỹ thuật tự động hóa sao? Triệu Quốc Đống hiểu khá rõ ngành công nghiệp thực phẩm của Thổ Thành nhưng theo ngành thực phẩm phát triển nhanh dẫn đến ngành in ấn đóng gói thì hắn không quá rõ nên khá tò mò. Ngành in Thổ Thành bây giờ rất có tiếng trong toàn tỉnh. Nhiều công ty thực phẩm như vậy nên cần nhiều việc in ấn, đóng gói. Công ty chính thái chúng tôi có thể nói đứng top 3 công ty trong ngành in, đưa vào kỹ thuật mới cũng là bình thường. Nhiều máy móc của công ty tôi đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Chỉ riêng việc phiên dịch giấy tờ đã làm giám đốc chạy nhiều chuyến lên Thượng Hải và Ando. Tôi vốn không làm mảng này nhưng công ty cần nên phải học hỏi dần. Bây giờ ngành in ấn tự động của Thổ Thành đã bắt đầu hưng thịnh. Triệu Quốc Đống khá thích Đàm Trường Nhạc này vì y nói nhiều, lại lạc quan. Trên đường đi hai người nói chuyện khá sôi nổi, Đàm Trường Nhạc cũng thấy người trước mặt trông quen quen nhưng y không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Cuối cùng Đàm Trường Nhạc cho rằng mình nhận lầm, mình tới Thổ Thành chẳng qua đã hơn năm, người ta đi xe Audi thì mình sao quen được. Triệu Quốc Đống cũng thở dài một tiếng, Thổ Thành do Ngụy Hiểu Lam làm lãnh đạo coi như bước lên bậc thang mới. GDP năm vừa rồi đã đột phá 7,5 tỷ coi như đứng vững ở vị trí thứ 5 toàn thị xã. Ngành thực phẩm, nông sản, in ấn, đóng gói, cơ giới và du lịch đều có xu thế phát triển nhanh chóng. Trong đó giá trị sản lượng ngành công nghiệp thực phẩm đã vượt qua Hoa Lâm mà đứng đầu toàn Ninh Lăng. Lúc trước hắn có ý muốn tranh chức phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho Ngụy Hiểu Lam, nhưng khi hắn nói chuyện với Ngụy Hiểu Lam, Ngụy Hiểu Lam hy vọng có thể làm việc ở Thổ Thành thêm vài năm. Triệu Quốc Đống cũng khá tán thành ý này của Ngụy Hiểu Lam. Anh làm tốt ở cơ sở chưa chắc đã kém hơn chức phó giám đốc sở kia. Anh cả đời không thể chỉ nghĩ lên chức. Làm việc thật sự không làm thất vọng lương tâm của mình thì lãnh đạo cũng có thể thấy rõ. Thổ Thành đã tiến vào giai đoạn phát triển tuần hoàn. Ngành công nghiệp thực phẩm đã xác định được vị trí chủ đạo, ngành in ấn, đóng gói cũng theo đó mà phát triển. Đây là do lối suy nghĩ của huyện ủy, ủy ban Thổ Thành, từ sản nghiệp trụ cột kéo dài sang các ngành khác, đi dần từng bước.
Mặc dù không phát triển nhanh như Tây Giang, không có trụ cột như Hoa Lâm, không thoáng cái phát triển nhanh chóng như Đông Giang nhưng lại vững vàng vượt qua Khuê Dương mà đứng thứ 5 toàn thị xã. Đàm Trường Nhạc cảm thấy đối phương luôn có thể đưa ra các câu hỏi sắc bén, luôn từ một câu nói thẳng vào vấn đề mà người khác phải nói nửa ngày mới chạm tới. Thoáng cái hơn tiếng qua đi, khi đối phương đưa về tới nhà, Đàm Trường Nhạc vẫn còn chưa hết ý. Mãi đến khi không thấy xe Audi nữa, Đàm Trường Nhạc vẫn còn chép miệng nói với vợ. Người này vừa nhìn thì anh đã biết làm lãnh đạo to. Cách nói chuyện rất sắc sảo, luôn vào trọng tâm vấn đề. Nhưng sao anh trông y còn trẻ vậy nhỉ? Bây giờ không phải đang trẻ hóa cán bộ sao? Em nghe nói bí thư thị ủy Ninh Lăng mới hơn 30, vậy người ta sao lên làm được bí thư thị ủy? Vợ Đàm Trường Nhạc có chút khó chịu xách đồ vào nhà. Về nhà rồi anh còn ngẩn ra đó làm gì? Đàm Trường Nhạc như hóa đá, y vẫn luôn thấy đối phương quen mặt mà không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Bây giờ vợ nói một câu đã đánh thức y, đây không phải bí thư thị ủy Ninh Lăng sao? Năm ngoái đối phương tới khu công nghiệp Thổ Thành thị sát, y và đồng nghiệp đứng ở cửa nhìn thì thấy người này quá trẻ. Sau đó y cũng hay thấy trên TV, đây không phải bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống thì là ai? Y sao lại đưa mình về nhà? Bí thư thị ủy đưa mình về nhà đêm 30, hình như chuyện chỉ xuất hiện trên TV mà mình gặp phải. Đàm Trường Nhạc đứng ở cửa nhìn màn đêm hít sâu một hơi. Đến tận khi vợ mắng thêm y mới nắm chặt tay phun ra một hơi. Triệu Quốc Đống đẩy cửa nhà liền nghe thấy tiếng của Đức Sơn. Bảng phóp không có gì đáng nhắc tới cả. Người thực sự có tiền của Trung Quốc đều là người ít nổi tiếng, bị đẩy lên bảng đều là mấy tên ngây ngô. Người có chút tiền đều di dân ra nước ngoài, đây là cảm giác không an toàn. Câu nói tài sản cá nhân là bất khả xâm phạm vẫn chưa chính thức được xác lập ở Trung Quốc, vì thế mọi người mới thấy lấy được quyền lưu trú hoặc công dân nước ngoài càng ổn định hơn, thậm chí chạy sang nước ngoài lấy quốc tịch. Không phải các nước nhỏ ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương đều chào đón người từ ngoài đến sao? Vậy anh có phải định di dân? Đây là giọng của Vân Hải. Được rồi, anh mày không đi. Anh là người Trung Quốc thì sợ gì? Chúng ta lập nghiệp sạch sẽ, không xâm chiếm tài sản quốc gia, không giao dịch quyền tiền, làm trong ngành cạnh tranh thuần túy. Đức Sơn này ngồi ngay ngắn được, không sợ ai cả. Đức Sơn đầy tự tin nói. Anh đừng có ra vẻ trước mặt bọn em, anh thật sự không làm chuyện gì trái lương tâm không? Em không tin. Vân Hải nói. Vân Hải, thằng danh con này dám nói anh thế hả? Không xem hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Nguyên, Tiểu Vương chính thức vào Triệu gia chúng ta, mày lại làm mất mặt anh thế sao? Hình tượng của anh sắp bị mày phá hủy hết rồi. Đức Sơn hung hăng nói. Có giỏi mày nói chuyện của đại ca trước mặt người khác đi, anh coi như mày đã trưởng thành. Anh đừng kích em, đại ca có thể có chuyện gì chứ? Không thể nói chuyện lúc còn bé anh mắc lỗi, đại ca đánh anh với mọi người chứ? Mấy chuyện này anh em chúng ta nhớ kỹ mà. Về phần Nguyên Tỷ và Vương Khả thì không cần, uy tín của đại ca không phải dẫm lên hình tượng của anh mà. Vân Hải cười hì hì nói. Anh bảo em ca tụng công đức của anh cũng được, lúc nào anh mang nửa kia của mình về, em nhất định sẽ kể lại hào quang chiến tích của anh. Mọi người trong phòng khách cùng cười lên, Triệu Quốc Đống nghe ra giọng của hai người phụ nữ, có lẽ là Tiểu Nguyên, Tiểu Vương kia. Nguyên Tĩnh là bạn gái của Trường Xuyên, đầu năm nay Đức Sơn có lỡ miệng nói nhưng Trường Xuyên phủ nhận. Chẳng qua bây giờ mang về nhà có lẽ đã đến lúc chuẩn bị cưới, đây là quy củ của Triệu gia. Nguyên Tĩnh tốt nghiệp Đại học Kiếm Kiều, bố nghe nói làm giảng viên trường đại học nào đó ở Thượng Hải, mà mẹ là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Thượng Hải. Về phần sao Trường Xuyên và Nguyên Tĩnh quen nhau thì Triệu Quốc Đống không hỏi. Trường Xuyên ít xuất hiện trước công chúng, ngay cả rất nhiều cán bộ của tập đoàn Thương Lãng cũng không nhận ra. Mỗi ngày y đi làm gần như chỉ ở trong văn phòng. Trường Xuyên khác hẳn với Đức Sơn, giới truyền thông chỉ biết ba lãnh đạo của tập đoàn Thương Lãng. Đó là Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Khuất Bình, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Mễ Linh, Phó Tổng Giám đốc Đức Sơn, còn Chủ tịch tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc Triệu Trường Xuyên thì không ai hiểu rõ, ngay cả trên các bức ảnh truyền thông cũng không rõ ràng. Về phần Vương Khả thì Triệu Quốc Đống biết rõ đôi chút. Đây là người cùng cộng tác với Vân Hải từ lúc bắt đầu, hai người quen nhau đã được hiên năm. Tới năm nay Vương Khả tiến vào Triệu gia coi như quan hệ đã có đột phá. Nguyên Tĩnh chú ý thấy người đàn ông xuất hiện trước cửa. Trên thực tế cô mới biết thân phận thật của Triệu Quốc Đống được 1-2 tháng. Mãi tới khi hai người đăng ký kết hôn thì Nguyên Tĩnh mới biết chồng mình lại có đại ca có thân phận đặc thù như vậy. Khi cô thử nói tin này với mẹ mình làm bà mẹ rất giật mình.
mẹ cô nói Triệu Quốc Đống là ngôi sao mới lên trong nền chính trị Trung Quốc, có thể nói ngay cả ở Thượng Hải cũng có không ít bàn tán về hắn. Một người như vậy lại là anh chồng mình, hơn nữa anh em Triệu gia khi nói chuyện với Triệu Quốc Đống đều rất kính trọng, làm Nguyên Tĩnh lần đầu đặt chân tới Triệu gia có chút lo lắng. Quyển 16, chương 102. Triệu Quốc Đống cũng chú ý đến hai người phụ nữ. Bố mẹ hắn biết ý không ngồi đây, hai người phụ nữ này có vẻ rất tự tin, ánh mắt đang nhìn hắn như dò hỏi và tò mò. Đại ca, thấy Triệu Quốc Đống, Đức Sơn, Trường Xuyên, Vân Hải đứng lên, hai người phụ nữ kia cũng đứng lên. Triệu Quốc Đống không chú ý ba người em của mình mà nhìn hai người phụ nữ. Lần đầu vào Triệu gia, hắn là con cả Triệu gia đương nhiên phải chú ý. Đây là Tiểu Nguyên phải không? Anh nghe Đức Sơn nói, Trường Xuyên giấu quá kỹ, hôm nay sao lại đồng ý đưa về nhà vậy? Nguyên Tĩnh nói. Đại ca, em là Nguyên Tĩnh, Trường Xuyên đã nhắc về anh rất nhiều lần với em, luôn nói anh của anh thế này, thế kia làm em có chút buồn bực sao mình lại có bạn trai không có chí khí như vậy. Trường Xuyên luôn nói đại ca xuất sắc như thế nào, chẳng lẽ anh ấy không được sao? Chẳng qua sau đó em mới biết kinh nghiệm của đại ca, phải nói đại ca và Trường Xuyên đều xuất sắc. Triệu Quốc Đống ngẩn ra sau đó lắc đầu nói. Em sợ không phải người Thượng Hải. Con gái Thượng Hải ít có người có tính cách như em. Vâng, bố em là người Sơn Đông, mẹ em là người Chiết Giang. Nguyên Tĩnh nói. Ồ, anh còn tưởng Tiểu Nguyên nói anh xuất sắc, kết quả là lại kéo cả Trường Xuyên vào mà khen. Tiểu Nguyên đúng là biết nói. Triệu Quốc Đống ra hiệu mọi người đừng khách khí. Đây là Tiểu Vương phải không? Em thì anh cũng nghe nói rồi, mấy năm nay Vân Hải toàn bộ là do em chăm sóc, tên này có gì không đúng thì anh trao quyền em đánh nó. Anh, có ai nói như anh không? Vân Hải vội vàng nói. Trường Xuyên thì anh yên tâm, Đức Sơn thì anh cũng yên tâm do hai đứa đã định hình, chỉ có chú là anh thấy chú xem ra có hướng theo Đức Sơn rồi nên anh có chút lo lắng. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn. Một mình ở bên ngoài nếu không trông coi cho kỹ không chừng có chuyện. Anh xem em là gì vậy? Em ở ngoài nhiều năm như vậy không phải vẫn tốt sao? Vân Hải thấy Vương Khả Dơ giơ tay với mình thì có chút buồn bực. Gây dựng sự nghiệp vừa dễ vừa khó, nếu muốn đột phá chính mình thì mới khó. Triệu Quốc Đống nói. Chú nói có đúng không? Triệu Quốc Đống nói làm Vân Hải chấn động. Đại ca thoáng cái đâm trúng tâm tư của y. Y bây giờ đang do dự khi lựa chọn sự nghiệp chính. Trang thiên hạ đã rất phức tạp, Vân Hải cảm thấy nó không cần mình nữa, mà mình có phải nên hoàn toàn thoát ra từ trang này không và tìm kiếm cuộc sống thích hợp hơn. Ví dụ như đầu tư mạo hiểm nhưng T vẫn chưa xác định. Mọi người cũng hỏi Triệu Quốc Đống tại sao về muộn như vậy, Triệu Quốc Đống giới thiệu qua đôi chút. Đêm đó Triệu Quốc Đống ngủ rất ngon đến 8 giờ sáng mới dậy. Trường Xuyên và Vân Hải đều đã có bạn gái làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Nguyên Tĩnh là cô gái khôn khéo, bố là phần tử trí thức cao, mẹ coi như làm cán bộ ở cấp bậc nhất định. Nguyên Tĩnh vừa có sự rộng lượng và khôn khéo, tố chất tốt. Triệu Quốc Đống biết Trường Xuyên ngoài mặt ôn hòa nhưng lại là người rất có chủ kiến. Nguyên Tĩnh bề ngoài như chiếm hết ưu thế, đè Trường Xuyên nhưng tình hình thực tế như thế nào thì khó nói. Về phần bạn gái của Vân Hải, hai người quen nhau đã lâu, Triệu Quốc Đống không có gì phải lo lắng. Trường Xuyên và Vân Hải có bạn gái, Triệu Quốc Đống biết bố mẹ mình cũng chưa quá yên tâm, điều này cũng giống hắn. Đức Sơn có trời mới biết lúc nào chui đầu vào cương, có lẽ cả đời Đức Sơn thích như vậy. Mỗi người có lựa chọn của riêng mình. Phòng Tử Toàn vốn định đến Triệu gia bàn về tình hình phát triển của năng lượng quốc toàn với Quốc Đống nhưng hắn từ chối. Hắn không muốn xen vào việc kinh doanh cụ thể của công ty nữa. Hắn bảo Phòng Tử Toàn trực tiếp bàn với Trường Xuyên và Đức Sơn, không nên cần mình ra quyết định cho bọn họ. Đến bước này công ty cần chú ý là trình tự hoạt động, làm như thế nào lấy được thắng lợi về kinh doanh mà thôi. Về phần vĩ mô, Triệu Quốc Đống đã sớm nói với Phòng Tử Toàn rằng 3 năm tới tình hình kinh tế trong nước và quốc tế khá tốt đẹp, không thể xuất hiện khủng hoảng. Nằm trên giường, Triệu Quốc Đống cảm thấy đầu óc mình rất tỉnh táo. Trường Xuyên và Vân Hải đã có sự nghiệp, Phòng Tử Toàn và mấy người Dương Thiên Bồi, Kiều Huy cũng có mục tiêu phấn đấu của mình. Ví dụ như Trường Xuyên hy vọng tập đoàn Thương Lãng biến thành tập đoàn hiện đại hóa, một tập đoàn mà cả thế giới biết tên. Vân Hải lại hy vọng dùng tài chính kiếm được để không ngừng đưa vào ngành mà y thấy có giá trị, tìm kiếm cảm giác thành công khi đầu tư đúng hướng. Còn Phòng Tử Toàn lại không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh của năng lượng quốc toàn sang các nước khác, hơn nữa bước đầu tiên đã đi được thành công.
Mục tiêu của Kiều Huy là rất nhiều, y nhân lúc trong nước muốn coi ngành bất động sản là sản nghiệp trụ cột, y hy vọng khiến tập đoàn Thiên Phú phát triển đến một trình độ không ai có thể tưởng tượng nổi. Vậy còn mình? Triệu Quốc Đống không khỏi suy nghĩ về con đường phát triển của mình. Thái Chánh Dương bỏ máy xuống và hít sâu một hơi. Ninh Pháp rất hiếm khi chủ động hẹn người, chẳng qua hôm nay y gọi tới đương nhiên là biết gì đó. Thái Chánh Dương lắc đầu, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thái Chánh Dương vốn không muốn mở rộng việc này mà xử lý trong nội bộ Điền Nam. Nhưng có vài người hiểu lầm ý của mình mà thông qua con đường này để ảnh hưởng đến mình. Việc này khiến Thái Chánh Dương có chút buồn cười. Mình tới Điền Nam đã 2 năm, vốn nghĩ rằng có thể làm tốt ở đây nhưng không ngờ đến nơi mới thấy nó đầy mưa đao gió kiếm. Anh muốn làm việc gì cũng bị người hiểu lầm, luôn thấy có phong ba. Ngay từ đầu mình hơi nhường lại bị đối phương coi là mềm yếu, sau này mình đối chọi lại khiến đối phương coi là gây sự. Anh không muốn dính vào việc này cũng không có nghĩa anh có thể đặt mình ở ngoài hết. Rất nhiều chuyện anh muốn đối với việc mà không đối người là không được. Thái Chánh Dương rất muốn từ chối lời mời của Ninh Pháp nhưng y không thể. Ninh Pháp từ góc độ nào đó coi như người dẫn đường cho mình. Không có Ninh Pháp có lẽ mình bây giờ mới chỉ là cán bộ cấp phó tỉnh. Thái Chánh Dương cũng biết lời mời của Ninh Pháp thực ra không đại biểu gì cả. Đến tầm như Ninh Pháp thì nhiều lúc không thể từ 1-2 việc cụ thể mà phán định suy nghĩ của đối phương. Thái Chánh Dương chẳng qua chỉ không muốn người ngoài tham dự vào việc của Điền Nam, đây vốn là việc do mình có thể khống chế tất cả. Nghĩ vậy, Thái Chánh Dương có chút mệt mỏi. Việc này chỉ có thể nói rõ bản chất của đối phương đã suy yếu, không cần biết đối phương làm gì chỉ cần đối phương yếu đi là đủ rồi. Ngồi trên ghế hút thuốc, Thái Chánh Dương không biết mình sao lại đột nhiên châm điếu thuốc này. Chỉ khi gặp chuyện đặc biệt thì y mới vậy. Nghĩ thông được vài điểm, tâm trạng Thái Chánh Dương trở nên thoải mái hơn. Có lẽ trong công việc sau này mình còn gặp phải xung đột như vậy, có lẽ càng kịch liệt hơn nhưng y lại tự tin hơn nhiều vì y biết giới hạn của đối phương. Đối phương bây giờ như con hổ không răng, chỉ có thể tạo chút gió nhưng không ảnh hưởng đến đại cuộc. Quyển 16, chương 103. Tết mỗi năm đối với Triệu Quốc Đống mà nói đều khác nhau. Ví dụ như năm nay trong nhà có thêm Nguyên Tĩnh và Vương Khả, thêm vài phần sinh động. Mồng một Hứa Vĩ, Hứa Cường cũng mang theo vợ tới làm không khí thêm náo nhiệt hơn. Triệu Phu Vọng và Hứa Tú Cần đều cười rất tươi, nhất là Hứa Tú Cần. Nhìn con cháu đã trưởng thành làm bà rất hạnh phúc.